Dựa theo tạp mao điểu nói chuyện, này một sừng hai cánh long là tiên thú, nếu là tiên thú đó chính là có trí tuệ yêu tộc, nhìn xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp mới hảo. Tổng không thể bị vẫn luôn vây. Hít sâu một hơi chờ, Dương Nghị Vân nơm nớp lo sợ về phía trước đi rồi một bước, đối với kia một đôi đại đèn lồng đôi mắt ôm quyền nói, tiền bối vãn bối Dương Nghị Vân, vào nhầm tiền bối địa bàn, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, thỉnh tiền bối hành cái phương tiện, làm vãn bối rời đi tốt không? Một câu thử, giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào phản ứng. Cách 5 đến 60 mét ở ngoài một sừng hai cánh long, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Dương Nghị Vân có điểm sờ không chuẩn này một sừng hai cánh long cái gì con đường, này như thế nào còn không có phản ứng đâu. Không giết hắn, cũng không ăn hắn, hiện tại đối thoại cũng không có phản ứng, đây là có ý tứ gì? Ở như vậy bầu không khí hạ, Dương Nghị Vân cảm thấy chính là áp lực. Tiếp theo Dương Nghị Vân lại nói một tiếng đồng dạng lời nói. Chính là kết quả như cũ không có phản ứng. Cái này Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi thần bí điều nói. Quả đen này một sừng hai cánh long ý gì? Tiên thú hẳn là đều sẽ nói chuyện đi. Không nói lời nào gầm rú một chút cũng hảo a. Tiểu hỗn đản không nhất định sở hữu tiên thú liền sẽ miệng phun nhân ngôn. Lý luận đi lên nói thời gian có đạo hạnh tiên thú là đều sẽ nói tiếng người. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu là cực nhỏ thực người tiếp xúc, hoặc là nói không có cố tình học tập qua nhân tộc ngôn ngữ tiên thú là sẽ không nói. Thần ma điều cho Dương Nghị Vân một đáp án. Vậy ngươi nói trước mắt một sừng hai cánh long. Có thể hay không là cái chỉ số thông minh không đủ dùng ngốc tử. Dương mẫu nhân náo động mở rộng ra nói. Thần ma điểu ha hả cười nói, người cái tiểu hỗn đản nói không chừng thật đúng là nói đúng, ở yêu tộc chung nào đó huyết mạch cực cao cũng hoặc là nói cao giai dị thú linh trí liền tính khai, nếu là không cùng ngoại giới tiếp xúc, tâm trí tiêu chuẩn đích xác sẽ thực đế, liền tính là tu đạo thành công yêu tộc, nếu là không tiếp xúc ngoại giới, chỉ là một lòng tu luyện cái loại này yêu tộc, tâm trí là sẽ không cao, nhớ kỹ là tâm trí. Không phải chỉ số thông minh, có chút yêu tộc chỉ số thông minh so các ngươi nhân tộc cao nhiều. Dương Nghị Vân suy tư hỏi, vậy ngươi nói trước mắt một sừng hai cánh long chỉ số thông minh có phải hay không phía dưới đâu? Tiểu tử ngươi tài trí thương thấp, bực này thế gian kỳ thú, tuyệt đối không kém chỉ số thông minh, có thể là tâm trí thấp một ít mà thôi. Thần ma điểu mắng một câu. Bất quá lại là làm Dương mẫu nhân đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn trong óc xẹt qua một đạo tia chớp. Đột nhiên nghĩ tới, sinh mệnh chi thủy tới. Trước kia lừa dối yêu thú biện pháp lại một lần hiện ra ở trong đầu. Sinh mệnh chi thủy thăng cấp lúc sau, dựa theo càn khôn chi linh nói, công hiệu chỉ biết càng cường, về sau đối tiên giới yêu tộc khống chế là hữu hiệu. Như vậy, có thể hay không ở trước mắt này một sừng hai cánh long thân thượng thử xem đâu. Bất quá Dương Nghị Vân theo sau liền đem cái này ý niệm vứt bỏ. Trước mắt quái vật khổng lồ cho hắn cảm giác thật sự quá cường đại. Liền tính là mượn dùng hoa sen đen lực lượng dùng ra cả người thủ đoạn, hắn cũng chưa một chút nắm chắc đối phó. Đối này một sừng hai cánh long dùng sinh mệnh chi thủy, vạn nhất xuất hiện cái gì đường rẽ, hắn sẽ bị trước tiên lộng chết, toàn bộ mạo hiểm không đến vạn bất đắc dĩ hoặc là nói không có điều kiện dưới tình huống, vẫn là tận lực không cần sử dụng hảo. Nhưng luôn là như vậy háo cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp đi ra ngoài mới được. Đến nỗi đường đi ra ngoài sao? Dương Nghị Vân cách thật xa liền ở một sừng hai cánh long phía sau thấy được một cái sơn động, ở hắn nghĩ đến 89 phần 10 chính là đường đi ra ngoài. Nếu đối thoại vô dụng, vậy mạo hiểm thử xem hướng một sừng hai cánh long thân sau sơn động đi đến. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân chậm rãi lui về phía sau di động bước chân nói sơn động vách núi, rồi sau đó chậm rãi di động bước chân hướng về một sừng hai cánh long phía sau sơn động mà đi. Đường hắn một chút tới gần thời điểm. Chỉ cảm thấy một trận gió to thổi qua đỉnh đầu. Ngay sau đó oanh một chút, hắn thân thể bay ngược đi ra ngoài. Lại là thấy được rõ ràng chính mình bị một sừng hai cánh long cái đuôi một kích quất đánh ở trên người, trực tiếp trừ phi. Chạm vào, a nha! Đủ loại rơi xuống đất, toàn thân xương cốt đều cảm giác chặt đứt vài căn, lại về tới tại chỗ. Ngay sau đó toa toa một vang, lại là phát hiện một sừng hai cánh long thật lớn đầu đối với hắn chậm rãi tới gần mà đến. Cái này Dương Nghị Vân toàn thân lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Hô! Một sừng hai cánh long thật lớn đầu chậm rãi hướng về Dương Nghị Vân dựa tiến. Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được thật lớn áp lực, nếu không phải bởi vì tạm thời không có từ nó trên người cảm nhận được cái gì ác ý, Dương Nghị Vân đều nhìn không được muốn ra tay. Chẳng qua hắn biết chính mình ra tay chỉ sợ cũng là phí công mà thôi.
Dương Nghị Vân biết hắn đối mặt chính là hắn không thể trêu vào tồn tại. Lúc này chỉ có thể nhìn này một sừng hai cánh long chậm rãi tới gần lại đây, tạm thời nhìn xem nó muốn làm gì đi. Thật lớn đầu tới rồi Dương Nghị Vân trước người 3 mét thời điểm dừng lại, lại thấy nó trong lỗ mũi hết giật, lưỡng đạo màu trắng dòng khí mà ra. Một sừng hai cánh long lỗ mũi chảy ra dòng khí từ Dương Nghị Vân trên mặt nhẹ nhàng mà qua, Dương mỗ nhân dọa đại khí không dám ra, cũng may này lưỡng đạo dòng khí cũng không có cái gì thương tổn. Lúc này Dương Nghị Vân vốn dĩ nghĩ hỏi một chút thần ma điểu cùng này chỉ tạp mau điểu trò chuyện, tráng tráng gan ra ra chủ ý gì đó, nhưng mà truyền âm nói chuyện lúc sau, không nghĩ tới thần ma điểu trực tiếp giả chết, chết sống không mở miệng, nhiều ở cổ áo giả chết bộ dáng có thể nói ảnh đế. Người lão mẫu Nga. Dương Nghị Vân ở trong lòng mắng to, nhưng đối tạp mau điểu một chút biện pháp đều không có, thứ này chính là ngoài miệng toái công phu lợi hại, một khi gặp được chuyện này, so lão thử còn muốn nhát gan gấp trăm lần. Không có biện pháp Dương Nghị Vân biết trông cậy vào không thượng này chỉ tạp mau điểu, kế tiếp vẫn là dựa vào chính mình đi. Hắn ở đánh giá trước mắt một sừng hai cánh long, mà một sừng hai cánh long tắc cũng là ở đánh giá hắn. Phía trước từ nơi xa xem, một sừng hai cánh long đôi mắt là ánh hồng chi sắc, mà hiện tại tới gần lúc sau, Dương Nghị Vân mới phát hiện một sừng hai cánh long đôi mắt kỳ thật một chút đều không hồng, ngược lại thực nhân tính hóa, là màu đen đôi mắt, chẳng qua không giống người thường chính là. Một sừng hai cánh long đôi mắt là hai mắt. Từ này song thật lớn hai tròng mắt chung, Dương Nghị Vân không biết là ảo giác vẫn là thật là, cư nhiên nhìn ra vài loại bất đồng cảm xúc tới. Có tò mò, lạnh băng, lạnh nhạt, thậm chí là một tia vui sướng ở bên trong. Đương nhiên lại đi xem thời điểm, lại phát hiện một sừng hai cánh long hai mắt trở thành sâu thẳm chi sắc. Giờ này khắc này Dương Nghị Vân rất giống biết này một sừng hai cánh long nội tâm ý tưởng, nó rốt cuộc muốn làm gì. Đối thoại không khớp, đánh nhau không nắm chắc, này đối Dương mỗ nhân tới nói thật là cái khốn cảnh. Bất quá này một sừng hai cánh long não túi tới rồi hắn trước người 3 mét sau liền bất động, ở dùng nhìn xuống ánh mắt đánh giá hắn. Ta dựa, này yêu nghiệt rốt cuộc muốn làm sao? Không phải là đầu óc có vấn đề đi. Dương Nghị Vân ở trong lòng hạt cân nhắc. Qua vài phút sau, thấy một sừng hai cánh long như cũ không có động tính, Dương Nghị Vân liền nhìn không được, trong lòng mắng nói, nãi nãi cái chân. Mặc kệ ở như vậy đi xuống lão tử sẽ điên mất. Trong lòng mắng một tiếng sau, Dương Nghị Vân chuẩn bị mạo hiểm. Cổ đủ toàn thân lực đạo, vèo một chút lắc mình tới rồi sơn động bên cạnh, nháy mắt hướng về xuất khẩu nơi vọt qua đi. Nhưng mà, chạm vào, a nha, hắn cảm giác một đầu đánh vào lạnh băng thiết khối thượng giống nhau, nháy mắt bị bắn ngược trở về. Ngẩng đầu vừa thấy là một sừng hai cánh long đầu đổ ở hắn tiến lên địa phương. Người đại gia, Dương mỗ nhân cảm giác quá mẹ nó nghẹn khuất, toàn thân rèn luyện vận chuyển lên, liền phải liều mạng, dù sao hắn không nghĩ như vậy rằng co đi xuống. Tiểu hỗn đản ngươi nhưng không đáng ngốc a, ngươi trước mắt đây chính là đại la cấp bậc tồn tại, so với tiên nhân trung đại la đều phải cường hãn, hiện tại bành ngươi liều mạng chính là lấy trứng trọi đá thần ma điểu vội vàng ra tiếng ngăn cản. Câm miệng, Dương Nghị Vân đối thần ma điểu giống giận. Bất quá. Ngay sau đó lại là một cái có chút lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ nghe thế là cái nữ nhân thanh âm, ta sẽ không ăn ngươi, trên người của ngươi có ta thích hơi thở. Gì, tạp mau điểu ngươi nghe được sao? Dương Nghị Vân nghe được thanh âm này sau vội vàng hỏi thần ma điểu. Tạp mau điểu. Dương Nghị Vân đi hỏi chuyện, thần ma điểu lại giả chết. Thời khắc mấu chốt rất dây xích, nói chính là thần ma điểu bực này hóa. Dương Nghị Vân trong lòng cái kia khí a. Nhưng là không có biện pháp. Hắn đi xem một sừng hai cánh long, đối phương như cũ nâng đầu nhìn xuống hắn. Nhưng là Dương Nghị Vân thực xác định vừa rồi là có cái thanh âm đang nói chuyện, không phải thần ma điểu, nơi này trừ bỏ một sừng hai cánh long cũng không có cái thứ tư sinh linh tồn tại. Cái này Dương Nghị Vân cả người chấn động, nhìn một sừng hai cánh long thử hỏi đến nói, là ngươi đang nói chuyện. Ân, như cũ là cái kia nghe thực lãnh đạm thanh âm, là cái giọng nữ. Cái này Dương Nghị Vân rốt cuộc xác định xuống dưới, hắn tuyệt đối là không có nghe lầm. Tức khắc Dương Nghị Vân há to miệng, hắn vốn tưởng rằng một sừng hai cánh long là sẽ không miệng phun nhân ngôn, hiện tại xem ra cũng không phải. Hơn nữa dư vị một chút vừa rồi lời hắn nói, tựa hồ cùng hắn có điểm quan hệ. Nàng giống như nói qua, thích chính mình trên người hơi thở. Này liền có điểm ý tứ. Bất quá cũng sinh ra rất lớn nghi hoặc. Chính mình trên người có thứ gì,
sẽ thượng một cái một sừng hai cánh cảm thấy hứng thú. Cũng may, cuối cùng là có một cái tốt bắt đầu, một sừng hai cánh long đều nói sẽ không ăn chính mình. Hiện tại cũng bắt đầu đối thoại, đây là chuyện tốt. Dương Nghị Vân nhất sợ hãi chính là vô pháp câu thông, thậm chí là bị một sừng hai cánh long cấp trở thành điểm tâm. Nghe được một sừng hai cánh long nói chuyện, tạm thời nguy hiểm xem như bài trừ. Có thể giao lưu chính là tốt bắt đầu. Dương Nghị Vân không nghĩ ra được, chính mình trên người có thứ gì là này một sừng hai cánh long cảm thấy hứng thú. Nhưng không sao cả, chỉ cần hắn ở một sừng hai cánh long nhãn chung có giá trị, tạm thời là có thể an toàn. Người sợ nhất chính là không giá trị. Kế tiếp đối với hắn tới nói, liền có thoát phây cơ hội. Chưa chừng hắn còn có thể dùng tới sinh mệnh chi thủy. Giờ phút này đối mặt một sừng hai cánh long, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, trên mặt bài trừ một cái tươi cười mở miệng nói, phía trước nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Lúc này Dương mẫu nhân cảm thấy phải có lễ phép, nhưng ngàn vạn không thể chọc giận đối phương. Dù sao đánh là đánh không lại, thể hiện chỉ số thông minh thời điểm tới rồi. Có thể hay không từ này một sừng hai cánh long thủ hạ chạy thoát, phải nhờ vào đầu mình. Nào biết hắn cảm giác chính mình thực nho nhã lễ độ một câu nói ra, như là một quyền đánh vào không khí thượng giống nhau, buồn bực. Tựa hồ có loại đàn gảy tai châu A. Chỉ thấy một sừng hai cánh đèn rồng lung đại hai mắt toát ra nghi hoặc biểu tình mở miệng nói, tiền bối. Đó là cái gì? Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, xem ý tứ này một sừng hai cánh long thật là có chút tâm trí không cao ý tứ, hoặc là nói giống như tạp mao điểu lời nói, thiệp thế chưa thâm, như là một chương giấy trắng giống nhau. Ách tiền bối chính là một tôn xưng, là ta đối với ngươi tôn xưng, là tôn kính ý tứ. Dương Nghị Vân khóe miệng liệt liệt giải thích một câu. Ngươi vì cái gì muốn tôn kính ta? Giờ khắc này một sừng hai cánh long chính là như là một cái tò mò bảo bảo, thật đúng là một chương giấy trắng giống nhau. Làm Dương Nghị Vân dở khóc dở cười. Dương mẫu nhân căng ra đầu nói, bởi vì ngươi so với ta cường đại, ta đánh không lại ngươi, ngươi là cường giả, ta là kẻ yếu, cho nên ta tôn kính ngươi, hoặc là nói ta đối với ngươi là sợ hãi. Nga, ta tựa hồ có chút minh bạch, bất quá ngươi cùng ta đã thấy những người đó không quá giống nhau. Bọn họ đều muốn hại ta, muốn bắt ta, bất quá đều bị ta ăn, ngươi không cần sợ hãi, ta không ăn ngươi, trên người của ngươi có chung ta thích hơi thở, ta tưởng nghe trên người của ngươi hơi thở. Một sừng hai cánh long nói chuyện chung, thật lớn đầu liền đối với Dương Nghị Vân thấu xuống dưới. Ách! Dương Nghị Vân đối mặt một sừng hai cánh long thật lớn đầu thò qua tới, cả người đều cảm giác lông tơ đứng chổng ngược lên, nhưng là hắn không dám động a. Tuy nói này một sừng hai cánh long nói không ăn nó, hắn kia cũng là nói mà thôi, ai dám bảo đảm đâu. Hắn sợ hắn có cái gì dị động, ngay sau đó liền thành một sừng hai cánh long trong miệng điểm tâm, không nghe nó vừa rồi nói chuyện sao, nói là ăn rất nhiều người a. Một sừng hai cánh long đem thật lớn đầu nhìn xuống dưới, tiến đến Dương Nghị Vân trên người, cơ hồ là dán ở trên người hắn, Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được nó trên người phát ra cường đại khí thế, mang theo lạnh băng. Lúc này một sừng hai cánh long chính là một cái cẩu giống nhau, đối với hắn đầy người ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm Dương Nghị Vân trên người có phải hay không có cái gì kẹo tiểu hài tử. Chính là đối Dương mẫu nhân tới nói chính là dày vò a. Hắn là ở rất khó đối mặt một cái quái vật khổng lồ ở chính mình trên người ngửi tới tu đi, trong lòng áp lực quá mẹ nó lớn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thật cẩn thận mở miệng nói, kia cái gì tiền bối người có thể hay không trước người thu nhỏ một ít ở tiếp tục. Ngươi như vậy hành động ta cảm giác áp lực rất lớn. Một sừng hai cánh long nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tức khắc dừng lại, đèn lồng đại đôi mắt linh động vừa chuyển, tựa hồ ở tự hỏi, lại cũng là đem thật lớn đầu trở về thu thu, hơn nữa chăm chú vào Dương Nghị Vân trên người nhìn, miệng phun nhân ngôn nói, ta có thể thử xem. Kỳ thật Dương Nghị Vân là thực không thích bị như vậy cái khổng lồ sinh vật ở trên người nghe tới nghe đi không thoải mái, đối một sừng hai cánh long cũng chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi. Không nghĩ tới nó thật đúng là đáp ứng rồi. Trả lời thời điểm thực nghiêm túc. Như thế thật làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Còn ở Dương Nghị Vân ngây người thời điểm, lại là nhìn đến một sừng hai cánh long toàn thân phát ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, ngay lập tức thời gian đạt tới chói mắt nông nỗi, làm nhìn chằm chằm xem Dương Nghị Vân không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Như vậy có thể sao? Bên tai vang lên hỏi chuyện thanh. Dương Nghị Vân theo bản năng mở hai mắt. Kết quả? Phốc! Hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Bất chi bất giác chung,
cảm nhận được cái mũi ở mạo nhiệt khí. Tay một sờ lại là máu mũi xuống dưới. Nhiều ít nhiều năm, hắn đều không có quá loại cảm giác này, không phải nói sẽ không có, mà là theo hắn tu hành thời gian tích lũy, hắn định lực đã đạt tới trình độ nhất định. Nhưng giờ khắc này lại là cảm giác có một loại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cảm giác. Định lực toàn vô. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt xuất hiện chính là một cái mỹ thiếu nữ. Một đầu tề eo đen nhánh tóc dài, tùy ý đánh rớt, chân dài gì đó nhìn không sót gì. Dương Mẫu Nhân trong mắt nhìn đến cảm giác không ngừng là một đại mỹ nữ, càng là một kiện không hề tì vết tác phẩm nghệ thuật. Hắn không có phi thăng trước kia đi, hắn không phải không có ảo tưởng quá cùng nào đó tiên nữ tới một hồi hương diễm tình cờ gặp gỡ. Nhưng đó là đối phương ở tiên nhân ở nhân tộc cơ sở thượng. Lại là trước nay đều không có nghĩ tới đi vào tiên giới lần đầu tiên hương diễm hình ảnh sẽ là như thế mở màn, trọng điểm là. Đối phương chính là một cái cường đại tiên thú, mà không phải cái gì tiên nhân. Còn có chính là phong cách mở ra phương thức hoàn toàn không đúng, hắn trong tưởng tượng hương diễm tình cờ gặp gỡ tuyệt đối không phải như thế a. Không hề bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị cứ như vậy lên sân khấu. Mấu chốt là Dương Mẫu Nhân biết bực này nhân vật, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Thật muốn là đi nghĩ cách, cho hắn cái lá gan, hắn cũng không dám. Chưa chừng sẽ bị trở thành điểm tâm cấp ăn luôn. Hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Ni ma chứng, đây là muốn phá lão tử đạo tâm sao? Bất quá hắc hắc, thích. Không hề nghi ngờ trước mắt cái này nhìn qua chỉ có 17 đến 18 tuổi cái đầu có 1m8 nhiều mỹ thiếu nữ, tất nhiên chính là một sừng hai cánh long không thể nghi ngờ. Cho rằng trong sân một sừng hai cánh long không thấy tung tích, tại chỗ chỉ có cái này tất cả đều là trần như nhộng xích quả quả thiếu nữ. Hơn nữa Dương Nghị Vân nhìn qua, nàng hai tròng mắt như cũ là hai mắt. Ai có thể nghĩ đến phía trước cái kia lu nước thô tráng thân hình có thể có 100 mét chi lớn lên quái vật khổng lồ một sừng hai cánh long, sẽ hóa thành một cái tuyệt thế mỹ diễm thiếu nữ đâu. Ở tiên giới tiên thú có thể hóa hình điểm này không kỳ quái, nếu là không thể hóa hình kia mới kỳ quái. Trọng điểm là ở Dương Nghị Vân trong tưởng tượng, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói một câu, làm một sừng hai cánh long biến hóa tiểu một ít, nhưng ai biết nó biến đổi không quan trọng, một chút biến thành như vậy một nữ tử. Liên tính là biến hóa, cũng biến hóa thành một cái cao lớn thô kệch bộ dáng mới hợp lý đi. Hiện tại cái dạng này, thật sự là làm Dương Mẫu Nhân sao mà chịu nổi hình ảnh. Hoa ô, hoa ngạ hoa ác lão tử có nhãn phúc, hoa ca ca ca. Lúc này Dương Nghị Vân trên vai vẫn luôn ở giả chết trung thần ma điểu cư nhiên quái kêu lên. Bị này chỉ hỏi đề điểu như vậy kêu to một chút, Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không có bị hù chết. Mang theo phẫn nộ trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân trực tiếp đem cái này tạp mao điểu buộc chặt càn khôn hổ không gian đi. Nói giỡn không nói đến một sừng hai cánh long bị này chỉ tạp mao điểu như vậy kinh động một chút có thể hay không tức giận, chỉ cần nhân ra xích quả quả thân mình. Dương Mẫu Nhân là tuyệt đối sẽ không làm này chỉ tạp mao điểu quan khán. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến đối diện thiếu nữ hoặc là nói một sừng hai cánh long mày nhăn lại, tức khắc trong lòng liền lột bột một chút. Cũng may hắn trước tiên đem tạp mao điểu thu vào càn khôn hồ không gian sau, một sừng hai cánh long nhăn lại mày lại lần nữa giãn ra mở ra. Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn đôi mắt cố hết sức từ cái này xích quả quả đại mỹ nữ trên người rời đi, hiện tại hắn cơ bản có thể xác định. Một sừng hai cánh long thật đúng là chính là một cái không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá yêu tinh. Nếu không liền tính biến hóa, tốt xấu biết cho chính mình trên người lộng một kiện quần áo mặc vào không phải. Mà không phải cứ như vậy xích quả quả hiện ra ở chính mình trước mặt. Hảo xấu hổ Nga. Hiện tại thu nhỏ, ta có thể tiếp tục đi. Liền ở Dương Nghị Vân rời đi đôi mắt cúi đầu thời điểm, mỹ thiếu nữ thanh âm cơ hồ dán hắn bên tai vang lên. A má ơi đây là muốn mạng giả A. Dương Mẫu Nhân vừa nhấc đầu, đối phương xích quả quả xuất hiện ở bên người, cơ hồ ở dán hắn thân thể nói chuyện, lúc này hắn đều có thể cảm nhận được cái này mỹ thiếu nữ nói chuyện thời điểm phun ra dòng khí, không ngừng là ảo giác vẫn là vốn dĩ liền có, hắn xoang mũi trung tựa hồ nghe thấy được thiếu nữ thể hiện. Trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình trong óc đều chỗ trống. Không riêng gì thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, muốn mệnh chính là cái này giấy trắng giống nhau muội tử kề sát thân thể hắn, như cũ ở trên người hắn ngửi cái gì. Giống như trên người hắn thực sự có thứ gì thực hấp dẫn nàng giống nhau. Thật sự là muốn Dương Mẫu Nhân mạng già. Nếu không phải suy xét đối phương là cường đại tiên thú, Dương Mẫu Nhân thật muốn một tay đem nàng đẩy ngã được. Tràn đầy dụ hoặc có hay không? Nhưng là,
có tà tâm không tặc gan a. Hắn đối mặt cũng không phải là một cái tiểu cô nương, mà là một cái có đại la thực lực cường đại tiên thú, cho nên Dương Mẫu Nhân còn không có bị choáng váng đầu óc, khắc chế. Thật cẩn thận về phía sau lui một bước, Dương Mẫu Nhân trong lòng vừa động vội vàng từ càn khôn hồ không gian lấy ra một bộ quần áo cấp cái này mỹ thiếu nữ phủ thêm, nói, vốn đang cho rằng ngươi sẽ không hóa hành vi người, nếu hiện tại có thể hóa hình làm người, vậy muốn mặc quần áo, tới, trước đem quần áo mặc vào nói nữa. Dương Mẫu Nhân cuối cùng là làm một chuyện tốt. Chờ thiếu nữ mang theo tò mò mặc vào quần áo sau, Dương Mẫu Nhân lúc này mới hít sâu một hơi, cảm giác hảo rất nhiều, bằng không xem đều là không dám nhìn. Đích xác tiên giới gặp được nữ thí chủ, quá mỹ. Bất quá nói trở về, liền tính là thiếu nữ truyền áo trên phục, hơn nữa truyền vẫn là Dương Mẫu Nhân tùy tay từ càn khôn hồ trung tìm ra một kiện săn sóc thêm quần jean, có che lấp lại là thành tựu một khác phiên phong cảnh, là lướt đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng có thể ngăn cản chính mình định lực. Đây là chính thật khảo nghiệm định lực tồn tại. Ổn định tâm thần lúc sau, Dương Nghị Vân lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn về phía thiếu nữ hoặc là nói một sừng hai cánh long, hắn nhưng xác định, trước mắt vị này chính là một cái không có đặt chân quá giang hồ đơn thuần tiên thú, thật là cái gì cũng đều không hiểu cái loại này. Chẳng qua, dựa theo nàng phía trước nói cái gì, ta không ăn ngươi nói, nghĩ đến, nhà đầu này tựa hồ cũng không phải là người lương thiện. Nhưng Dương Nghị Vân không nghĩ ra nàng như thế nào đối chính mình không có địch ý, chỉ là biểu đạt thích chính mình trên người hơi thở. Ngươi, thích ta trên người cái gì? Dương Nghị Vân thử hỏi một câu. Ngươi, trên người của ngươi có một loại làm ta cảm giác thân thiết hơi thở, ta không thể nói tới. Thiếu nữ chớp mắt mắt to đối Dương Nghị Vân nói chuyện. Thân thiết, Dương Nghị Vân sửng sốt. Ân nàng gật đầu. Cho nên đây là ngươi không ăn ta nguyên nhân. Dương Nghị Vân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta sẽ không thương tổn ngươi. Giờ khắc này thiếu nữ nói chuyện trông được Dương Nghị Vân, trên mặt lại là có cảm xúc biến hóa, tẫn nhiên lộ ra ý cười. Mỹ nhân cười thiên địa ám, người nào ôm đến giai nhân về. Dương Mẫu Nhân nhìn thiếu nữ trên mặt triển lộ ra hơi hơi một chút, trong đầu nhảy ra như vậy hai câu văn chiếu chiếu nói tới. Cái này thiếu nữ cười rộ lên là thật sự đẹp. Làm người có loại muốn đem nàng ôm lại hoài xúc động. Bất quá Dương Mẫu Nhân ở không có làm rõ ràng trạng huống phía trước là không dám. Tiếp theo hắn lại hỏi, người thật không thương tổn ta. Hắn vẫn là không yên tâm. Ân, sẽ không, thiếu nữ nháy mắt to, biểu tình thực nghiêm túc. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ nói, vậy ngươi có thể làm ta rời đi sao? Nếu không ác ý, cũng không thương tổn hắn, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo, hắn nhưng không nghĩ đãi ở chỗ này, còn muốn đi ra ngoài tìm lão nhân. Lời này một chỗ, thiếu nữ trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thay thế chính là cô đơn, không nói gì. Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút, nhìn dáng vẻ là không bỏ chính mình rời đi a. Nhưng là ngay sau đó hắn trong mắt vừa chuyển nói, ngươi có thể cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, ta đi thời điểm mang lên ngươi tốt không? Dương Mẫu Nhân lang bà ngoại cái đuôi chung quy vẫn là lộ ra tới. Không được, ta không thể rời đi, ta muốn bảo hộ tiểu bằng, chờ hắn xuất thế. Ta ở chỗ này cô đơn, ngươi lưu lại bồi ta thích trên người của ngươi hơi thở, các ngươi những người đó không giống nhau. Thiếu nữ nhìn Dương Nghị Vân nghiêm túc nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe thiếu nữ nói chuyện, lại là xác định hai điểm. Đệ nhất nàng nói, bởi vì muốn bảo hộ cái gì, không thể rời đi. Đệ nhị nàng cũng bởi vì nguyên nhân này, ở chỗ này thực cô đơn, mà hắn Dương Nghị Vân trên người hơi thở, làm cái này nha đầu cảm nhận được thân thiết, cho nên cũng đúng là như vậy. Không nghĩ làm Dương Nghị Vân rời đi. Nói cách khác, không cho hắn đi, đến lưu lại bồi nàng. Này nhưng làm Dương Nghị Vân cảm thấy đầu lớn. Này nhưng như thế nào hảo? Không thương tổn hắn, nhưng phải đi, không có cửa đâu. Dương Nghị Vân biết nhà đầu này muốn lưu lại chính mình, chút nào không khó khăn, đánh nhau nói, hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng muốn cho hắn vẫn luôn lưu lại, kia cũng là không có khả năng. Cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp. Thật sự không được, liền thử xem sinh mệnh chi thủy. Dù sao hắn không có khả năng lưu lại nơi này. Cũng may có một cái chỗ tốt là, cái này một sừng hai cánh long biến thành nha đầu, đối hắn đích xác không có bất luận cái gì ác ý, ngược lại có loại gặp được thân nhân ỷ lại cảm. Từ điểm này đi lên xem, chuyện này thật cũng không phải không có biện pháp thay đổi. Nàng không phải nói muốn bảo hộ cái gì, tiểu bằng, sao? Nếu là bảo hộ, luôn là phải có nguyên nhân. Tìm được rồi nguyên nhân, là có thể có biện pháp giải quyết.
hiện tại cũng không biết nha đầu này trong miệng tiểu bằng ra sao phương thánh thần. Chẳng lẽ nơi này còn tự ở một khác đầu một sừng hai cánh long? Nếu là thật là nói như vậy, có lẽ liền khó làm. Bất quá ngẫm lại hẳn là không thể đi, nếu có đệ nhị đầu một sừng hai cánh long, có lẽ đã sớm ra tới. Còn có Dương Nghị Vân nghe được minh bạch, nàng nói là bảo hộ. Bảo hộ ý nghĩa hai loại khả năng, thứ nhất nhà đầu này bảo hộ mặc kệ là cái gì, vô cùng có khả năng là nhỏ yếu, hoặc là không thể động tồn tại. Thứ hai nàng muốn bảo hộ đồ vật phi thường quan trọng, nếu không sao có thể làm một cái đại la cấp bậc tiên thú, như thế trịnh trọng. Làm nàng không tiếc đem chính mình đều vây ở chỗ này, đều đại la cấp bậc tồn tại, còn giống như một chương giấy trắng giống nhau thuần túy đơn thuần. Dương Nghị Vân hiện tại cũng tò mò, nhà đầu này bảo hộ cái gì, tiểu bằng, rốt cuộc là cái gì. Dù sao không thể võ đấu giải quyết, kế tiếp chỉ có thể chơi tâm nhãn. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân dùng mềm nhẹ ngữ khi bắt đầu cùng nha đầu này nói chuyện với nhau, hàng đầu đạt được nha đầu này tín nhiệm, mới có thể từng bước đẩy mạnh. Dù sao mục đích chính là phải rời khỏi nơi này mới được. Kia gì ta còn không biết ngươi tên là gì, ngươi có tên sao? Dương Mẫu Nhân nghĩ như vậy một cái hóa hình đơn thuần giấy trắng giống nhau yêu tiên tất nhiên là không có gì tên, sử dụng liền nghĩ cấp cái này nha đầu lấy cái tên, lấy này tới gia tăng tín nhiệm, tiến thêm một bước giao lưu đi xuống. Đến nỗi nha đầu này đối hắn thân thiết nói, Dương Mẫu Nhân là sẽ không đơn phương tin tưởng, rốt cuộc hắn cũng có phải hay không tay mơ. Ổn thỏa nhất biện pháp là lẫn nhau chi gian giao lưu lúc sau, lấy được tín nhiệm mới đáng tin cậy. Ai biết kế tiếp sự, lại một lần thoát ly hắn dự đoán kịch bản phát triển. Chỉ nghe nha đầu này mở miệng nói, ta có tên, ta kêu Tuyết Hương, trong trí nhớ ta mẫu thân cho ta lấy tên. Nói nơi này thời điểm, tự xưng là Tuyết Hương thiếu nữ. Cảm xúc có dao động, đầu tiên là vui sướng, rồi sau đó là yêu thương. Tựa hồ có chuyện xưa. Dương Nghị Vân tức khắc ngữ tắc, vốn dĩ đi, ở hắn trong dự đoán, nhà đầu này sẽ lắc đầu nói, không có tên, lúc này hắn liền có thể phát huy hắn tự nhận là am hiểu đặt tên, cho nàng lấy cái tên, do đó thuận thế tiến thêm một bước giao lưu. Nhưng soát nghĩ đến nhân gia nói có tên kêu Tuyết Hương, tên này nhưng thật ra dễ nghe, thuần tịnh giống nàng chính mình giống nhau, đảo cũng chuẩn xác. Mấu chốt là một chút ngăn chặn hắn muốn tiếp tục đề tài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nửa ngày lúc sau Dương Mẫu Nhân ở ho khan đổi quá mức tới nói, khụ khụ. Ngươi tên này thật là dễ nghe, cha mẹ ngươi cũng ở chỗ này sao? Dương Mẫu Nhân hỏi ra một cái trọng điểm. Hiện tại ngẫm lại trong lòng đều kinh hãi a, chỉ cần như vậy một cái nha đầu hắn đều không đối phó được, nếu là nàng còn có cha mẹ tồn tại, Dương Nghị Vân không dám tưởng đi xuống. Cái này Tuyết Hương nha đầu vừa thấy chính là chưa bao giờ thiệp thế quá giấy trắng, nhưng nếu là nàng cha mẹ nói, liền khó nói, hắn có thể lừa dối cái này nha đầu, có thể lừa dối nhân gia cha mẹ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mấu chốt Dương Nghị Vân bị Tuyết Hương nói cấp dọa tới rồi, nếu là nàng cha mẹ ở chỗ này liền phiền toái lớn. Mang theo khẩn trương, trên mặt lại vẻ mặt không sao cả bộ dáng, Dương Mẫu Nhân nhìn Tuyết Hương, chờ nàng trả lời. Lại thấy Tuyết Nốt Hương thần tối sầm lại nói, ta cũng không biết, ta từ lấy tỉnh lại liền tại đây đáy hồ sơn động trong vòng, trong đầu ký ức không tính nhiều, chỉ biết tên của ta là mẫu thân cho ta lấy, cũng muốn bảo hộ tiểu bằng khi nào xuất thế, ta khi nào mới có thể rời đi, đây là ta mẫu thân để lại cho ta ký ức. Sau khi nghe xong Dương Mẫu Nhân ở đồng tình nha đầu này đồng thời, lại là nhẹ nhàng thở ra. Chiếu Tuyết Hương nói như thế tới nói. Nơi này tựa hồ không có đệ nhị điều một sừng hai cánh long tồn tại, chỉ có Tuyết Hương cùng nàng trong miệng cái gì tiểu bằng. Ngẫm lại cũng là phía trước tạp mao điểu nói qua, một sừng hai cánh long đã sớm ở viễn cổ thời đại biến mất, dị yêu tổ côn bằng cùng nhau biến mất. Ở chỗ này có thể xuất hiện Tuyết Hương như vậy một cái một sừng hai cánh long, đã xem như hiếm thấy kỳ tích. Nga ngượng ngùng a, ta hỏi nhiều, bất quá ngươi yên tâm, tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể tìm được cha mẹ ngươi. Đúng rồi, ngươi trong miệng tiểu bằng là cái gì? Cũng là cùng ngươi giống nhau một sừng hai cánh long là tộc nhân của ngươi sao? Dương Mẫu Nhân bắt đầu lời nói khách sáo. Không phải, tiểu bằng chính là yêu tộc côn bằng lúc sau, trước mắt vẫn là một quả trứng, không có phu hóa xuất thế đâu, chờ tiểu bằng phu hóa xuất thế lúc sau, ta là có thể rời đi. Lời nói đến cuối cùng Tuyết Hương trên mặt hiện lên hướng về chi sắc. Chính là nói vô tình, nghe lại là sắc mặt đại biến. Nội tâm sóng biển ngập trời dựng lên. Hắn tuy rằng không có gặp qua côn bằng, nhưng là đối côn bằng đại danh cùng các loại truyền thuyết quả thực là như sấm bên tai.
Thế gian đối côn bằng nhất trực quan miêu tả không gì hơn, hắn biết nói đạo gia sách cổ thôn trang Tiêu Giao Du chung ghi lại đối côn bằng miêu tả. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa mà làm điểu, kỳ danh hoa bằng, lưng chim bằng, không biết này mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời cũng. Móc lửng. Côn bằng truyền thuyết danh khí pha đại. Dương Nghị Vân không nghĩ tới ở Tuyết Hương trong miệng, bộ ra như vậy một cái kinh thiên đại bí mật. Côn bằng A. Dương Mỗ Nhân vô cùng cảm thán. Mà đúng lúc này trong đầu lại là vang lên Càn Khôn Chi Linh nói chuyện thanh, tiểu tử ngươi nhân sinh đại cơ duyên tới rồi, trả giá hết thảy đại giới đều phải đem côn bằng chứng lộng tới tay A. Côn bằng A, thực cửu thiên thanh khí, siêu thoát cửu thiên, nhảy ra tam giới tồn tại, nếu là tiểu tử ngươi có thể có một đầu côn bằng, ha ha, kia sẽ xưng là tam giới cửu thiên đệ nhất tọa kỵ. Ta Càn Khôn Hồ lựa chọn ngươi là chủ, quả nhiên không có sai, ngươi là cái thân cư đại khí vận người, côn bằng đều có thể đụng tới, mấu chốt vẫn là không có phu hóa ra tới côn bằng chứng, quả thực là tám ngày cơ duyên. Cứt chó vận đại khái nói chính là ngươi loại người này, phu hóa côn bằng chứng, tương lai côn bằng xuất thế, tiểu tử ngươi chính là chủ, chính là tam giới tọa kỵ có được đệ nhất nhân, ha ha, lão chủ nhân giảng thuật những cái đó nghe đồn có lẽ đem có tái hiện một ngày, côn bằng ngao du thiên địa phiên, cửu thiên độc tôn nhậm này du, tam giới yêu tổ chúng sinh bái, chỉ có côn bằng dám xưng tổ. Nghe Càn Khôn Chi Linh ở trong óc vang lên nói, Dương Nghị Vân trong óc như tiếng sấm giống nhau, hắn nghĩ tới trong truyền thuyết côn bằng nghiêu ích, nhưng nghe Càn Khôn Chi Linh ý tứ, tựa hồ còn muốn vượt quá hắn hiện tượng. Hơn nữa hắn cũng tim đập thình thịch. Chính như Càn Khôn Chi Linh lời nói, hiện tại côn bằng là cái chứng, này với hắn mà nói là có cơ hội. Trong nháy mắt Dương Mỗ Nhân hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe mà qua. Lập tức hắn ngay sau đó lần thứ hai nhìn về phía Tuyết Hương là lúc, trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết. Tuyết Hương ta quyết định, ở chỗ này bồi ngươi, ta xem ngươi một người ở chỗ này cũng quá đáng thương, ta và ngươi cùng nhau bảo hộ tiểu bằng xuất thế, ngươi xem tốt không? Giờ khắc này Dương Mỗ Nhân nói chuyện mặt không đỏ tâm không nhảy, nhưng lại nội tâm chính mình ở khinh bỉ chính mình, sao lại có thể như thế không biết xấu hổ lừa dối một cái chưa bao giờ thiệp thế tiểu cô nương đâu. Nhưng mà, so sánh với côn bằng chứng, điểm này áy náy, ở Dương Mỗ Nhân trong lòng thực mau đã bị trấn áp đi xuống. Thân là một cái cầu đạo chi sĩ, càng là có Càn Khôn Chi Linh cấp ra mục tiêu, cấp ra thời gian, hắn phi thường yêu cầu một đầu thực cửu thiên thanh khí, siêu thoát cửu thiên tam giới ở ngoài côn bằng làm ngày sau cầu đạo chi lộ giúp đỡ. Ân, thật tốt quá không có tiếp xúc quá ngoại giới hiểm ác tiểu cô nương Tuyết Hương, dùng thật tốt quá ba chữ biểu đạt ra nàng cao hứng. Hảo, nếu ta đáp ứng lưu lại bồi ngươi, có phải hay không hẳn là mang ta đi cùng tiểu bằng chào hỏi một cái, ngươi nói có phải hay không? Dương Mỗ Nhân bắt đầu rồi lừa dối đại pháp. Dương Nghị Vân cái này kịch bản cũng liền đối chưa bao giờ thiệp thế Tuyết Hương dùng, nếu là đổi thành những người khác khả năng sẽ một cái tát chụp chết hắn. Chỉ tiếc Tuyết Hương chính là một cái không có tâm kế tâm trí không thành thục nha đầu, bị Dương Mỗ Nhân kịch bản hoàn toàn là không cảm giác. Bất quá Dương Mỗ Nhân rất rõ ràng quan trọng một chút chính là, Tuyết Hương đối hắn thiên nhiên thân cận gây ra, nếu không thật đúng là khó mà nói. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân đột nhiên rất muốn biết rõ ràng, Tuyết Hương vì cái gì sẽ đối hắn có thiên nhiên thân cận cảm vấn đề này. Nghĩ tới nghĩ lùi vấn đề này có lẽ chỉ cần Càn Khôn Chi Linh năng trả lời hắn, đến nỗi thần ma điều thứ này, Dương Nghị Vân là không trông cậy vào. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ở trong óc hỏi, Càn Khôn ngươi biết nhà đầu này vì cái gì đối ta thân cận nguyên nhân sao? Hắn nói ta trên người có nàng thích hơi thở. Rất đơn giản, bởi vì ngươi tu chính là thần đạo công pháp. Càn Khôn tạo hóa công chính là thế gian cao cấp nhất tu luyện công pháp, sở sinh ra lực lượng hơi thở, nhất gần sát thiên chi đạo, này tiểu bằng long đối với ngươi sinh ra thân cận không kỳ quái, bởi vì ở viễn cổ thời đại các nàng tổ tiên cũng tu chính là thần đạo. Cho nên nàng là trên người của ngươi cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nghĩ đến cũng là cô đơn lâu rồi nguyên nhân, ở nàng góc độ suy nghĩ, sẽ đem ngươi trở thành đồng loại giống nhau tồn tại, phải biết rằng ở tiên giới nhưng không có tu thần đạo tồn tại. Tiểu tử ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Càn Khôn Chi Linh cấp ra một lời giải thích. Dương Nghị Vân nghe tựa hồ rất có đạo lý, trong lòng cũng bình thường trở lại vài phần. Lúc này Dương Nghị Vân một bên cùng Càn Khôn Chi Linh ở trong óc giao lưu, một bên nhìn Tuyết Hương ở trầm tư, hắn cũng không thúc giục nàng. Rốt cuộc ở Tuyết Hương bực này đơn thuần yêu tiên trong lòng, nàng từ có ký ức bắt đầu liền biết nàng muốn bảo hộ côn bằng chứng, chờ côn bằng xuất thế, đối nàng tới nói là rất quan trọng sứ mệnh.
Hiện tại Dương Nghị Vân yêu cầu nàng dẫn hắn đi xem côn bằng chứng, liền tính là Tuyết Hương ở đơn thuần, cũng muốn tự hỏi một phen. Vô sỉ Dương mẫu nhân một chút cũng chưa đi quấy rầy Tuyết Hương tự hỏi, hắn biết lúc này an tĩnh chờ đợi mới là lựa chọn tốt nhất, thúc giục một chút ngược lại hoàn toàn ngược lại. Dù sao là ăn định nha đầu này. Đây là chưa bao giờ có thiệp thế hậu quả, gặp phải Dương mẫu nhân bực này người, sẽ bị người bán còn giúp nước cờ tiền cái loại này. Đương nhiên nói trở về, đây là bởi vì Tuyết Hương đối Dương mẫu nhân trên người hơi thở thiên nhiên thân thiết nguyên nhân, nếu không từ lúc bắt đầu hắn sẽ bị Tuyết Hương cấp ăn luôn. Bất quá Dương mẫu nhân lợi dụng chính là Tuyết Hương tín nhiệm, cũng đích xác có chút vô sỉ. Nhưng ở hắn xem ra, này cũng không có gì, chỉ cần hắn đối nàng đồng dạng không có ác ý liền hảo. Đến nỗi côn bằng chứng sao? Dương mẫu nhân là trí tại tất đắc, dù sao nếu là hắn không được đến, nơi này sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó sẽ Tuyết Hương cùng côn bằng chứng đều giữ không nổi. Đích xác hiện tại Tuyết Hương đối hắn Dương Nghị Vân tới nói cường đại vô cùng. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nói đến cùng, nàng vẫn là chỉ là đại la cấp bậc, mà phóng nhãn toàn bộ tiên giới đại la cấp bậc thực lực tu vi, thật không tính cái gì. Nghĩ như thế, Dương mẫu nhân cũng cho chính mình tìm cái tâm an lý do. Kỳ thật hắn biết thật cũng không cần tưởng nhiều như vậy, nhưng mà nói đến cùng, Dương mẫu nhân trong lòng cũng không hư, ngoài miệng nói không để bụng, kỳ thật đâu. Hắn vẫn là đối lợi dụng Tuyết Hương đơn thuần đối hắn tín nhiệm có chịu tội cảm. Lại đây trong chốc lát chỉ thấy Tuyết Hương trên mặt giấy giụa một phen, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nghị Vân sau nói, hảo, ta mang ngươi đi gặp Tiểu Bằng. Ân, tốt, hẳn là Dương mẫu nhân trong lòng đại hỉ, nhưng trên mặt chút nào bất biến. Đi theo ta Tuyết Hương nói chuyện chung chuyển thân đi hướng, phía trước Dương Nghị Vân nhìn đến cái kia tưởng xuất khẩu sơn động. Mang theo nghi hoặc Dương Nghị Vân đi theo Tuyết Hương phía sau, đi vào sơn động, lại là chung quy không nhìn xuống hỏi. Tuyết Hương nơi này là đường đi ra ngoài sao? Không phải, nơi này là Tiểu Bằng nơi ở, nơi này là đáy hồ núi lớn bụng, căn bản không có đi ra ngoài sơn động chi lộ, nghĩ ra đi yêu cầu bí pháp mở ra thông đạo. Giờ khắc này Tuyết Hương nói chuyện chung, Dương Nghị Vân lại là sinh ra như vậy trong nháy mắt ảo giác. Bởi vì hắn phảng phất thấy được Tuyết Hương đang nói ra đi thông đạo là lúc, khóe miệng hiện lên một tia xấu xa ý cười, chẳng qua đương Dương Nghị Vân đang xem đi thời điểm. Nàng như cũ vẫn là như vậy nghiêm túc thậm chí là thiên chân biểu tình, căn bản liền không có phía trước trong nháy mắt xảo trá. Ảo giác đi Dương Nghị Vân ở trong lòng nói thầm. Đường đi theo Tuyết Hương bước vào sơn động lúc sau, đi chưa được mấy bước lại là đã tới rồi cuối. Hoặc là nói là tới rồi một chỗ môn hộ trước. Cái này sơn động cao khoan đều là mười mấy mét, thực rộng mở. Ước chừng cũng là được đi 5 đến 60 mét sau dừng lại. Trước mắt xuất hiện chính là một đạo chói mắt nhũ sắc kết giới, cách thật xa Dương Nghị Vân đều có thể cảm nhận được hơi thở rất cường đại. Hắn đều không cần hỏi, liền xem ra tới, nếu ai tưởng tới gần nơi này, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, kết giới phản phệ chi lực sẽ là vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên chi thấy Tuyết Hương mở miệng nói, đây là cổ xưa không gian trận pháp kết giới, công kích rất cường đại, người về sau ở chỗ này đừng xông loạn, chưa chừng sẽ bị lưu đày tiến không gian cái khe đi. Ở cũng trở về không tới. Dương Nghị Vân cảm giác nha đầu này là cố ý ở hù dọa hắn giống nhau. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ, trong lòng lại đang nói, về sau a, không có về sau không tồn tại, ca ca ta sẽ không đãi ở chỗ này quá dài thời gian, muốn đem ngươi cùng côn bằng đan đều mang đi. Đương nhiên đồng thời Dương Nghị Vân lại cũng chặt đứt trộm côn bằng chứng ý niệm. Ở Tuyết Hương dứt lời lúc sau, chi ra nàng giữa mày tức khắc đại lược. Ngân quang chói mắt chung một cái phủ văn bay ra tới, trực tiếp đầu nhập vào kết giới thượng. Ngay sau đó kết giới quang mang đại tác, xoay tròn lên. Khai, chúng ta đi vào. Tuyết Hương nói chuyện, ý bảo Dương Nghị Vân đuổi kịp nàng, hai người trước sau nhấc chân tiến vào kết giới. Ở quang mang chói mắt chung Dương Nghị Vân nhắm mắt, ngay sau đó cũng chính là trong nháy mắt chi gian, vầng sáng tan đi. Hắn lần thứ hai mở to mắt, lại là phát hiện lại đến một cái khác sơn động không gian. Mà ở cái này hơn 100 bình phương sơn động chính giữa đại sảnh, một viên thật lớn huyền phù ở hắn trong tầm mắt. Cự trừng A. Dương Nghị Vân lớn lên miệng trong lòng cảm thán. Nhìn ra chiều dài có 9 mét, cao ước 3 mét bộ dáng. Toàn bộ thật lớn mặt ngoài có 7 màu lưu quang lập lòe, mà nhất lóa mắt chính là thật lớn thượng hiện lên khắc văn. Kim sắc khắc văn là Dương Nghị Vân chưa bao giờ có gặp qua, cổ xưa, dày nặng, tang thương thả lại thần bí. Đây là côn bằng chứng sao?
phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân tự nói về phía trước tới gần mà đi. Ân, đây là cổ xưa côn bằng chứng, tiểu bằng còn ở bên trong, cũng không biết khi nào có thể xuất thế. Tuyết Hương nhìn côn bằng chứng nói. Côn bằng phù hóa hẳn là không đơn giản đi. Dương Nghị Vân quay chung quanh côn bằng đánh giá, thuận miệng hỏi. Tuyết Hương mở miệng, yêu cầu cơ duyên đi, ta chỉ biết bảo hộ, nhưng ta không biết như thế nào phù hóa hắn. Dương Nghị Vân lúc này đã đường vòng côn bằng chứng bên kia, nhìn này viên cự chứng, hắn nhịn không được vươn tay đi, thật sự là tò mò a, đây chính là côn bằng chứng, liền tính là đặt ở tiên giới cũng là hóa thạch cấp bậc tồn tại, không sờ một chút sao được. Đừng chạm vào. Lúc này Tuyết Hương thanh âm lớn tiếng vang lên. Nhưng mà như cũ đã muộn, tay tiện Dương mỗ nhân một bàn tay đã đặt ở côn bằng chứng thượng. Ầm vang. Một tiếng ầm vang tiếng vang lên, từ côn bằng chứng nội vang lên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến côn bằng chứng thượng kim sắc khắc văn sống lại đây, ngay lập tức chi gian tựa hồ hóa thành từng điều bàng nhiên xương mù cự long giống nhau hướng về hắn cuốn tịch mà đến. Tiểu bằng không cần thương hắn. Trong phút chốc Dương Nghị Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cảm nhận được từ côn bằng chứng nội bộc phát ra một cổ tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa hơi thở đè ở trên người hắn, hơn nữa thẳng vào tiên hồn, liền như vậy trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm giác hắn sẽ tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Cũng may Tuyết Hương ra tiếng lúc sau, tức khắc này cổ hơi thở cùng mặt trên lưu chuyển kim sắc khắc văn lại dập tắt đi xuống, xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Hô! Đằng! Dương mỗ nhân từng ngụm thở dốc, một mông ngồi ở trên mặt đất. Liền như vậy một chút, hắn mồ hôi như mưa hạ, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Chưa bao giờ có rõ ràng cảm thụ quá tử vong bao phủ. Bất quá hắn là tay tiện, tự làm bậy a. Trong lòng biết rõ côn bằng chứng không phải phàm vật, còn là nhịn không được đi đụng chạm. Kết quả thiếu chút nữa bi kịch đi. Tay tiện hậu quả thiếu chút nữa không bị hù chết. Ngươi không sao chứ? Côn bằng chứng thượng khắc văn đó là truyền thừa côn bằng bảo hộ chi lực, dùng để bảo hộ bên trong tiểu bằng không quen biết ngươi, ngươi tùy tiện đi động hắn, hắn sẽ đối với ngươi công kích. Tuyết Hương một bên nâng Dương Mẫu Nhân lên, một bên nói chuyện. Mà giờ phút này Dương Mẫu Nhân là thần hồn thiếu chút nữa đều bị dọa tán, hắn không dám tưởng tượng a. Một viên côn bằng chứng liền có như vậy chịu y, chân chính yêu tổ côn bằng sẽ là cỡ nào tồn tại. Hô hô, ta không có việc gì. Khụ, ta là không đúng, không nghĩ tới này. Lợi hại như vậy nga. Dương mỗ nhân xấu hổ nói chuyện, theo bản năng về phía sau lui, cùng côn bằng chứng bảo trì khoảng cách. Kỳ thật ngươi cũng không cần sợ, nếu là được đến tiểu bằng tán thành, về sau liền sẽ không công kích ngươi, tiểu bằng còn không có phu hóa xuất thế. Hắn ở vỏ trứng trong vòng là ngủ say trạng thái, phát động công kích càng có rất nhiều bản năng, là côn bằng truyền thừa chi lực bảo hộ chi lực, ngươi thả từ từ, ta cùng tiểu bằng câu thông một phen. Làm hắn tán thành ngươi thì tốt rồi, tiểu bằng kỳ thật thực ngoan thực thiện lương. Tuyết Hương nói chuyện chung nghĩ côn bằng chứng đi đến, qua đi cùng côn bằng chứng câu thông. Thiện lương, ha ha a, như vậy lực lượng cường đại hơi thở, như vậy hung hãn. Có thể kêu thiện lương a, Dương mỗ nhân ở trong lòng kêu rên, hắn kinh hồn không chừng. Dương mỗ nhân trong lòng nói thầm, nhìn theo Tuyết Hương đi hướng côn bằng chứng, đến nỗi chính hắn lúc này đánh chết cũng sẽ không khảo đi qua. Vừa rồi kia một chút thiếu chút nữa không đem hắn cấp dọa nước tiểu. Vẫn là chờ đến Tuyết Hương xử lý tốt đang nói đi. Lại thấy Tuyết Hương vươn một con tùm tay ngọc phóng tới côn bằng chứng mặt trên. Nhưng là nhân ra lại là lông tóc vô thương, côn bằng chứng không có bày ra ra bất luận cái gì dị động. Hảo đi, Dương mỗ nhân trong lòng thực buồn bực, nhưng không có biện pháp, đối côn bằng chứng tới nói, Tuyết Hương là thân nhân, hắn là người xa lạ. Nếu không phải phía trước Tuyết Hương kêu đình, hắn phỏng chừng sẽ bị côn bằng chứng cấp giết không thể. Ngẫm lại nếu là thật bị một quả trứng cấp giết, hắn sợ là sẽ xưng là tiên giới một cái chê cười. Lại thấy Tuyết Hương nhắm lại hai mắt, một bàn tay đặt ở côn bằng chứng thượng bắt đầu rồi giao lưu. Đối như vậy một màn, Dương Nghị Vân không cảm thấy kỳ quái, côn bằng tuy rằng không có phù hóa xuất thế, nhưng bực này thiên địa chi linh, ở không có xuất thế phía trước liền tồn tại ý thức, thực bình thường. Một lát sau, Tuyết Hương trợn mắt, nhìn Dương Nghị Vân nói, ngươi thiết đem tay phóng đi lên, ở côn bằng chứng lưu lại ngươi ấn ký, lần sau tiểu bằng liền sẽ không công kích ngươi. À còn tới à, Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện, tức khắc liền có chút nghĩ mà sợ. Không cần sợ, ta cấp tiểu bằng nói tốt, lần này sẽ không thương tổn ngươi. Tuyết Hương nghiêm túc mắt to nhìn chăm chú hạ, Dương Nghị Vân căn bản không có biện pháp không tin.
Nơm nớp lo sợ đi qua đi, hắn cơ hồ là nhắm mắt lại đem bàn tay đi ra ngoài. Ngay sau đó đụng vào ở côn bằng chứng thượng. Có chút ấm áp chi ý, thực cứng cũng có cuồn cuộn dòng khí ở trong đó. Đây là Dương Nghị Vân đối côn bằng chứng cảm xúc. Phía trước đi đụng vào kia một chút dọa hồn vía lên mây, căn bản là không có gì cảm thụ, lúc này lại là đối côn bằng chứng có hiểu biết. Tuy rằng kinh hồn táng đảm lòng còn sợ hãi nhưng lần này thật sự không có việc gì. Lưu lại ngươi một sợi ấn ký là được, tiểu bằng lần sau liền sẽ không ở công kích ngươi. Tuyết Hương nói ở bên tai vang lên. Dương Nghị Vân gật gật đầu, để lại chính mình ấn ký ở côn bằng chứng, nháy mắt đã bị hấp thu đi vào. Theo sau hắn đem tay thu trở về. Một chút việc đều không có. Tuyết Hương cũng ngươi cùng côn bằng chứng là như thế nào giao lưu? Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi một câu. Dụng tâm niệm giao lưu, ngươi hiện tại lưu lại chính mình ấn ký, cũng là có thể cùng tiểu bằng giao lưu, có thể thử xem. Giờ phút này Tuyết Hương thật cao hứng. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động dụng tâm đi giao lưu. Nửa ngày lúc sau hắn xấu hổ nhìn Tuyết Hương, không phản ứng. Tiểu bằng ngủ say, có lẽ là hắn tạm thời không muốn cùng ngươi giao lưu cho nên không phản ứng, về sau từ từ tới đi. Tuyết Hương nghiêm túc nói chuyện, lại là làm Dương mẫu nhân thực bất đắc dĩ. Nói trắng ra là chính là bị côn bằng cấp ghét bỏ. Hảo đi, tiểu gia ta bất hòa một cái chứng so đo. Ngươi trước từ từ, ta phải cho tiểu bằng cung cấp pháp lực tẩm bổ. Kế tiếp Tuyết Hương đối Dương Nghị Vân công đạo một câu, ý bảo Dương Nghị Vân tránh ra điểm. Bất quá ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai lại là có chút kinh ngạc nói, pháp lực tẩm bổ. Ân, mỗi cái đại chu thiên thời gian đều phải cấp tiểu bằng cung cấp một lần pháp lực tẩm bổ, bảo đảm sinh mệnh lực, cũng có trợ xuất thế. Tuyết Hương giải thích nói. Dứt lời lúc sau Tuyết Hương một bàn tay quang mang đại lượng, cường đại tiên lực độ nhập ở côn bằng chứng chung, hơn nữa Dương Nghị Vân còn cảm nhận được cực nóng chi lực. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi, Tuyết Hương như vậy cực nóng lực lượng sẽ không thiêu chín đi. Đương nhiên sẽ không, côn bằng chính là vũ nội cường đại yêu tổ, cho dù là một viên côn bằng chứng, cũng là không giống người thường, hơn nữa bản thân côn bằng chứng có truyền thừa chi lực bảo hộ, cực nóng lực lượng đối tiểu bằng xuất thế chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, không cần lo lắng sẽ thiêu thục. Tuyết Hương trả lời luôn là như vậy nghiêm túc. Này cũng càng thêm thể hiện nàng thiên chân đơn thuần một mặt. Nếu đổi cá nhân nói, nhất định sẽ cho rằng đây là Dương mẫu nhân ở khai chơi hạ. Dương mẫu nhân nghe xong đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lúc này Càn Khôn Chi Linh cũng truyền âm nói, ngươi có thể thử xem giúp côn bằng chứng độ nhập pháp lực liền dùng ngươi thanh liên tiên hỏa, đến lúc đó đem có cơ hội xâm thấu côn bằng đan, từ căn bản là có thu phục một đầu côn bằng cơ hội. Kia gì Tuyết Hương a, ta về sau cũng có thể bang. Dương Nghị Vân thử mở miệng, hắn biết Càn Khôn Chi Linh nói là có đạo lý, cũng là được không, mấu chốt nhất chính là Tuyết Hương có để hắn tiếp xúc côn bằng chứng. Lời nói là hỏi ra tới, chính là. Nửa ngày cũng không gặp Tuyết Hương trả lời. Dương Nghị Vân vừa thấy, lại nhìn đến Tuyết Hương đã nhắm lại hai mắt, đôi tay đều đặt ở côn bằng chứng thượng. Thoạt nhìn nàng sắc mặt thực trắng bệch bộ dáng, trên trán đều có mồ hôi xuất hiện. Cái này làm cho Dương Nghị Vân minh bạch, Tuyết Hương cấp côn bằng chứng độ nhập pháp lực cũng không phải chính mình ngẫm lại đơn giản như vậy. Hắn nhớ rõ phía trước tạp mao điểu nói qua, tựa hồ ở viễn cổ thời đại. Một sừng hai cánh long hoặc là nói là sau trưởng thành côn long chính là đi theo côn bằng tồn tại, như thế nghĩ đến, Tuyết Hương hiện tại sở làm việc, chính là nàng sứ mệnh. Mà cái này sứ mệnh cũng không biết nàng kiên trì nhiều ít thời gian, nghĩ đến là không ngắn. Đây là một cái ngày càng tiêu hao pha đại lâu dài chiến. Cũng liền biết Tuyết Hương bực này thiên chân vô tà nha đầu đi làm. Không biết vì cái gì, Dương Nghị Vân đột nhiên nội tâm đối Tuyết Hương sinh ra thương tiếc cùng đau lòng. Lúc này hắn nghĩ mặc kệ vì mình vẫn là vì nàng, hắn đều hẳn là lại làm điểm cái gì. Côn bằng chứng thực rõ ràng chính là cái động không đáy, mà Tuyết Hương chính là điền hố người. Đối nàng Dương Nghị Vân cũng có kính nể. Nhìn đến Tuyết Hương hết sức chăm chú đầu nhập vào tiến vào, Dương Nghị Vân không lại đi quấy rầy. Mà là trong đầu cùng Càn Khôn Chi Linh bắt đầu đối thoại, hắn muốn hỏi một chút Càn Khôn Chi Linh đối côn bằng cùng Tuyết Hương hiểu biết. Nghĩ đến Càn Khôn Chi Linh, muốn so tạp mao điểu càng có kiến giải. Càn Khôn, người đối côn bằng cùng một sừng hai cánh long chi gian hiểu biết là cái dạng gì, có không nói cho ta nghe một chút đi. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi Càn Khôn Chi Linh. Cái này lại nói tiếp đã có thể có ý tứ, hắc hắc, nghe đồn ở khai thiên tích địa là lúc, côn bằng ra đời, siêu thoát tam giới cửu thiên ở ngoài, vị yêu tổ tôn sư,
Long tộc có biến dị một mạch chính là một sừng hai cánh long, đương nhiên không thành niên kêu một sừng hai cánh long, sau trưởng thành kêu côn long, chịu quá côn bằng yêu tổ điểm hóa, đến tận đây lúc sau liền trở thành yêu tổ côn bằng dưới tòa người theo đuổi. Đồng dạng ở tam giới là vang dội tồn tại, trước mắt xem ra, người trước mắt cái này tiểu nha đầu, còn cùng côn bằng chứng thật là có điểm ý tứ, nói như thế, từ nàng cấp côn bằng chứng độ nhập năng lượng tình huống xem ra, ta suy đoán côn bằng xuất thế lại yêu cầu nàng xưng là vật hy sinh. Siêu thoát tam giới cửu thiên côn bằng xuất thế, há là dễ dàng như vậy, có hy sinh mới là bình thường, cái này nha đầu vận mệnh có lẽ đã sớm chú định, nàng chính là vì tân một thế hệ yêu tổ côn bằng xuất thế mà tồn tại tế phẩm. Dựa theo trước mắt nàng bực này tẩm bổ côn bằng chứng tình huống xem, đương côn bằng chứng phá chứng mà ra hết sức, chính là nàng hy sinh là lúc, theo côn bằng chứng ngày càng cường đại, yêu cầu cắn nuốt năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, cái này nha đầu tu vi thực lực đâu chỉ như vậy điểm, côn long kia cũng là thiên địa dị chủng tồn tại, liền tính là không có thành niên ấu thú, thực lực cũng tuyệt đối không ngừng là đại la. Đợi chút người có thể hỏi một chút nàng, có phải hay không nàng tu vi lùi lại quá? Nếu là, như vậy, côn bằng chứng đối với nàng lực lượng hấp thu chính là ở gia tăng hàng ngày, phản chi cái này nha đầu cảnh giới thực lực liền sẽ tại hạ hàng. Nếu không nói, dựa theo nàng trình tự, loại trạng thái này ít nói cũng có thể cùng tiên giới tiên vương tương đương thực lực, mà không phải một cái nho nhỏ đại la. Càn Khôn Chi Linh cấp Dương Nghị Vân giảng ra quan điểm của hắn nhận chi. Chính là nghe vào Dương Nghị Vân trong lòng, đang xem nơi xa đối côn bằng chứng độ nhập năng lượng thuyết hương, hắn trong lòng liền không phải tư vị. Cái này thiên chân nha đầu sợ là còn không biết, côn bằng chứng muốn phá chứng mà ra cơ duyên chính là nàng sinh mệnh, một ngày kia côn bằng xuất thế là lúc, chính là nàng tiêu tán thiên địa ngày. Làm như vậy một cái thiên chân đơn thuần nha đầu tiêu tán thiên địa, Dương Mỗ Nhân thật đúng là có chút khó có thể tiếp thu. Nói như vậy nói, côn bằng chứng chẳng phải là thực âm hiểm. Dương Nghị Vân nhíu mày ở trong óc đối Càn Khôn Chi Linh nói. Cũng không phải, này đó thế gian cường đại mà lại thần bí sinh linh, đều sẽ có đặc thù chỗ, có lẽ côn bằng chứng nội ý thức cũng sẽ không biết, hắn xuất thế đại giới sẽ là cái này nha đầu, lại nói tiếp này tựa hồ là có người có thể an bài tốt đi. Càn Khôn Chi Linh từ từ nói. Dương Nghị Vân nghe được cuối cùng một câu nội tâm run lên, nhưng hắn cũng không có đang hỏi đi xuống, bởi vì có một số việc Càn Khôn Chi Linh không nhất định liền biết, hắn hỏi cũng không nhất định đối hắn là chuyện tốt. Hiện tại vấn đề là, hắn chỉ nghĩ giúp Tuyết Hương cái này thiên chân đơn thuần nha đầu. Ta nếu là đem côn bằng chứng luyện hóa có phải hay không Tuyết Hương liền không cần xưng là tế phẩm? Dương Nghị Vân hỏi Càn Khôn Chi Linh đạo. Càn Khôn Chi Linh mở miệng, này không phải vô nghĩa sao? Ngươi nếu là đem côn bằng chứng luyện hóa, tự nhiên có thể cho tiểu nha đầu chắn tai, bất quá tương ứng tiểu tử ngươi ở vận mệnh chú định sẽ có kiếp, nhưng là không sao cả, ngươi đều trở thành côn bằng chi chủ, trả giá đại giới cũng là hẳn là. Hiện tại vấn đề là, tiểu tử ngươi đầu tiên muốn cho cái này nha đầu đồng ý ngươi cấp côn bằng chứng cung cấp năng lượng, mới có cơ hội đối côn bằng chứng tiến hành tế luyện, mới có cơ hội trở thành ngày sau côn bằng chi chủ. Ta xem cấp côn bằng chứng cung cấp năng lượng không phải chuyện này. Khó khăn là muốn tế luyện một viên côn bằng chứng, người có cái gì chú ý, côn bằng chứng không phải như vậy hảo tế luyện đi. Dương Nghị Vân hỏi, Càn Khôn Chi Linh đạo, đó là tự nhiên, được xưng vũ nội côn bằng, liền tính là một quả trứng cũng là không tầm thường, bất quá tiểu tử ngươi đi rồi cứ chó vật, cư nhiên có thể được đến thanh liên tiên hỏa, đây là thành công điều kiện, đến lúc đó ngươi liền dùng thanh liên tiên hỏa tẩm bổ côn bằng chứng, mỗi lần gia nhập một giọt tinh huyết, 7 cái đại chu thiên lúc sau, đại công cáo thành. Dương Nghị Vân sửng sốt, liền đơn giản như vậy, này còn không phải là bình thường tế luyện phương pháp sao? Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến muốn tế luyện côn bằng chứng, tất nhiên yêu cầu một ít độc đáo bí pháp đi, ai biết Càn Khôn Chi Linh trong miệng liền đơn giản như vậy. Đừng đem vấn đề tưởng phức tạp, có câu nói kêu đại đạo chí giản, trên đời càng là đơn giản đồ vật, liền càng là trở lại nguyên trạng, mặt khác cũng không tính đơn giản, tiểu tử ngươi có thanh liên tiên hỏa, càng có Càn Khôn công pháp. Này bản thân chính là thường nhân không có điều kiện, hơn nữa côn bằng chứng chung quy là cái chứng, không phải chân chính côn bằng. Nếu là chân chính côn bằng tiểu tử ngươi tưởng đều không cần tưởng, nguyên nhân chính là vì là chứng cho nên đối với ngươi mà nói là 8 ngày đại cơ duyên, ở nói như thế nào, ở chứng trong vòng côn bằng chỉ là ý thức, phát huy không ra cường đại thực lực, cho nên đơn giản trực tiếp huyết tế là có thể nhẹ nhàng thu phục. Càn Khôn Chi Linh cấp ra giải thích. Dương Nghị Vân vừa nghe liền yên tâm. Đã có thể trợ giúp Tuyết Hương, có thể đạt được một đầu tương lai có thể trở thành yêu tổ cấp bậc cường đại tọa kỵ.
Đến nỗi càn khôn chi linh trong miệng tương lai muốn gánh vác nhân quả, kia cũng liền không tính cái gì. Kế tiếp vấn đề là, nhất định phải thuyết phục Tuyết Hương làm hắn tham dự đối côn bằng chứng pháp lực tẩm bổ, đến lúc đó là có thể ở thần không biết quái bất giác dưới tình huống, hoàn thành đối côn bằng chứng thu phục. Đương hắn cùng càn khôn chi linh nói chuyện thời điểm, bên kia Tuyết Hương thu tay lại. Hoàn thành đối côn bằng chứng pháp lực tẩm bổ, nhìn qua nàng thân thể đều có chút run rẩy. Dương Nghị Vân vội vàng đi qua đi nâng nói, Tuyết Hương ngươi thế nào? Ta không có việc gì, điều dưỡng một phen thì tốt rồi. Tuyết Hương nói chuyện thời điểm sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bất quá Dương Nghị Vân hiện tại lại là đã minh bạch tình huống của nàng. Lúc này hắn biết Tuyết Hương hao phí chính là chính mình sinh mệnh lực, chính như càn khôn chi linh giảng thuật giống nhau, đương côn bằng phá trứng mà ra thời điểm chính là nàng hương tiêu ngọc tổn là lúc. Hoặc là nói, đương Tuyết Hương toàn thân sinh mệnh lực hao hết chính là côn bằng xuất thế ngày. Điểm này có lẽ cái này đơn thuần nha đầu còn không có ý thức được. Dương Nghị Vân lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Tuyết Hương trên người sinh mệnh lực phi thường suy yếu. Còn nói không có việc gì, trên người của ngươi sinh mệnh lực đều ở sói mòn, ta cũng không tin ngươi không biết. Mạc danh Dương Nghị Vân giờ phút này đối cái này thiên chân đơn thuần nha đầu đau lòng. Tuyết Hương hơi hơi mỉm cười. Nhìn Dương Nghị Vân nói, ta cảm giác trong lòng có ấm áp, loại cảm giác này ta thực thích. Mặc kệ Tuyết Hương là bởi vì chính mình tu luyện càn khôn tạo hóa công mà đối chính mình thân thiết, vẫn là cái gì nguyên nhân, Dương Nghị Vân giờ khắc này đều tưởng giúp nàng. Vốn dĩ đi, sinh mệnh chi thủy là không chuẩn dự phòng ở cái này đơn thuần nha đầu trên người, nhưng lúc này hắn quyết định thử xem. Đệ nhất Tuyết Hương giờ phút này yêu cầu sinh mệnh lực bổ sung, đệ nhị Dương Nghị Vân biết giờ phút này nàng đối chính mình tín nhiệm. Nếu lấy ra sinh mệnh chi thủy tới, không những có thể giúp nàng, lại còn có thể khống chế nàng. Đương nhiên giờ này khắc này Dương Nghị Vân không nghĩ tới lại khống chế nàng, mà là tưởng giúp nàng. Sinh mệnh chi thủy khống chế, là tương đối. Chỉ cần hắn trong lòng không đem Tuyết Hương trở thành là nô bộc liền không xem như khống chế. Tuyết Hương ta tưởng giúp ngươi, ngươi tín nhiệm ta sao? Dương Nghị Vân đem nàng nâng ngồi xuống sau hỏi. Ân, tin. Lập lòe mắt to nha đầu thực nghiêm túc trả lời, ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi không chỉ có ta thích hơi thở, cũng có thể cảm nhận được ngươi giờ phút này ở quan tâm ta, lâu dài năm tháng chung loại cảm giác này là ta chưa từng có cảm nhận được, ta thích cái này cảm giác, cho nên ta tín nhiệm ngươi. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện, rốt cuộc nhìn không được trong lòng vừa động một giọt sinh mệnh chi thủy hiện lên ở lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn Tuyết Hương nói, tuy rằng ngươi là yêu tộc một mạch, chính là ta lại là biết ngươi ngày càng mệt nguyệt cấp côn bằng chứng đưa vào pháp lực, này kỳ thật là ở tiêu hao ngươi sinh mệnh lực, ngươi nói cho ta, ngươi đã có phải hay không tu vi so hiện tại cao? Có phải hay không theo thời gian dài hơn, côn bằng chứng yêu cầu lực lượng càng ngày càng cường đại, dẫn tới ngươi tu vi giảm xuống? Tuyết Hương hai mắt bỗng nhiên phóng đại một chút, lại là gật gật đầu, xem như cam chịu. Nhìn đến loại tình huống này, Dương Nghị Vân liền minh bạch, cái này nha đầu chỉ là thiên chân đơn thuần. Mà không phải bổn, nàng có lẽ đã sớm đoán được nàng sinh mệnh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn ở côn bằng chứng thượng. Ai đây là sinh mệnh chi thủy? Ta cũng không nghĩ lừa ngươi, nói thật cho ngươi biết đi, vật ấy đối thế gian bất luận cái gì yêu tộc tới nói đều áp dụng, hơn nữa còn có thể cải thiện huyết mạch chi lực, hoàn toàn có thể nói là yêu tộc chí bảo, ngươi hiện tại yêu cầu sinh mệnh chi thủy, có thể đem ngươi hao tổn sinh mệnh lực bổ sung trở về. Nhưng... sinh mệnh chi thủy đối với các người yêu tộc tới nói cũng có cái tệ đoan, hoặc là nói cũng không tính tệ đoan, chuẩn xác mà nói cái này tệ đoan chỉ nhằm vào ta mà nói, sinh mệnh chi thủy là trong tay ta chí bảo, cho nên một khi dùng lúc sau, ngươi sinh tử liền khống chế ở trong tay ta. Ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đem sinh mệnh chi thủy ăn vào, ta thể tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, giờ này khắc này là phát ra từ nội tâm tưởng giúp ngươi, dùng không phục dùng chính ngươi lựa chọn. Dương mẫu nhân ma xui quỷ khiến đem trong lòng nói ra tới, hắn kỳ thật không đành lòng đi lừa gạt cái này đơn thuần nha đầu. Hiện tại một ngụm nói ra sau, hắn cảm giác nội tâm thoải mái nhiều. Tuy rằng nói ra sau, nói không chừng sẽ có đoán trước không đến hậu quả, thậm chí là làm không hảo Tuyết hội dâng hương bạo khởi giết hắn, nhưng hắn vẫn là nói, đây là hắn nội tâm ý tưởng, tu đạo kiên trì bản tính bản tâm, hắn cảm giác đây mới là nói. Tiểu tử ngươi ngốc à, đối cái này nha đầu nói ra cái này, ngươi còn có nghĩ muốn côn bằng chứng. Dương Nghị Vân nói lạc lúc sau, càn khôn chi linh thanh âm ở hắn trong óc bạo nộ rồi lên. Dương Nghị Vân cười khổ một chút đáp lại càn khôn chi linh đạo,
ta không có biện pháp đi lừa gạt như vậy một cái đơn thuần nha đầu. Lúc này Tuyết Hương lại là miệng một trương một ngụm đem sinh mệnh chi thủy nuốt đi xuống nói, ta tin ngươi, hơn nữa ngươi nói rất đúng, tiểu bằng đối với lực lượng nhu cầu càng lúc càng lớn, ta sợ ta lực lượng của chính mình chống đỡ không đến tiểu bằng phá trứng xuất thế một ngày, cho nên ta hiện tại yêu cầu sinh mệnh lực khôi phục lực lượng của chính mình, ta tin tưởng ngươi. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện, hắn đều cảm giác có chút ghen ghét côn bằng chứng, có thể gặp phải Tuyết Hương như vậy một cái nha đầu, vì côn bằng xuất thế, chẳng sợ biết nàng chính mình sẽ bởi vậy toi mạng cũng như cũ như vậy sợ, cho dù là bởi vì sẽ đem chính mình sinh tử giao cho hắn, cũng yêu cầu lực lượng, như cũ còn ở suy xét chính là như thế nào đi cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng, làm côn bằng xuất thế. Ai làm ta nói cái gì hảo, nếu có thể ta hy vọng hỗ trợ, về sau ta cũng cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng như thế nào. Dương Mỗ Nhân giờ khắc này chính là một chút đều không có u buồn, nói ra những lời này, không phải vì côn bằng xuất thế, mà là vì không cho nha đầu này ở đi cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng, đến cuối cùng hy sinh rớt nàng chính mình. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần chính mình đem côn bằng chứng tế luyện, ngày sau côn bằng chứng lực lượng cung cấp liền có hắn tới, Tuyết Hương tự nhiên sẽ sống sót. Sợ là không được, tiểu bằng yêu cầu không chỉ có là lực lượng, phù hóa còn cần rất cao ngọn lửa lực lượng. Người hiện tại tu vi phát ra ngọn lửa sợ là không đủ. Tuyết Hương nói. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười, trong lòng vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu xanh lá ngọn lửa, hình dạng là một đóa hoa sen, tản ra cực nóng cực kỳ độ ấm. Hơn nữa cười nói, người nhìn xem, đây là ta tiên hỏa, tên là Thanh Liên, chính là tiên giới danh liệt đệ tam tiên hỏa. Tuy rằng tạm thời khả năng so ra kém người thâm hậu tu vi ngọn lửa, nhưng là nghĩ đến dùng để phu hóa côn bằng chứng là đủ rồi. Hơn nữa theo ta tu vi đề cao, Thanh Liên tiên hỏa uy lực tương lai chỉ biết càng ngày càng cường đại, cho nên ta về sau có thể cùng ngươi cùng nhau phu hóa côn bằng chứng đi. Tuyết Hương lúc này sắc mặt có một tia nghi muộn, mở miệng nói, chính là cấp tiểu bằng cung cấp lực lượng là tiêu hao sinh mệnh lực, ta không nghĩ liên lụy ngươi. À, nàng lời nói còn chưa nói xong hết sức, lại là đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, mặt thanh lộ ra thống khổ chi sắc. Ngay sau đó toàn thân quang mang đại tác, ầm vang một chút họa ra bản thể. Dương Nghị Vân biết đây là sinh mệnh chi thủy uy lực hiệu quả, liền đối với Tuyết Hương nói, đây là sinh mệnh chi thủy ở tăng lên ngươi huyết mạch, đừng lo lắng, tuy rằng có chút đau đớn nhưng chịu đựng đi thì tốt rồi, ngươi hảo hảo hiểu được, trong khoảng thời gian này ta sẽ chăm sóc hảo tiểu bằng. Nào, làm ơn, tiểu bằng mỗi cái đại chu thiên đều yêu cầu một lần lực lượng tầm bổ. A, à, ngao. Lúc này Tuyết Hương cơ hồ là chịu đựng thống khổ đối Dương Nghị Vân công đạo một tiếng, nàng biết không tưởng liên lụy Dương Nghị Vân cũng không được. Ngay sau đó liền thấy Tuyết Hương hóa ra khổng lồ bản thể thân hình lượn vòng xuống dưới, toàn thân đều tản mát ra màu bạc quang mang, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dương Mỗ Nhân cười hắc hắc lẩm bẩm, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo côn bằng chứng. Hắn biết Tuyết Hương tiến vào huyết mạch tinh lọc giai đoạn, bực này tình huống hắn gặp qua nhiều. Năm đó thu phục tử hoàng chờ đại yêu thời điểm, tình huống cơ hồ giống nhau như đúc, sở bất đồng chính là Tuyết Hương dùng sinh mệnh chi thủy sau, phát tác thong thả liền một ít thời gian, mà tử hoàng những cái đó đại yêu hắn ở thu phục thời điểm, chỉ cần ăn vào sinh mệnh chi thủy dựng xào thấy bóng liền sẽ tiến vào huyết mạch tiến hóa giai đoạn. Này có thể là tiên giới sinh linh cùng tu giả giới bất đồng chỗ đi. Không đủ Dương Mỗ Nhân giờ phút này trong lòng cô ca nở hoa. Tuyết Hương dùng sinh mệnh chi thủy sau. Huyết mạch tinh lọc thời cơ hắn không biết yêu cầu bao lâu, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ tương đối trường. Mà đối với hắn tới nói, chỉ cần có 7 đại chu thiên thời gian, là có thể hoàn thành đối côn bằng chứng tế luyện, đến lúc đó liền có thể đại công cáo thành. Chờ Tuyết Hương huyết mạch tinh lọc tỉnh lại, hắn cũng hoàn thành đối côn bằng chứng tế luyện, hai người đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Liền tính là hắn nói qua sẽ không dùng sinh mệnh chi thủy khống chế lực lượng cũng ước thúc Tuyết Hương. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cấp côn bằng chứng hạ lệnh, làm côn bằng chứng chính mình nói ra phải rời khỏi nơi này, giống nhau có thể đạt tới mục đích. Rốt cuộc căn cứ chính mình dự đoán đi rồi, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tuyết Hương hoàn toàn tiến vào huyết mạch tinh lọc chung, mà Dương Mỗ Nhân thực mau chờ tới rồi hắn yêu cầu lần đầu tiên cấp côn bằng chứng độ nhập lực lượng thời gian. Hiện giờ đã ở Tuyết Hương dưới sự trợ giúp, ở côn bằng chứng nội để lại chính mình ấn ký. Lại đi tiếp xúc cũng sẽ không lọt vào côn bằng chứng phản phệ. Dương Mỗ Nhân mang theo kích động cùng chờ đợi đi tới côn bằng chứng trước, thật cẩn thận đem đôi tay đặt ở côn bằng chứng thượng. Lúc này đây quả nhiên không có tao ngộ phản phệ, cái này làm cho hắn trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
Trong lòng vừa động, Thanh Liên tiên hỏa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lại thúc dục trong cơ thể càn khôn nói nguyên lực lược, đồng thời trong lòng vừa động một giọt tinh huyết xuất hiện hạ xuống ở côn bằng chứng thượng. Ong! Côn bằng chứng phát ra một tiếng nổ vang, tựa hồ ở hoan hô, thực hưng phấn bộ dáng. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, hắn biết côn bằng chứng tiếp nhận rồi hắn lực lược, không chỉ có như thế, còn rất cao hứng bộ dáng. Đến nỗi một giọt tinh huyết, vô thanh vô tức tiến vào trong đó, dựa theo càn khôn chi linh nói, huyết tế phương pháp dùng 7 lần hoàn thành, đây là cái dung vật không tiếng động quá trình, hiện tại côn bằng chứng còn chỉ là ý thức thể, không thể tưởng được là một loại huyết tế khế ước. Hết thảy lực lượng đều chỉ biết đi hấp thu, làm Dương Nghị Vân yên tâm lớn mật đi làm đó là. Pháp lực vận chuyển lúc sau, côn bằng chứng ầm ầm vang lên, mặt ngoài khắc văn bắt đầu lưu chuyển, Dương Nghị Vân cũng thúc giục huyết tế phương pháp, hết thảy đều thực thuận lợi. Bất quá cũng chính là lúc này, một đạo ý thức dao động cũng truyền đến hắn trong đầu, ta thích lực lượng của ngươi. Dương Nghị Vân biết tiến vào trong óc ý thức, là côn bằng chứng nội ý thức. Nghe truyền tới đến trong óc ý thức, Dương Mỗ Nhân đại hỉ, hắn sợ hãi là côn bằng chứng bài xích, cái này hảo, không có bất luận cái gì bài xích, ngược lại là thích lực lượng của chính mình, kế tiếp sự liền dễ làm nhiều. Làm từng bước là có thể dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, hoàn thành đối côn bằng chứng tế luyện, đến lúc đó mặc kệ ngươi thế nào, hắn đều sẽ là nhân sinh đại người thắng. Dương Nghị Vân cơ hồ là lưu trữ nước miếng nghĩ đến ngày sau cưới côn bằng ngao du cửu thiên mộng đẹp. Đương nhiên tương lai chân chính côn bằng sẽ là bộ dáng gì, đó là cái không biết bao nhiêu, phúc họa khó liệu cũng không nhất định. Bất quá tạm thời đối Dương Nghị Vân tới nói, xem như có một cái thực tốt bắt đầu. Lần đầu tiên cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng kết thúc. Dương Nghị Vân lại cũng là cảm thấy cố hết sức, toàn thân đều cảm giác có chút thoát hư. Không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy nhẹ nhàng, quả thực là hao tâm tổn sức háo lực, hắn khó có thể tưởng tượng Tuyết Hương nha đầu này ở dài dòng 5 tháng chung, là như thế nào từ loại trạng thái này hạ kiên trì lại đây. Loại này cấp bậc tiêu hao, đừng nói là đại la tu vi, liền tính là hỗn nguyên thậm chí là càng cao tu vi, ngày càng mệt dưới ánh trăng tới, cũng muốn hao hết sinh mệnh lực. Côn bằng cự chứng quả nhiên là không giống bình thường, sở cần lực lượng vượt quá tưởng tượng đại. Cũng may hắn đáy còn tính rắn chắc, sở tu chính là thần đạo công pháp, trong cơ thể càn khôn nói nguyên sinh ra lực lượng so với tiên nguyên lực cao giai thuần tịnh, hơn nữa thanh liên tiên hỏa tồn tại, vẫn là có thể ứng phó. Côn bằng chứng yêu cầu năng lượng cũng đủ lúc sau, chính mình sẽ cắt đứt cùng Dương Nghị Vân chi gian liên hệ, giống như là một cái ăn uống no đủ trẻ con giống nhau. Kết thúc lần đầu tiên lúc sau, Dương Nghị Vân vội vàng ngồi xuống tu luyện khôi phục chính mình tiêu hao. Trong lòng mắng côn bằng chứng. Nãi nãi chờ tiểu gia ta hoàn thành tiếp theo huyết tế khế ước xem ngươi còn như thế sở lấy. Thời gian liền ở Dương Nghị Vân cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng cùng tu luyện chung vượt qua. Chờ hắn tu luyện khôi phục lại đến thời gian. Như thế lặp lại tuần hoàn. Tuy rằng mệt, nhưng Dương Nghị Vân phát hiện cũng không phải không có thu hoạch, tuy rằng hắn mỗi một lần trong cơ thể lực lượng bị côn bằng chứng tiêu hao một cái thất thất bát bát, chờ tu luyện một lần lúc sau. Liền sẽ phát hiện trong cơ thể lực lượng càng thêm tinh thuần một phân, càn khôn nói nguyên trong vòng lực lượng cũng sẽ gia tăng. Hắn sơ phẩm chân tiên cảnh giới càng thêm củng cố. Hơn nữa tới rồi lần thứ 5 cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện hắn cảnh giới cư nhiên ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cái này phát hiện làm hắn cùng hưng phấn, dựa theo loại tình huống này suy đoán nói không chừng tiếp theo qua đi, hắn liền sẽ đột phá đến trung phẩm chân tiên chi cảnh. Cũng thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Không nghĩ tới cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng lúc sau, còn có thể kéo chính mình tu vi tăng lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá theo sau ngẫm lại Dương Nghị Vân liền minh bạch, này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn cấp côn bằng chứng mỗi cung cấp một lần lực lượng, liền sẽ hao hết trong thân thể hắn lực lượng, sau đó ở đi tu luyện, bực này vì thế trong cơ thể lực lượng lễ rửa tội. Đem có tạp chất lực lượng rút sạch, ở một lần thay tân, như thế lặp lại dưới. Ngược lại là ở tinh luyện chính mình trong cơ thể lực lượng. Cho nên nói tu vi có tăng lên cùng đột phá đây cũng là bình thường. Phía trước Dương Nghị Vân ở trong lòng mắng côn bằng chứng, nhưng là lúc này hắn không mắng. Mà là nghĩ, ngày sau như thế cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng, mà ở lại tu luyện, ngược lại sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn, đối tu vi đem có đại tác dụng, có thể tăng lên thực lực cảnh giới. Đương nhiên bực này tình huống cũng chỉ là đối hắn mà nói mới có tác dụng. Đổi cá nhân lời nói, kia chỉ biết bị háo chết. Hắn sở dĩ có thể có loại này lương tâm tuần hoàn là bởi vì,
đệ nhất hắn có thanh liên tiên hỏa, tiêu hao ngọn lửa độ ấm không phải tự thân lực lượng chuyển hóa. Đệ nhị hắn có thế gian độc nhất vô nhị càn khôn tạo hóa công, hình thành độc nhất vô nhị càn khôn nói nguyên, lực lượng cùng người khác không giống nhau, công pháp mới có thể là trọng điểm, trọng ở tạo hóa hai chữ. Trong cơ thể lực lượng tiêu hao lúc sau, thông qua tu luyện đem có thể tạo hóa mà ra, hình thành càng thêm tinh thuần khổng lồ lực lượng, còn có chính là hắn còn có sinh mệnh chi thủy phụ trợ, hoàn toàn không cần giống Tuyết Hương giống nhau lo lắng tiêu hao sinh mệnh lực, hắn có thể xa xa không ngừng bổ sung trở về. Thậm chí còn ở sinh mệnh chi thủy lại lần nữa tinh lọc lúc sau, bên trong bao hàm sinh cơ chi lực, xa xa khổng lồ quá từ trước, hắn dùng thượng một giọt có thể quản thời gian rất lâu. Đây mới là trọng trung chi trọng. Cho nên Dương Nghị Vân đi cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng, không chỉ có không có hao tổn ngược lại đem tu vi kéo lên. Dương Nghị Vân hướng về, nhưng là hy vọng ngày sau côn bằng chứng vãn một ít phá chứng mà ra, như vậy hắn là có thể ở tu luyện thượng tìm được một cái lộ. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi đi, Dương Nghị Vân hoàn toàn chìm vào ở tu luyện cùng cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng thượng. Tuyết Hương tiến hóa như cũ vẫn là bộ dáng cũ. Thực mau tới rồi thứ bảy thứ thời gian. Lúc này đây thời điểm, Dương Nghị Vân hoàn thành cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng, tiến vào tu luyện trạng thái. Mỗi một khắc trong thân thể hắn phát ra một thân nổ vang. Chấn động toàn thân lúc sau, tu vi rốt cuộc đột phá. Từ sơ phẩm chân tiên bước vào trung phẩm chân tiên chi cảnh. Ha ha ha, cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ tinh thuần lực lượng, Dương Nghị Vân cười ha ha, hắn cao hứng a. Liên tiếp 7 lần đối côn bằng chứng cung cấp lực lượng cùng tinh huyết tế luyện lúc sau, hắn rốt cuộc hoàn thành đối côn bằng chứng chủ tớ khế ước. Có thể nói là ở nước ấm nấu ếch xanh trong quá trình, thần không biết quỷ không hay hoàn thành. Hơn nữa cũng đột phá tu vi. Với hắn mà nói là song hỷ lâm môn. Trong óc hắn có thể cảm nhận được cùng côn bằng chứng nội cái kia ý thức có hai liên hệ, chỉ cần hắn trong lòng vừa động, một niệm dưới là có thể làm côn bằng ý thức tiêu vong. Đây là nắm giữ sinh tử chân chính chủ tớ khế ước, cũng có thể nói là tọa kỵ khế ước. Có thể cảm nhận được côn bằng chứng chung cái kia ý thức cường đại, nhưng lại đối hắn thực sợ hãi, đây là tinh huyết tế luyện hiệu quả. Đã hoàn thành đối côn bằng chứng khống chế. Từ nay về sau cũng chỉ chờ tân một thế hệ yêu tổ côn bằng ra đời mà ra. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết côn bằng tưởng trở thành yêu tổ, lộ còn rất dài, nhưng cho dù là như thế, một đầu côn bằng ra đời. Kia cũng là cường đại thả lại độc nhất vô nhị. Nghĩ câu kia côn bằng dương cánh chín vạn dặm nói, Dương Mỗ Nhân liền nhìn không được kích động. Lần này trong lòng vừa động Dương Nghị Vân hỏi Càn Khôn chi linh đạo, Càn Khôn, có không đem côn bằng chứng thu vào Càn Khôn hồ không gian chung? Tự nhiên không có bất luận vấn đề gì, nó côn bằng ở lợi hại đó là sinh linh, chỉ cần là sinh linh liền không có ta Càn Khôn hồ trang không đi vào, tiểu tử đừng coi thường ta, ngươi cứ việc thử xem đó là... Càn Khôn chi linh phi thường ngạo khí. Dương Nghị Vân vừa nghe lập tức đối với côn bằng chứng mặc niệm một cái thu tự. Ngay sau đó côn bằng chứng biến mất ở tại chỗ, tiến vào Càn Khôn hồ không gian. Hắc hắc, chờ Tuyết Hương nhà đầu này tỉnh lại, nên đi ra ngoài, hiện tại vấn đề rốt cuộc giải quyết. Dương Mỗ Nhân đắc ý tự nói. Mặc kệ hắn có hay không trái lương tâm, Tuyết Hương ở dùng quá hắn sinh mệnh chi thủy sau, dù sao sinh tử nắm ở trong tay hắn. Đương nhiên hắn là sẽ không dùng sinh mệnh chi thủy đi ước thúc Tuyết Hương. Chỉ cần cấp côn bằng chứng tiếp theo nói phải rời khỏi mệnh lệnh, Tuyết Hương tự nhiên sẽ đi theo hắn đi, căn bản liền không cần đi uy hát yêu ta Tuyết Hương, hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Kế tiếp thời gian, Dương Nghị Vân một bên tu luyện, một bên chờ Tuyết Hương tỉnh lại. Thời gian đại khái tính tính, từ hắn bối yến vô lượng đuổi giết tiến vào trong hồ tỉnh lại, đến bây giờ dựa theo tu chân giới thời gian đã có hơn 20 năm thời gian. Chờ đến 30 năm thời điểm, một tiếng gầm rú vang lên, đem Dương Nghị Vân từ tu luyện trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Hắn vừa thấy lại là Tuyết Hương hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Thét dài trung Tuyết Hương huyền phù xoay quanh ở đại sảnh, Dương Nghị Vân lại là ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện Tuyết Hương bụng lại nhiều một đôi tuyết trắng móng vuốt, chẳng qua so nàng trước kia muốn đoản một ít. Hiện tại Tuyết Hương có tứ chi, nhìn qua càng thêm hoàn mỹ. Mà Dương Nghị Vân nhớ rõ thần ma điều nói chuyện. Một sừng hai cánh long ở tiến thêm một bước chính là côn long, sẽ nhiều ra một đôi chân trước. Giờ phút này Dương Nghị Vân biết Tuyết Hương bước vào côn long chi cảnh, cũng ý nghĩa nàng bước vào thành niên kỳ. Từ hơi thở thượng xem tuy rằng không có cao nhiều ít, tựa hồ vẫn là đại la chi cảnh, lại là đã có rất lớn bất đồng, hẳn là đạt tới đứng đầu đại la cái kia trình tự.
Bất quá Dương Nghị Vân lại là biết, đây là bởi vì Tuyết Hương cấp côn bằng chứng trường kỳ độ nhập pháp lực ảnh hưởng, nếu không giờ phút này nàng tu vi tuyệt đối muốn so hiện tại còn muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng nghĩ đến có hắn sinh mệnh chi thủy cải thiện huyết mạch, ngày sau Tuyết Hương nhất định có thể đem tiêu hao tu vi lần thứ hai bổ sung trở về, thậm chí sẽ cao hơn một bước. Ngay sau đó lại là Tuyết Hương khổng lồ bản thể ở vầng sáng lập lòe lúc sau, hóa thành hình người. Nhưng, lại có một lần làm Dương mẫu nhân nhìn thất thố. Nhìn không được máu mũi cuồng lưu. Bởi vì phía trước Tuyết Hương dùng sinh mệnh chi thủy kết quả, một chút căng bạo quần áo, chờ hiện tại lại lần nữa hóa hình lúc sau, lại như cũ thành không có mặc quần áo trạng thái. Thật sự kêu Dương mẫu nhân mở rộng tầm mắt đồng thời, xấu hổ vô cùng. Tiểu bằng đâu? Hóa thành hình người Tuyết Hương, không hề có lưu ý đến Dương mẫu nhân một đôi sắp nhảy ra tròng mắt ở trên người nàng giả quét, mà là trước tiên phát hiện côn bằng chứng không thấy lúc sau, đại kinh thất sắc đối Dương Nghị Vân mở miệng, đều dùng tới chất vấn. Cũng ở vô hình bên trong tản mát ra cường đại vô cùng khí thế. Dù sao này cổ khí thế đối Dương mẫu nhân tới nói, là khó có thể thừa nhận. Bị Tuyết Hương khí thế cường đại bao phủ ở trên người, tức khắc làm Dương mẫu nhân trong lòng cả kinh. Lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đối Tuyết Hương nói, tiểu băng tại ở, đừng có gấp, nó thực hảo, ta chỉ là đem hắn thu vào ta động thiên không gian, ta mang ngươi đi gặp tiểu băng. Nghe được Dương Nghị Vân nói như thế, Tuyết Hương sắc mặt mới đẹp rất nhiều, nhưng là ánh mắt lại như cũng nhìn Dương Nghị Vân, ý tứ là nàng hiện tại liền phải nhìn thấy côn bằng chứng. Đối này Dương Nghị Vân là không dám qua loa, nhà đầu này hơi thở so với lúc trước càng thêm khủng bố, hắn là chịu không nổi. Đương nhiên cũng không phải sợ nàng, dùng quá hắn sinh mệnh chi thủy sau, nàng mạng nhỏ đều bị hắn nắm ở trong tay, tự nhiên không sợ nàng đối chính mình làm khó dễ. Chẳng qua là đối mặt cái này thiên chân đơn thuần nha đầu, hắn không đành lòng đi lừa gạt hoặc là nói làm khác. Đừng phản kháng, ta mang ngươi tiến không gian. Dương Nghị Vân đối Tuyết Hương nói chuyện, thần hồn bao phủ ở trên người nàng. Ngay sau đó hai người cùng nhau tiến vào càn khôn hồ không gian chung. Tiểu bằng. Vừa tiến vào càn khôn hồ không gian, Tuyết Hương liền thấy được nơi xa côn bằng chứng, tức khắc kêu to chạy qua đi. Mà Dương mẫu nhân còn lại là lại chảy máu mũi, tự mình lẩm bẩm, đây là xích quả lỏa bôn a. Càn khôn hồ không gian nội. Hết thảy đều như Dương mẫu nhân an bài giống nhau phát triển đi xuống. Tuyết Hương thấy được côn bằng chứng, sở hữu khẩn trương liền tan thành mây khói, thậm chí còn ở hiểu biết Dương Nghị Vân cấp côn bằng chứng cung cấp năng lượng, duy trì rất nhiều lần xong việc. Cái này thiên chân đơn thuần nha đầu đối Dương mẫu nhân hảo cảm độ có một lần cọ cọ bay lên. Đương nhiên là có một ngày Tuyết Hương không biết chính là, côn bằng chứng đã trở thành Dương mẫu nhân dự bị tọa kỵ, chỉ còn chờ về sau xuất thế liền hảo. Hơn nữa ở Tuyết Hương cùng côn bằng chứng giao lưu thời điểm, Dương mẫu nhân đã sớm cấp côn bằng chứng công đạo hảo một bộ lý do thoái thác, thuận lợi trưởng thành làm côn bằng chứng nói ra, muốn từ nơi này đi ra ngoài, đến ngoại giới đi tìm phá chứng mà ra cơ duyên. Nếu là vẫn luôn đều ở chỗ này đợi, còn không biết muốn bao lâu mới có thể xuất thế. Đối này Tuyết Hương không có phản đối, đối với nàng tới nói, nàng sứ mệnh chính là làm côn bằng chứng xuất thế. Nếu hiện tại là côn bằng chứng chính mình đưa ra muốn từ nơi này đi ra ngoài, vậy không có bất luận cái gì vô vấn đề. Dương mẫu nhân cầm quần áo đi tới Tuyết Hương bên người, hắn đã nhìn thật lâu. Phía trước không quấy rầy Tuyết Hương là bởi vì nha đầu này ở cùng côn bằng chứng ở giao lưu. Làm hắn đứng ở nơi xa mở rộng tầm mắt, trong lòng một cái kính lại nói, này cũng không phải là ta muốn xem a. Lúc này nhìn đến nàng cùng côn bằng chứng giao lưu xong, Dương mẫu nhân vung tay lên chộp tới hắn tồn kho quần áo, cấp Tuyết Hương lấy qua đi. Cũng ngượng ngùng ở nhìn chằm chằm nhân ra xem. Tuy rằng Tuyết Hương là yêu tộc, càng là cái thiên chân đơn thuần nha đầu, không có cảm thấy thẹn thượng quan niệm, nhưng là Dương mẫu nhân cảm giác hắn 10 cái người, đang xem đi xuống liền tội lỗi. Tuyết Hương đến đây đi quần áo mặc vào nói chuyện cầm quần áo vội vàng cho nàng, hắn tránh ra đôi mắt, trong lòng lại hướng về chợ quay đầu lại đi ra ngoài, nhất định phải cấp nha đầu này mua một kiện nữ trang tiên quần áo mới được. Bực này bất đồng vải dệt quần áo, hoàn toàn liền không thích hợp nàng biến thân. Chỉ có tiên y là có thể tùy tính sử dụng giấu ở trên người, có thể tránh cho mỗi một lần biến thanh lúc sau hư hao. Nga! Nha đầu này hoàn toàn không có bất luận cái gì phương diện này khái niệm. Thuận tay tiếp nhận lúc sau cầm quần áo mặc tốt. Ngay sau đó nhìn Dương Nghị Vân nói, tiểu bằng nói muốn từ nơi này đi ra ngoài, hắn xuất thế cơ duyên hẳn là ở bên ngoài thế giới, ta trước nay không đi qua đại hồ cho rằng thế giới,
ngươi có thể mang theo chúng ta đi ra ngoài sao? Có thể a, à, quá có thể, ta và ngươi nói, Tiểu Bằng nói hoàn toàn đối, nó chính là Côn Bằng a, à, siêu thoát cửu thiên tam giới tồn tại, muốn xuất thế, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ cần ở chỗ này dựa lực lượng của ngươi tầm bổ hiển nhiên là không đủ, chúng ta mang Tiểu Bằng đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không chừng là có thể xuất thế. Giờ phút này Dương Mẫu Nhân trong lòng ám sảng, hết thảy đều ở dựa theo chính mình dự đoán phát triển, Côn Bằng chứng yêu cầu chính là hắn yêu cầu, chỉ là Tuyết Hương nha đầu này không rõ ràng lắm mà thôi. Lúc này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ân, chúng ta đây đi thôi. Xem Dương Nghị Vân đáp ứng, Tuyết Hương trên mặt cũng hiện lên mỉm cười. Điểm này ở Dương Mẫu Nhân xem ra, kỳ thật nha đầu này nội tâm cũng hướng tới quá bên ngoài thế giới. Tính cách đơn thuần chính là hảo. Nói đi là đi, chút nào đều không nghi ngờ muộn. Đương nhiên, đối Dương Mẫu Nhân tới nói, đi khẳng định là phải đi, nhưng là... Tuyết Hương như vậy nhiều ngày tài địa bảo, tự nhiên muốn mang lên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân vung tay lên, mang theo Tuyết Hương từ càn khôn hổ không gian đi ra. Hai người tới rồi phía trước trong đại sảnh, Dương Mẫu Nhân lúc này mới mở miệng nói, Tuyết Hương a ở bên ngoài tu luyện yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo. Có phải hay không đem ngươi mật thất chung vài thứ kia đều mang lên, chờ tới rồi bên ngoài, ta cho ngươi mua tiên y, đi ra ngoài đến bên ngoài thế giới, ngươi liền phải lấy hình người trạng thái hành tẩu, cho nên tiên y tiên khí linh tinh không thể thiếu, này đó nhưng đều yêu cầu tiên thạch mua sắm mới được. Dương Mẫu Nhân giống cái lang bà ngoại giống nhau muốn tiếp tục hướng dẫn Tuyết Hương nói tiếp, bổn ý kỳ thật là tưởng nói, ngươi những cái đó thiên tài địa bảo ta giúp ngươi thu. Ai biết hắn câu nói kế tiếp còn không có nói xong. Kết quả liền thấy Tuyết Hương, vung tay lên quang mang đại tác nhưng một chút, lúc sau liền đối với Dương Nghị Vân nói, hảo, ta đã đem tất cả đồ vật thu hồi tới, mấy thứ này là ta từ tiến vào trong hồ những người đó trên người được đến, ta thích này đó lấp lánh sáng lên đồ vật, chỉ là không biết còn có thể có nhiều như vậy tác dụng, sớm biết rằng trước kia liền nhiều sưu tập một chút. Dương Nghị Vân, nửa ngày không nói chuyện, cảm giác đầy mình nói thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương. Ta mẹ nó là tưởng nói ngươi những cái đó thiên tài địa bảo đều cho ta toàn bộ chủ nhân bảo quản a. Dương Mẫu Nhân tại nội tâm ngao gào. Nhưng là, đối mặt toàn bộ thiên chân nha đầu, chung quy lời nói đến bên miệng hóa thành hai chữ, đi thôi. Hắn còn không có không biết xấu hổ đến đi cướp đoạt Tuyết Hương đồ vật. Bất quá trong đầu hồi tưởng một chút những cái đó chồng chất như núi thiên tài địa bảo, hắn tâm liền từng đợt chiều chiều. Nhưng lại có thể thế nào đâu. Nhân gia nha đầu đều vung tay lên tất cả đều thu, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Dương Nghị Vân biết đây là bí pháp, cũng không thể lại đi nói cái gì. Càng không thể lấy chủ nhân thân phận đi yêu cầu Tuyết Hương, hắn tự cấp Tuyết Hương sinh mệnh chi thủy thời điểm liền nói quá, bất quá dùng sinh mệnh chi thủy hình thành chủ tớ khế ước đi yêu cầu nàng làm việc. Nói đến cùng mặc kệ là Tuyết Hương vẫn là Côn Bằng chứng, các nàng tâm trí đều không cao, cũng không cần thiết lại đi lừa dối. Ở Tuyết Hương phất tay chỉ thấy mở ra một cái môn hộ lúc sau, hai người trước sau đạp đi vào. Ngay sau đó nghênh diện mà đến chính là hồ nước. Dương Nghị Vân sau khi ra ngoài, mới phát hiện Tuyết Hương nơi ở, là đáy hồ một làm núi lớn chung. Thực mau hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng về mặt hồ mà đi. Dầm! Ước chừng mười mấy phút sau, hắn cùng Tuyết Hương nổi lên mặt nước, bơi lội lên bờ. Hồ rốt cuộc ra tới a. Dương Nghị Vân nhìn không được cảm thán, phía trước phía sau hắn xem như ở cái này trong hồ đãi 30 năm, đương chờ này 30 năm như cũ là hắn thói quen dùng tu chân giới thời gian đi cân nhắc, ở tiên giới thời gian tính toán, cũng chính là đi qua 30 ngày mà thôi. Nhưng thời gian với hắn mà nói không dài không ngắn. Nhưng mà đúng lúc này một đạo tiếng xé gió vang lên. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là phát hiện là một thanh phi kiếm nghĩ hắn chém tới. Oanh! Cùng thời gian Dương Nghị Vân nhìn đến Tuyết Hương tùy ý phất tay, oanh một tiếng, chuôi này chém về phía hắn bay về phía hóa thành mảnh nhỏ. Lúc này Dương Nghị Vân lại là có chút kinh ngạc Tuyết Hương thực lực. Ở hắn cảm thụ chung, chuôi này bay về phía uy lực hơi thở ở chân tiên chi cảnh, hơn nữa vẫn là cường đại chân tiên hơi thở, nhưng lại bị Tuyết Hương tùy ý vung tay lên liền đem phi kiếm oanh thành mảnh nhỏ. Nàng tuy rằng thiên chân đơn thuần, nhưng thực lực thật sự là không thể chê. Trong lòng nghĩ có như vậy một cái nha đầu tại bên người, quả thực chính là một cái siêu cấp bảo tiêu, ít nhất ở Đại Thanh Thiên Sơn thế giới là có thể đi ngang vừa đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy tương nơi xa phi kiếm mà đến phương hướng. Lại là phát hiện có 8 người ảnh xuất hiện ở nơi xa,
từ hơi thở thượng cảm thụ người kia đều là chân tiên đại viên mãn trình tự. Bọn họ trên người đều là thượng huyền tiên môn quần áo trang điểm. Này một nhưng Dương Nghị Vân trong lòng sát ý đại động, quyết tâm đủ đại a, cư nhiên ở chỗ này đợi lão tử 30 năm. Đích xác này 8 chân tiên đều là thượng huyền tiên môn người, là năm đó Yến Vô Lượng lưu lại nơi này người. Cầm đầu người là thượng huyền tiên môn chân tiên đại sư huynh Yến Nhân Nghĩa. Năm đó Đại La Tiên Phủ ở ngoài Yến Nhân Nghĩa cũng ở đây, kiến thức quá Dương Nghị Vân chém giết sơ phẩm kim tiên trưởng lão trường hợp. Nói thật đương sư phụ Yến Vô Lượng làm hắn mang theo 7 cái sư đệ tiến đến nơi này chờ đợi Dương Nghị Vân thời điểm, hắn là thật không muốn tới. Gần nhất Dương Nghị Vân tiến vào có một sừng long hồ sau có thể nói cơ bản chính là một cái chết, ra tới khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, không cần thiết hao phí thời gian thủ. Thứ hai nếu Dương Nghị Vân vô cùng may mắn có thể ra tới, vậy càng không nghĩ chờ đợi, bởi vì Yến Nhân Nghĩa biết Dương Nghị Vân thực lực có thể chém giết sơ phẩm kim tiên. Hắn cùng mấy cái sư đệ lưu lại nơi này cũng chỉ là chịu chết. Cũng may sư phụ Yến Vô Lượng mệnh lệnh chỉ là làm cho bọn họ rời xa một sừng long hồ 10 dặm ở ngoài quan sát trăm năm thời gian, nếu là trăm năm sau, không có động tĩnh, bọn họ là có thể rút về đi. Nếu là Dương Nghị Vân trong lúc này xuất hiện, hắn nhiệm vụ là bám trụ Dương Nghị Vân, hơn nữa trước tiên đưa tin cấp sư phụ Yến Vô Lượng. Kỳ thật Yến Nhân Nghĩa rõ ràng, sư phụ Yến Vô Lượng sở dĩ làm như thế. Thật sự là năm đó việc quá thật mất mặt, hơn nữa nhi tử đều bị Dương Nghị Vân chém giết, khẩu khí này không bình ổn đi xuống. Vốn dĩ Yến Nhân Nghĩa là không cho rằng Dương Nghị Vân tiến vào một sừng long hổ có thể ra tới, ai biết thật đúng là ra tới. Phát hiện Dương Nghị Vân trước tiên Yến Nhân Nghĩa liền điều khiển phi tiên chém qua đi, đồng thời gian đưa tin sư phụ Yến Vô Lượng. Nhất kiếm công kích qua đi xem như đánh lén, nghĩ có thể bị thương nặng Dương Nghị Vân tốt nhất bất quá. Dù sao hắn nhiệm vụ là bám trụ Dương Nghị Vân chờ sư phụ Yến Vô Lượng tiến đến. Ai biết nhất kiếm đánh lén qua đi, bị Dương Nghị Vân bên người một tiểu nha đầu phất tay chỉ thấy liền đánh nát hắn phi kiếm, ngược lại là làm hắn tâm thần bị hao tổn phun ra một búng máu, phi kiếm cũng là tiên khí yêu cầu tâm thần đi tẩm bổ, chính là bản mạng tiên khí, phi tiên bị hao tổn phản phệ đây là bình thường. Cái này Yến Vô Lượng sắc mặt đại biến lên nói, vài vị sư đệ tách ra chạy trốn đi. Dương Nghị Vân kia tiểu tử bên người nữ tử 10 cái ngạnh cha, chúng ta không phải đối thủ. Lúc này Yến Nhân Nghĩa căn bản liền không nghĩ đi bám trụ Dương Nghị Vân vấn đề, bởi vì hắn cảm nhận được đánh nát hắn phi kiếm Tây Á đầu, hơi thở thượng so với hắn sư phụ Yến Vô Lượng đều cường đại. Trong nháy mắt Yến Nhân Nghĩa cái trán liền mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ có thể đối mấy cái sư đệ hạ lệnh chạy trốn, hắn biết lại không chạy, mọi người đều sẽ mất mạng. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó Yến Vô Lượng 8 người phân tán mà chạy. Không có chút nào do dự. Nơi xa thấy như vậy một màn Dương Nghị Vân cười lạnh nói, nhưng thật ra thông minh, bất quá tiểu gia sẽ không cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Dứt lời lúc sau Dương Mẫu Nhân trực tiếp đối Tuyết Hương nói, Tuyết Hương bọn họ đều là người xấu, giúp ta bắt lấy bọn họ. Tốt, Tuyết Hương nghiêm túc gật đầu, nói chuyện chung biến mất ở tại chỗ. Mà Dương Nghị Vân còn lại là cũng biến mất ở tại chỗ. Tám người phân công nhau mà chạy, hắn là sợ Tuyết Hương một người phân thân thiếu phương pháp. Kết quả tại hạ một khắc Dương Nghị Vân liền trừng lớn trong mắt, rốt cuộc kiến thức một hồi đại la cao thủ cấp bậc thủ đoạn. Lại kiên Tuyết Hương thân ảnh phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành không nhiều không ít 8 đạo lưu quang. Ngay sau đó biến nghe được từng tiếng hoảng sợ kêu to thanh. A a a a. Theo hoảng sợ kêu to vang lên, giây tiếp theo Dương Nghị Vân liền chấn động. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nặng nề lúc sau, 8 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tất cả đều dừng ở hắn trước người. Đúng là 8 thượng huyền tiên môn chân tiên đệ tử. Có một cái tính một cái không có một cái chạy thoát, tất cả đều bị Tuyết Hương không biết dùng cái gì thủ đoạn ném ở Dương Nghị Vân trước mặt, hơn nữa đều phong ấn lực lượng. Chộp tới. Tuyết Hương nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ chộp tới không phải 8 chân tiên, mà là bắt 8 điều sâu lông giống nhau đơn giản. Dương Nghị Vân sửng sốt nửa ngày lúc sau mới hoàn hồn, trong lòng cái kia sảng a. Có Tuyết Hương như vậy cái đại cao thủ tại bên người, hắn đến ít đi nhiều ít chuyện phiền toái. Cười hắc hắc nói, Tuyết Hương vất vả, người qua bên kia chờ ta một chút, kế tiếp sự tình giao cho ta xử lý đi. Đối với địch nhân Dương Nghị Vân hiện tại chính là có chính mình hành sự chuẩn tắc, vô số lần sinh tử trải qua hắn nói cho hắn, tuyệt đối là không thể nương tay. Cho nên kế tiếp phải làm sự tình có chút huyết tinh. Vẫn là tận lực đừng làm Tuyết Hương tham dự, nàng thiên chân đơn thuần. Nga, ta đây qua bên kia chờ ngươi.
Tuyết Hương không có chút nào do dự, nga một tiếng, đi hướng nơi xa. Dương Nghị Vân cười tủm tỉm phất tay nói, đi thôi. Chờ Tuyết Hương rời khỏi sau, Dương Nghị Vân lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất tám vẻ mặt hoảng sợ thượng huyền tiên môn chân tiên. Trên mặt tươi cười biến mất không còn một mảnh, thay thế chính là sát ý. Năm đó ở Đại La Tiên Phủ ở ngoài vây giết ta, tựa hồ các ngươi mấy cái cũng ở đi, nheo lại mắt Dương Nghị Vân nhìn tám chân tiên nói. Cầm đầu đại sư huynh Yến Nhân Nghĩa cảm nhận được Dương Nghị Vân sát ý, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đến bây giờ mới thôi, hắn đều là hồn vía lên mây trạng thái. Vừa rồi cái kia tiểu nha đầu ra tay, hắn căn bản là không có thấy rõ ràng thủ đoạn, đã bị khống chế, nhưng lại cảm nhận được cường đại vô cùng hùng hậu lực lượng, kia chờ lực lượng hơi thở Yến Nhân Nghĩa chưa bao giờ cảm thụ quá, dù sao so với Kim Tiên Đại Viên Mãn sư phụ Yến Vô Lượng còn phải cường đại vô cùng. Cái này làm cho Yến Nhân Nghĩa trong lòng sợ hãi, cái kia tiểu nha đầu sợ đã là siêu việt Kim Tiên Đại La trình tự cường giả. Giờ khắc này nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, Yến Nhân Nghĩa hoàn hồn sau, vội vàng xin tha nói, Dương công tử ta chờ cũng là phụng sư hành sự, cầu Dương công tử khai ân, phóng ta chờ một con đường sống, chúng ta bảo đảm từ nay về sau tuyệt đối sẽ không cùng Dương công tử là địch. Cầu Dương công tử tha mạng. Cái khác bảy cái cũng không ngốc, vội vàng xin tha. Giờ phút này bọn họ đều bị cái kia khủng bố tiểu nha đầu phong ấn toàn thân lực lượng, động đều không động đậy, duy nhất có thể làm chính là xin tha. Có thể tu luyện đến chân tiên trình tự, đặc biệt là bọn họ chân tiên đại viên mãn tu vi chi cảnh, bước tiếp theo có hy vọng thành tựu kim tiên, chỉ có chính bọn họ biết con đường này một đường đi tới gian khổ. Đối mặt sinh tử, há có thể không sợ. Xin tha đi. Hy vọng Dương Nghị Vân có thể võng khai một mặt. Ha ha. Trả lời trước ta mấy vấn đề đi, Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nói. Chỉ cần Dương công tử không giết ta chờ, cái gì vấn đề đều có thể. Yến Nhân Nghĩa nhưng thật ra có chút đầu óc. Đừng cùng tiểu gia nói điều kiện, các ngươi không tư cách, nói cho ta các ngươi thượng huyền tiên môn hoặc là nói Yến Vô Lượng sau lưng vị kia hỗn nguyên cường giả tình huống. Còn có Thái Thanh tiên môn hiện tại như thế nào? Ngày đó lúc sau Yến Vô Lượng có hay không vì khó xử Đỗ Kiệt Bân? Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Lúc này có một cái chân tiên thoạt nhìn có chút nhị, nghe Dương Nghị Vân hỏi chuyện, lại là lạnh giọng lên nói, Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi nếu biết chúng ta thượng huyền tiên môn sau lưng có hỗn nguyên cường giả, thức thời liền thả chúng ta, nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát vừa chết. Oanh, a, à, tên này phạm nhị chân tiên tựa hồ là nghĩ tới bọn họ thượng huyền huyền môn đại chỗ dựa sau. Tức khắc có tự tin, mở miệng uy hát yêu ta Dương Nghị Vân. Nhưng là cuối cùng nói chưa nói xong, đã bị Dương Nghị Vân bỗng nhiên oanh ra một quyền, ở một tiếng ầm vang cùng kêu thảm thiết chung, trực tiếp đem tên này phạm nhị chân tiên oanh giết. Sư đệ, Dương Nghị Vân ngươi không chết tử tế được. Bên người một người chân tiên nhìn đến bị giết giả, đôi mắt đỏ bừng mắng Dương Nghị Vân. Oanh, Dương Nghị Vân lại lần nữa ra tay, oanh giết cái thứ hai chân tiên. Cái này giữa sân thanh tịnh. Cái khác sáu cái, bao gồm Yến Nhân Nghĩa đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Nghị Vân. Yến Nhân Nghĩa nuốt khẩu nước miếng nói, đừng giết, ta cái gì đều nói cho ngươi. Sớm nói không phải không có việc gì sao. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói chuyện, ánh mắt đảo qua dưới thân mấy cái chân tiên, nắm tay cúi đầu xuống, không dám cùng hắn ánh mắt đối diện. Một màn này làm Dương Mẫu Nhân trong lòng có mấy đại thỏa mãn cảm. Yến Nhân Nghĩa hồng mắt nói. Ta thượng huyền tiên môn sau lưng chỗ dựa là một người sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên, là sư phụ ta Yến Vô Lượng thân muội muội cá thần tiên hồng đạo lữ, gọi là Tiền Bước Man, một mình chiếm lĩnh một tòa lục phẩm tiên sơn thế giới, khoảng cách ta đại thanh tiên sơn thế giới 10 vạn dặm nơi, được xưng Man Vương tiên cảnh. Từ từ, trước nói tiên sơn vấn đề, cái gì là lục phẩm tiên sơn thế giới? Dương Nghị Vân này vẫn là lần đầu tiên nghe được tiên sơn còn có phẩm cấp, cho nên đánh gãy Yến Nhân Nghĩa nói chuyện. Ở tiên giới mỗi một tòa tiên sơn đều là có phẩm cấp chi phân, từ thấp nhất nhất phẩm tiên sơn một con đến tối cao cửu phẩm tiên sơn, phẩm cấp càng cao tiên sơn thế giới, ý nghĩa tiên lực nồng hậu trình độ cường đại, không gian diện tích to lớn. Chúng ta đại thanh tiên sơn thế giới trước mặt xem như cái nhị phẩm tiên sơn thế giới, lục phẩm tiên sơn thế giới, tiên khí nồng hậu cường độ càng siêu nhất nhị phẩm tiên sơn mấy chục lần nhiều, ở trong đó tu luyện tương ứng cũng sẽ là làm ít công to. Đương nhiên ra cửu phẩm tiên sơn ở ngoài, còn có trong truyền thuyết những cái đó phong hào tiên sơn từ từ. Yến Nhân Nghĩa lúc này cũng không dám ra vẻ, có cái gì nói thẳng cái gì, dù sao hắn biết ở Dương Nghị Vân trong tay hiện tại bọn họ chính là bản thượng thịt cá.
Dương Nghị Vân vừa nghe âm thầm gật đầu, đem cái này ghi tạc trong lòng, đối với tiên giới tiên sơn, có phẩm cấp chi phân, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đều là độc lập tiên sơn, có tốt có xấu, ngẫm lại tựa hồ cũng bình thường. Đương nhiên ghi tạc trong lòng còn có Tiền Bước Man, Cá Thần Tiên Hồng, cùng Man Vương Tiên Sơn, này ba cái tên. Yến Vô Lượng thượng huyền tiên môn sau lưng đại chỗ dựa. Ở Đại La Tiên Phủ thời điểm, hắn nghe Đỗ Kiệt Bân nói qua, Yến Vô Lượng muội muội trở thành Hỗn Nguyên nói tiên tiểu thiếp, cho nên Yến Vô Lượng cùng thượng huyền tiên môn mới trở thành đại thanh thế giới đệ nhất. Chẳng qua Dương Nghị Vân không hỏi qua tên, lúc này lại là đem này đó tên đều nhớ kỹ, chưa chừng ngày sau sẽ đối thượng. Tiếp tục nói phía dưới, ngày đó lúc sau, Yến Vô Lượng có hay không khó xử Đỗ Kiệt Bân cùng Thái Thanh Tiên Môn. Dương Nghị Vân ý bảo Yến Nhân Nghĩa tiếp tục. Yến Nhân Nghĩa mở miệng, ngày đó lúc sau, Thái Thanh Tiên Môn môn chủ Đỗ Nhân Kiệt trở về núi đem Sơn Môn đóng cửa, mà Đỗ Kiệt Bân nghe nói rời đi Đại Thanh Tiên Sơn, lại là chẳng biết đi đâu. Sư phụ ta Yến Vô Lượng không có bắt được ngươi, giận cho đánh mèo Thái Thanh Tiên Môn, đánh thượng Thái Thanh Tiên Môn. Chẳng qua Thái Thanh Tiên Môn môn chủ Đỗ Nhân Kiệt cũng không phải hời hợt hạng người, đóng cửa Sơn Môn lúc sau, chính là tránh ở bên trong duy trì tiên trận, sư phụ ta Yến Vô Lượng cũng trong lúc nhất thời lấy Thái Thanh Tiên Môn không có biện pháp. Bất quá mấy năm nay vẫn luôn đều ở vây công Thái Thanh Tiên Môn, chưa từng từ bỏ, thề muốn đem Thái Thanh Tiên Môn xóa tên, chém giết Đỗ Kiệt Bân, nhưng là Sơn Môn oanh không khai. Nhưng sắp tới ta nghe sư môn một cái sư đệ đưa tin tiến đến. Nói là sư phụ ta đã cầu tiểu nãi nãi làm Tiền Bước Man phái cao thủ tiến đến lúc đó muốn tấn công Thái Thanh Tiên Môn, đến lúc đó Thái Thanh Tiên Môn nhất định sẽ xong đời, Man Vương Tiên Sơn tiến đến có thể là hai gã đại la cao thủ. Chuyện khi nào, Dương Nghị Vân mày nhăn lại hỏi. Chính là không lâu trước đây, hiện tại đánh giá Man Vương Tiên Sơn đại la cao thủ sợ là đã tới rồi đi Yến Nhân Nghĩa nói. Lúc này Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư chung. Nếu thật là như vậy. Như vậy Đỗ Kiệt Bân nơi Thái Thanh Tiên Môn liền gặp nạn. Hắn cùng lão Đỗ là bằng hữu, chuyện này cần thiết quản thượng một quản, dù sao hắn cũng phải tìm Yến Vô Lượng phiền toái không xung đột. Nên hỏi tất cả đều hỏi lúc sau, Dương Nghị Vân lại lần nữa nhìn về phía Yến Nhân Nghĩa sáu người. Yến Nhân Nghĩa bị Dương Nghị Vân này liếc mắt một cái dọa tới rồi, hắn từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt thấy được sát ý, tức khắc run rẩy nói, ngươi, ta đều nói cho ngươi muốn biết. Ngươi không thể giết chúng ta. Đó là chính ngươi nghĩ ra được, ta nhưng không có đáp ứng không giết ngươi, cầu đạo chi lộ vốn chính là tàn khốc vô cùng một cái lộ, nếu là ta không có thực lực, hôm nay ta rơi xuống trong tay các ngươi, nhưng mà hướng các ngươi xin tha, các ngươi buông tha ta sao? Dương Nghị Vân lạnh vừa nói lời nói. Lời này nói ra, Yến Nhân Nghĩa tức khắc ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu là đổi làm bọn họ, sẽ bỏ qua Dương Nghị Vân sao? Yến Nhân Nghĩa nghĩ đến là sẽ không. Trong lòng chua xót lên, hắn tu luyện mấy ngàn năm lâu, cũng đồng dạng là đi bước một từ tu chân đi tới, ở thành tiên, tự nhiên minh bạch Dương Nghị Vân trong miệng cầu tiên chi lộ tàn khốc. Cường giả vi tôn pháp tắc dưới, đối địch nhân không lưu hậu hoạn, chính mình mới có thể sống càng lâu. Giờ khắc này Yến Nhân Nghĩa biết Dương Nghị Vân là vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua hắn môn. Trong lúc nhất thời trong lòng oán hận, không cam lòng từ từ hiện lên. Nhưng cuối cùng Yến Nhân Nghĩa nhụt chí, bọn họ mấy cái tất cả đều bị phong ấn lực lượng, giờ phút này liền tính là tưởng phản kháng cũng không có cái kia năng lực. Có thể làm chính là chờ Dương Nghị Vân oanh sát. Ngay sau đó Yến Nhân Nghĩa nhìn Dương Nghị Vân cười khổ một chút nói, hảo đi, sinh tử chi đạo vốn là hẳn là đã thấy ra, cũng đúng là cả trái tim kết, ta tu luyện đến cuối cùng, càng ngày càng sợ chết, ngược lại là làm tu vi cảnh giới ngừng lại, tạp ở chân tiên đại viên mãn cái này cảnh giới đã ước chừng 3.000 năm. Ta đã hoàn toàn đã không có lúc trước tu chân là lúc cái loại này cầu đạo tình cảm mãnh liệt, ở như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng muốn đạo tâm tan vỡ, đã chết cũng hảo, bất quá xem ở sắp chết người phân thượng, người có thể đáp ứng không ta hai cái yêu cầu. Dương Nghị Vân nghe một nhạc nói, ngươi nhưng thật ra không thể khí, cư nhiên còn để yêu cầu, bất quá ngươi nói rất đúng, đối mặt sắp chết người, ta tựa hồ phải đáp ứng ngươi, nhưng muốn xem ngươi nói yêu cầu là cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến liền thành toàn ngươi. Yến Nhân Nghĩa nhìn thoáng qua bên người dưới thân năm cái sư đệ nói, có không lưu lại ta năm cái sư đệ tánh mạng, chẳng sợ ngươi phế đi bọn họ tu vi. Đại sư huynh không cầu hắn, phế bỏ chúng ta tu vi còn không bằng chết, tả hữu đều vừa chết, hà tất cầu cái tiểu tể tử. Dưới thân năm cái từng người cảm xúc biến hóa rất lớn, hoặc mắng hoặc là xin tha.
Dương Nghị Vân tất cả đều xem ở trong mắt, không có trả lời Yến Nhân Nghĩa. Nhìn Yến Nhân Nghĩa nói cái thứ hai đi. Thấy Dương Nghị Vân không trả lời, trên mặt giếng cổ không dao động bộ dáng, Yến Nhân Nghĩa cười khổ, hắn liền biết Dương Nghị Vân sẽ không đáp ứng, nói cũng nói vô ích, nhưng hắn làm sư huynh, lý nên cấp này đó sư đệ cầu một cầu Dương Nghị Vân. Nên có tư thái như cũ là phải có. Theo sau Yến Nhân Nghĩa nhìn về phía Tuyết Hương biến mất địa phương, chậm rãi mở miệng nói, lòng ta có cái suy đoán, cái kia tiểu cô nương đến có phải hay không trong hồ vị kia. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đúng vậy. Hắn biết Yến Nhân Nghĩa nói chính là có ý tứ gì, đơn giản chính là xác nhận một chút Tuyết Hương có phải hay không một sừng hai cánh long. Ha ha, chúng ta hôm nay bị té nhào không tính oan uổng, hảo, ta không thành vấn đề, người động thủ đi, nhanh nhẹn điểm. Yến Nhân Nghĩa tới rồi lúc này trong lòng lại là ngược lại thản nhiên. Dù sao sinh tử đều không sợ, biết rõ là vừa chết, đến lúc này đã thấy ra. Ngươi chờ đừng trách ta, muốn trách thì trách Yến Vô Lược, là hắn trêu chọc ta, không phải ta đi trước trêu chọc hắn, lên đường. Dương Nghị Vân dứt lời, song trưởng bỗng nhiên nâng lên, lực lượng cường đại hội tụ song trưởng phía trên. Kỳ thật hắn không cần động can qua lớn như vậy. Yến Nhân Nghĩa này mấy người trên người tất cả đều bị Tuyết Hương lực lượng cường đại phong ấn, tùy tiện một kích là có thể muốn bọn họ mọi người mệnh. Làm như vậy chỉ là tưởng cấp những người này một cái thống khoái mà thôi. Mà giờ phút này Yến Nhân Nghĩa lại là nhắm lại hai tròng mắt, sắc mặt thản nhiên, chờ đợi tử vong buông xuống. Dương Nghị Vân giờ phút này ở muốn huy trưởng hết sức, lại là hai tròng mắt chung hơi hơi sừng sốt. Nhưng ngay sau đó xuất kích. Oanh! Cường đại song trưởng dưới. Một tiếng thật lớn nổ vang, hét thảm một tiếng đều không có xuất hiện. Bụi đất lúc sau, giữa sân 6 người, lại là biến mất 5 người. Tất nhiên còn có một người tồn tại. Giờ phút này người này trên người lại là phát ra nhàn nhạt kim quang. Người này không phải người khác, đúng là Yến Nhân Nghĩa. Trong sân Yến Nhân Nghĩa tuy rằng như cũng ngã trên mặt đất nằm, nhưng lại là kim quang tỏa sáng dựng lên. Hơn nữa thiên địa bốn phương tám hướng tiên khí cuồn cuộn không ngừng hội tụ tiến vào thân thể hắn. Khí thế cường đại phát ra ở đây chung. Ngươi vì cái gì không có giết hắn? Nếu là đổi làm ta nói, mạo phạm ta người, ta tất cả đều sẽ ăn luôn bọn họ. Lúc này Tuyết Hương không biết thích hợp xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên cạnh người mở miệng hỏi Dương Nghị Vân. Ở Tuyết Hương quan niệm chung, đều không phải là đơn thuần liền không có giết chóc, mà là thật bởi vì thiên chân đơn thuần. Nàng quan niệm chung chỉ có tốt xấu, xử lý vấn đề đều là đơn giản thô bạo, người xấu liền trực tiếp ăn luôn, sẽ không lưu lại. Kỳ thật nàng ở nơi xa cũng không quan tâm Dương Nghị Vân đối những người này như vậy xử lý. Mà là vừa mới phát hiện thiên địa lực lượng đột nhiên dị thường sau, trước tiên liền xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, đã đến sau mới phát hiện 8 người, Dương Nghị Vân đem mặt khác người tất cả đều giết, duy độc để lại trong đó một cái, mà người này hiện tại còn đột phá. Đây là Tuyết Hương không thể lý giải, cho nên trực tiếp hỏi ra tới. Dương Nghị Vân cười khổ một chút nói, đây là ta chính mình phạm tiện đi, người này vừa rồi nhìn thấu sinh tử, tâm cảnh thản nhiên lúc sau, ngược lại ở đối mặt sinh tử hết sức, đột phá, đây là một loại khó được tu đạo lịch trình, sát chi đáng tiếc, người này có thể có sinh tử chi ngộ, tương lai có thể có một phen thành tựu. Không rõ, Tuyết Hương mang theo nghi hoặc, ta cũng không rõ chính mình tác pháp. Nhưng là sư phụ ta cái kia chết lão nhân đã từng nói qua, nếu là có người ở sinh tử hết sức có thể đột phá, có thể cho một cơ hội liền cho một cơ hội, đây là thiên đạo không vong hắn, sát chi chỉ biết tăng thêm ta nghiệp chướng, này trong đó có cái gì chó má nhân quả, ta không nghĩ chạm vào. Lần này nói ra tới, Dương Nghị Vân chính mình đều không tin. Kỳ thật chính là tự cấp chính mình tìm cái lý do mà thôi. Hoặc là nói ở Yến Nhân Nghĩa sinh tử thản nhiên, cấp bên người vài người cầu tình thời điểm. Hắn nội tâm cũng đã muốn lưu hắn một mạng, càng là Yến Nhân Nghĩa nói ra hắn là tu chân đi bước một đi đến hôm nay câu nói kia đả động đi. Dù sao Dương Nghị Vân biết rõ lưu lại người này chính là cái mầm tai họa, nhưng hắn nội tâm dao động một chút, liền tính là hài lòng mà làm đi. Đến nỗi ngày sau thế nào, đó là ngày sau sự, hắn trước nay liền không có thiếu quá địch nhân, cũng sợ địch nhân, cũng không kém như vậy một cái. Tuyết Hương đối Dương Nghị Vân nói thực không hiểu, nàng cũng lý giải không được. Đơn giản không hỏi, lúc này nàng chỉ biết đứng ở Dương Nghị Vân bên người bảo hộ Dương Nghị Vân. Rốt cuộc bị Dương Nghị Vân lưu lại nhân tu vì đột phá, đây là rất nguy hiểm. Dương Nghị Vân đâu? Căn bản liền không có để ý lúc này đột phá Yến Nhân Nghĩa, liền tính là đột phá cũng chỉ là một cái sơ phẩm kim tiên,
hắn ở sơ phẩm chân tiên chi cảnh thời điểm, liền chém giết quá thượng huyền tiên môn sơ phẩm kim tiên cấp bậc đều trưởng lão, huống chi hắn hiện giờ đã là trung phẩm chân tiên chi cảnh. Nói nữa, bên người còn có Tuyết Hương cái này siêu cấp bảo tiêu tồn tại, liền tính là đại la, hắn cũng không sợ. Hai người trơ mắt nhìn Yến Nhân Nghĩa hấp thu tiên khí thành tựu sơ phẩm kim tiên. Ước chừng một canh giờ lúc sau, Yến Nhân Nghĩa trên người kim quang thối lui, bỗng nhiên mở hai mắt. Giờ phút này bởi vì đột phá chi thế, có thiên địa đại thế đều lực lượng ở bên trong, trên người hắn phong ấn đã sớm phá tan. Thành tựu kim tiên lúc sau, Yến Nhân Nghĩa nhìn đến Dương Nghị Vân lúc sau, hai tròng mắt trung tràn đầy phức tạp chi sắc, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên không có giết hắn. Tưởng từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì, nhưng xem qua đi, Dương Nghị Vân trong ánh mắt chỉ có một mảnh thanh triệt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cũng đang nhìn hắn. Đồng dạng Yến Nhân Nghĩa thấy được Dương Nghị Vân bên người cái kia tiểu cô nương. Giờ khắc này Yến Nhân Nghĩa biết, đừng nhìn hắn hiện tại thành tựu kim tiên, chính là đối mặt Dương Nghị Vân hắn như cũ trong lòng không đế, huống chi Dương Nghị Vân bên người còn có một cái khủng bố vô cùng tiểu cô nương, hắn hiện tại chính là đã biết. Toàn bộ tiểu cô nương không phải phàm nhân. Mà Dương Nghị Vân nhìn Yến Nhân Nghĩa mặt mang mỉm cười, chút nào không để ý giờ phút này Yến Nhân Nghĩa đột phá sau, sẽ đối hắn tạo thành uy hát yêu ta, ngược lại nhàn nhạt nói, có thể nhìn thấu sinh tử, cũng là ngươi tạo hóa, tu luyện chi lộ không thôi, sau này tự giải quyết cho tốt đi, nếu là lần sau gặp phải, ta sẽ không ở lưu ngươi, ngươi thả đi thôi. Yến Nhân Nghĩa không nghĩ ra Dương Nghị Vân vì cái gì sẽ bỏ qua hắn, nhưng lại biết từ nay về sau, hắn sẽ không cùng Dương Nghị Vân là địch. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa vài cái, cuối cùng Yến Nhân Nghĩa bỗng nhiên ánh mắt nhất định, giữa mày trung bay ra một đạo kim quang, bay về phía Dương Nghị Vân, lại là một cái nửa tấc tiểu kim nhân, đúng là chính hắn bộ dáng. Rồi sau đó đối với Dương Nghị Vân hai đầu gối quỳ xuống nói, Yến Nhân Nghĩa bái kiến chủ nhân, hôm nay chủ nhân vòng Yến Nhân Nghĩa một người, Yến Nhân Nghĩa trọng sinh, thành tựu kim tiên chi cảnh, đây là ý trời, từ trước cái kia Yến Nhân Nghĩa vừa chết. Sau này Yến Nhân Nghĩa chính là chủ nhân trung thực người hầu, thiên đạo tại thượng, Yến Nhân Nghĩa nguyện vĩnh sinh vĩnh thế đi theo chủ nhân, vĩnh không ruồng bỏ, có vi lời thề trời chu chi, thỉnh chủ nhân nhận lấy bản mạng tiên hồn. Nghe Yến Nhân Nghĩa nói chuyện cùng bay về phía chính mình trước mặt tiên hồn, hắn một chút ngây ngẩn cả người. Đây là cái tình huống như thế nào? Gia hỏa này liền làm chính mình người hầu a. Yến Nhân Nghĩa bản mạng tiên hồn hiện lên ở trước mắt, chờ hắn đi thu. Dương Nghị Vân biết chỉ cần hắn nhận lấy Yến Nhân Nghĩa bản mạng thiên hồn, hắn liền sẽ trở thành khống chế Yến Nhân Nghĩa sinh tử chủ nhân, thêm một cái người hầu. Nghe Yến Nhân Nghĩa phát hạ thiên đạo lời thề, Dương Nghị Vân trên mặt lại là có một tia phức tạp. Rồi sau đó hắn làm ra một cái làm Yến Nhân Nghĩa khó hiểu hành động. Vung tay lên Yến Nhân Nghĩa bản mạng thiên hồn bay trở về Yến Nhân Nghĩa trong cơ thể. Dương Nghị Vân lúc này mới mở miệng nói, ta làm việc càng nhiều thời điểm nói cơ duyên. Không thích dùng ước thúc phương thức, nếu tưởng đi theo ta, cũng phát hạ thiên đạo lời thề, bản mạng tiên hồn liền thu hồi đi thôi, đối với ngươi tu vi hảo. Ta tiếp thu ngươi nguyện trung thành, còn có một chút, ngươi đi theo ta, sẽ không sợ Yến Vô Lượng đuổi giết. Ngươi cũng họ Yến, cùng Yến Vô Lượng là bổn ra đi. Yến Nhân Nghĩa nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, thật là có ngây người, nhưng trái lại, hắn lại từ trong lòng bắt đầu khâm phục Dương Nghị Vân. Ở hắn nghĩ đến thu tiên hồn nguyện trung thành, mới là thế gian nhất bảo hiểm trung thành. Chính là không nghĩ tới, Dương Nghị Vân cư nhiên sẽ đến như vậy một phen lời nói, nhưng thật ra ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng mà này ở Yến Nhân Nghĩa trong lòng còn lại là càng thêm cho rằng Dương Nghị Vân đáng giá hắn đuổi theo tùy. Vốn dĩ nội tâm có điểm muốn sống mà đi làm chính mình đối Dương Nghị Vân nguyện trung thành ý tứ. Đương nhiên cũng thật là xem trọng Dương Nghị Vân phát triển tiềm lực. Hoặc là nói thấy được Dương Nghị Vân bên người tiểu cô nương lúc sau, Yến Nhân Nghĩa mới quyết đoán giao ra chính mình tiên hồn. Không nghĩ tới nhân gia càng thêm đại khí, tiên hồn không thu không nói, còn nói ra như vậy một phen lời nói, cái này Yến Nhân Nghĩa cảm thấy chính mình lựa chọn càng thêm chính xác. Nhìn Dương Nghị Vân Yến Nhân Nghĩa nghiêm túc nói, chủ nhân ta Yến cùng Yến Vô Lượng cái kia Yến gia không phải một nhà, năm đó bái nhập thượng huyền tiên môn, cũng đều không phải là ta cam tâm tình nguyện. Mà là thượng huyền tiên môn bá đạo gây ra. Cũng từ phía trước kia một khắc khởi, cái kia Yến Nhân Nghĩa đã chết, đứng ở ngài trước mặt hiện tại là tân sinh Yến Nhân Nghĩa, cuộc đời này Yến Nhân Nghĩa nguyện phong thần toái cốt đi theo chủ nhân. Yến Nhân Nghĩa nguyện trung thành lúc này là phát ra từ nội tâm. Hảo, ta nhận lấy ngươi này phân nguyện trung thành,
bất quá nếu ngươi nói trước kia Yến Nhân Nghĩa vừa chết, như vậy tên này liền đổi một cái đi. Dương Nghị Vân có chút cười xấu xa nói. Cầu chủ nhân ban danh, Yến Nhân Nghĩa giờ phút này cũng thực dứt khoát. Đã kêu Yến Xích Hà đi, Dương Mẫu Nhân đang nói tên này thời điểm hai mắt đang xem cửu thiên, trong lòng lại là nghĩ tới nào đó điện ảnh chung nữ chính, tiện đà liên tưởng đến nhà hắn Thu Nhi. Yến Xích Hà đa tạ chủ nhân ban danh, Yến Nhân Nghĩa nga không, hiện tại hẳn là kêu Yến Xích Hà, hắn tuy rằng không biết chủ nhân vì cái gì cho chính mình sửa tên này, nhưng nếu đã hạ quyết tâm đi theo Dương Nghị Vân cái này chủ nhân, cũng liền không sao cả, chủ nhân nói cái gì đó chính là cái gì đi. Liền tính là Dương Nghị Vân không cần tiên hồn khống chế hắn, hắn cũng phát hạ thiên đạo lời thề. Từ thề một khắc khởi, hắn đã không đường lui. Đứng lên đi, Dương Mẫu Nhân đối Yến Xích Hà nguyện trung thành lúc này cuối cùng vừa lòng. Nhớ rõ cùng Đỗ Kiệt Bân nhận thức thời điểm, nhìn đến quá Đỗ Kiệt Bân bên người lão mộ cùng A Thiện đối Đỗ Kiệt Bân trung thành, hắn lúc trước còn hâm mộ quá, hiện tại cuối cùng là có chính mình tôi tớ. Là chủ nhân, Yến Xích Hà từ này một giây liền tiến vào nhân vật. Đi thôi, mang chúng ta đi Thái Thanh Tiên Môn. Dương Nghị Vân trực tiếp đối Yến Xích Hà nói. Thái Thanh Tiên Môn là Đỗ Kiệt Bân sư môn nơi, dựa theo phía trước Yến Xích Hà nói, lúc này Thái Thanh Tiên Môn hẳn là ở vào một cái phi thường nguy hiểm nông nỗi chung. Yến Vô Lượng làm hắn muội muội phái tới hai cái đại la cấp bậc cao thủ, muốn tấn công Thái Thanh Tiên Môn, này đối Thái Thanh Tiên Môn tới nói chính là tai họa ngập đầu. Đối này, Dương Nghị Vân không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Lại nói tiếp, Thái Thanh Tiên Môn cũng coi như là thu hắn liên lụy. Lúc trước tiến vào Đại La Tiên Phủ, nếu không phải Đỗ Kiệt Bân ra tay giúp hắn, hai người bởi vậy kết duyên, lại lúc sau trở thành bằng hữu từ từ nhân quả, Yến Vô Lượng sợ là cũng sẽ không giận chó đánh mèo Thái Thanh Tiên Môn. Làm hắn ở tiên giới cái thứ nhất bằng hữu, Dương Nghị Vân lúc này tự nhiên sẽ không mặc kệ. Đương nhiên nếu là hắn không có năng lực phía trước, hắn cũng không có thực lực đi quản. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn bên người có một cao thủ Tuyết Hương. Lúc này tự nhiên là có thể. Vừa lúc cũng đi tìm xem Đỗ Kiệt Bân. Đương nhiên trọng điểm là hắn muốn đi kết cùng Yến Vô Lượng chi gian ân oán. Lúc trước bị Yến Vô Lượng đuổi theo chạy, khẩu khí này dù sao cũng phải ra tới mới được. Hơn nữa cùng Yến Vô Lượng chi gian đã là không giải được chết thù. Chi bằng tới cái kết thúc. Kế tiếp ở Yến Xích Hà dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương cùng nhau thẳng đến Thái Thanh Tiên Môn. Có Yến Xích Hà cái này tính nội ứng người, Dương Nghị Vân làm khởi sự tới, muốn tiết kiệm được rất nhiều sự. Một đường phi hành mà đi, Dương Nghị Vân cũng lại lần nữa hỏi Yến Xích Hà về Đỗ Kiệt Bân tin tức. Chính là Yến Xích Hà cũng chỉ biết phía trước nhiều như vậy, đối với Đỗ Kiệt Bân rơi xuống, chỉ nói là đi viện binh rời đi Đại Thanh Tiên Sơn thế giới, ai cũng không biết đi địa phương nào. Đi qua lâu như vậy dù sao cũng không có tin tức truyền đến. Dương Nghị Vân lại là cái này có thể xác định, Đỗ Kiệt Bân hẳn là đi bái sư. Lúc trước ở kỳ quân luyện đan động, Đỗ Kiệt Bân liền đối hắn nói qua, bọn họ Thái Thanh Tiên Môn sau lưng cũng có thể đáp thượng một cái Hỗn Nguyên nói tiên, hơn nữa luận bối cảnh muốn so thượng Huyền Tiên Môn Hỗn Nguyên nói tiên còn nhiều bức. Bất quá tiền đề là hắn thành công mở ra phong lôi tiên thể. Nhưng là điểm này đã đối Đỗ Kiệt Bân tới nói không tồn tại. Tin tưởng Đỗ Kiệt Bân có thể bái sư thành công, hơn nữa mời đến cứu binh. Mà đến bây giờ như cũ không có tin tức, cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút lo lắng. Đỗ Kiệt Bân làm hắn ở tiên giới cái thứ nhất bằng hữu, hắn nơi Thái Thanh Tiên Môn có việc, tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Có Tuyết Hương cái này đồng dạng là đại la cao thủ cấp bậc ở, Dương Nghị Vân tin tưởng, liền tính là Yến Vô Lượng mời tới hắn sau lưng thế lực người, tới hai cái đại la, Tuyết Hương sát không xong. Bám trụ thời gian cũng là có thể. Dù sao hắn cũng phải đi tìm Yến Vô Lượng báo thù. Phi hành ước chừng ba cái tiểu chu thiên sau, Yến Xích Hà nhìn tầm mắt ở ngoài một tòa núi lớn nói, chủ nhân nơi đó chính là Thái Thanh Tiên Môn nơi Thái Thanh Sơn, ta vừa rồi đưa tin hỏi Thượng Huyền Tiên Môn một ít sư đệ, bọn họ nói Yến Vô Lượng đã mang theo người đi trước ở tấn công Thái Thanh Sơn Môn, Man Vương Tiên Sơn phái ra hai cái đại la cao thủ tới rồi. Đừng nói nữa, chạy nhanh qua đi. Dương Nghị Vân cau mày nói. Trong tầm mắt năm sáu ở ngoài Thái Thanh Sơn tựa hồ đã có chút không thích hợp, cách thật xa đều mơ hồ nghe được từng trận nổ vang tiếng động. Nếu là đại la cấp bậc cao thủ đi tấn công Thái Thanh Tiên Môn tiên trận, Dương Nghị Vân tin tưởng Thái Thanh Tiên Môn kháng không được bao lâu. Ba người ra tốc phi hành qua đi. Sát, cho ta giết sạch Thái Thanh Tiên Môn, gà chó đều không cần lưu lại,
hôm nay lúc sau bổn tọa muốn cho Thái Thanh Tiên Môn ở Đại Thanh Tiên Sơn thế giới xóa tên. Chờ Dương Nghị Vân ba người tiến vào Thái Thanh Sơn thời điểm, Dương Nghị Vân liền nghe được toàn bộ vô cùng bá đạo âm ngoan đông cứng, đúng là Yến Vô Lượng ở hô to. Tâm nhưng thật ra đủ tàn nhẫn a, muốn đem Thái Thanh Tiên Môn xóa tên. Dương Nghị Vân nói thầm nhìn lại, lại thấy Thái Thanh Tiên Môn tiên trận đã bị oanh mở ra. Mà Sơn Môn trong ngoài có hai đám người ở đối cầm, Sơn Môn ở ngoài cầm đầu đúng là Yến Vô Lượng, ở hắn bên người tả hữu các có liền cái hơi thở cường đại trung niên nhân, một cao một thấp, không cần hỏi, từ hơi thở thượng cảm thụ Dương Nghị Vân đều đoán được hẳn là chính là Yến Vô Lượng sau lưng chỗ dựa Man Vương Tiên Sơn ra tới người. Trừ cái này ra, ở Yến Vô Lượng sau lưng có còn tam đại kim tiên, trong đó một cái là thượng phẩm kim tiên, thật ra chưa thấy quá, mặt khác hai cái kim tiên đều là giết người đuổi giết người của hắn. Dư lại ước có 15 người, toàn thân chân tiên cấp bậc đệ tử. Đến nỗi Thái Thanh Tiên Môn trong vòng, còn lại là Dương Nghị Vân lần trước gặp qua cùng Đỗ Kiệt Bân ở bên nhau trung niên nhân, tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng Dương Nghị Vân đoán được có thể là Thái Thanh Tiên Môn môn chủ Đỗ Nhân Kiệt, cũng là Đỗ Kiệt Bân phụ thân. Hỏi qua Yến Xích Hà quả nhiên như thế. Thái Thanh Tiên Môn một phương, nhìn qua cũng là toàn thể xuất động, có kim tiên có chân tiên còn có mấy trăm thiên tiên đệ tử. Thoạt nhìn là muốn cùng Thượng Huyền Tiên Môn tử chiến. Dương Nghị Vân không có nhìn đến Đỗ Kiệt Bân thân ảnh, nghĩ đến là còn không có trở về. Lúc này Dương Nghị Vân cách mấy chục mét dừng lại sau, hỏi bên người Tuyết Hương nói, Tuyết Hương người có thể hay không đối không Yến Vô Lượng bên người hai cái đại la. Tuyết Hương gật đầu nói, có thể. Cái này trả lời Dương Nghị Vân thực vừa lòng, nhếch miệng cười nói, đợi lát nữa ra tay cẩn thận một chút, có thể sát tắc sát, giết không được bảo toàn chính mình. Ta biết, Tuyết Hương nói chuyện trên mặt không hề dao động, thoạt nhìn không hề có lo lắng bộ dáng. Một màn này nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân trong lòng đại chính. Sát! Ngay sau đó Dương Nghị Vân mở miệng, dứt lời chính hắn trước bay qua đi. Lúc này Thượng Huyền Tiên Môn cùng Thái Thanh Tiên Môn đệ tử đã chém giết ở cùng nhau. Có Tuyết Hương tồn tại, Dương Nghị Vân căn bản liền không lo lắng Yến Vô Lượng bên người hai cái đại la. Bởi vì hắn biết Tuyết Hương thực lực này tuy rằng ở thần ma điểu trong miệng cũng là đại la cấp bậc, nhưng lại không phải là bình thường đại la thực lực. Bản thân ở cùng cảnh giới trung yêu tộc thực lực là cường đại hơn cùng nhân tộc. Lúc này tiến lên, Dương Nghị Vân mục tiêu thực rõ ràng, nhắm ngay Yến Vô Lượng cùng hắn bên người kim tiên. Đương nhiên cũng không biết chính mình hiện tại trung phẩm chân tiên thực lực, đối thượng Yến Vô Lượng bực này kim tiên đại viên mãn cấp bậc có thể hay không cảm động, lại là tưởng đi lên thử xem. Nếu là không được, hắn mục tiêu liền sẽ đặt ở Thượng Huyền Tiên Môn ba cái kim tiên trưởng lão trên người. Dù sao hắn bên người còn đi theo một cái sơ phẩm kim tiên Yến Xích Hà, nhiều ít là có thể có hiệp trợ. Mặt khác Dương Nghị Vân tin tưởng, Thái Thanh Tiên Môn người là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn cùng Tuyết Hương ba người xuất hiện, quả nhiên trước tiên bị Yến Vô Lượng thấy được. Dương Nghị Vân tiểu tặc thế nhưng không chết, còn đưa tới cửa tới, đang lo đi chỗ nào tìm ngươi, hiện tại hảo. Bản tôn hôm nay khiến cho ngươi xuống địa ngục, sẽ không lại cấp đường chạy thoát cơ hội. Yến Vô Lượng nhìn đến Dương Nghị Vân sau lại là có chút ngây người, bất quá hắn phía trước liền thu được quá lớn đệ tử đưa tin nói Dương Nghị Vân từ một sừng long hồ xuất hiện tin tức, chẳng qua hắn ở dẫn người tấn công Thái Thanh Tiên Môn, không chạy tới nơi, chỉ là đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa bám trụ Dương Nghị Vân. Lúc sau liền không có tin tức, ai biết lúc này Dương Nghị Vân cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới. Cứ việc Yến Vô Lượng kinh ngạc tiểu tử này nhưng ở không nhỏ, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ, hiện giờ bên người có hai cái đại la cao thủ tồn tại, chỉ cần Dương Nghị Vân tiến đến cũng đừng muốn sống. Hôm nay lại có thể xóa tên Thái Thanh Tiên Môn, càng có thể chém giết rất Dương Nghị Vân tiểu tử này, Yến Vô Lượng tâm tình rất tốt. Nhưng mà ngay sau đó Yến Vô Lượng thấy được đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa đi theo Dương Nghị Vân phía sau, lại còn có đột phá tới rồi kim tiên trình tự, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó lại cũng nghi hoặc, đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa thấy thế nào đi lên đi theo giả Dương Nghị Vân phía sau, tựa hồ Dương Nghị Vân không có giết hắn. Chẳng lẽ là bị Dương Nghị Vân uy hát yêu ta? Yến Vô Lượng trong lòng nghĩ như vậy, đối Yến Nhân Nghĩa đại hắn nói, đại nghĩa sao lại thế này? Ngươi mấy cái sư đệ ở đâu? Đương nhiên giờ phút này Yến Vô Lượng còn không biết hắn đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa đã sửa lại một cái tên gọi Yến Xích Hà. Dương Nghị Vân huyền phù ở giữa không trung. Nheo lại đôi mắt nhìn này một đôi thầy trò, hắn không nói chuyện chỉ là ngừng lại nhìn, Tuyết Hương cũng ngừng ở hắn bên người. Giờ phút này bọn họ cùng Yến Vô Lượng một phương kéo ra khoảng cách.
mà Thái Thanh Tiên Môn cùng Thượng Huyền Tiên Môn hai bên đệ tử lại là đã kêu sát rung trời chém giết ở cùng nhau. Nơi xa Thái Thanh Tiên Môn môn chủ cùng với bên người tứ đại kim tiên trưởng lão vốn dĩ liền cùng Yến Vô Lượng tử chiến, ai biết Dương Nghị Vân đột nhiên xuất hiện, lúc này Đỗ Nhân Kiệt đột nhiên dừng tay nói, từ từ xem. Yến Vô Lượng đôi mắt nhìn chằm chằm đại đệ tử Yến Vô Lượng chờ đợi hắn nói chuyện. Bên người hai cái đại la cao thủ lão thần ở thượng. Giờ phút này chỉ nghe Yến Nhân Nghĩa hoặc là nói Yến Xích Hà đột nhiên cùng Dương Nghị Vân kéo ra khoảng cách đối với Yến Vô Lượng nói, sư phụ đệ tử bị Dương Nghị Vân uy hát yêu ta a, vài vị sư đệ đều bị Dương Nghị Vân cấp giết. Lời này một chỗ, Tuyết Hương nhíu mày nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, mà Dương Nghị Vân cũng nheo lại mắt thấy Yến Xích Hà, ý bảo Tuyết Hương không sao. Ở hắn nghĩ đến, nếu Yến Xích Hà hoặc là nói Yến Nhân Nghĩa thật muốn là cái hai mặt tường đầu thảo, lúc này phản chiến, kia cũng không phải chuyện xấu. Hắn yêu cầu chính là lão mộ cùng A Thiện kia chờ, trung thành vô cùng tôi tớ, mà không phải chân trong chân ngoài hạng người. Hắn có thể vòng qua Yến Nhân Nghĩa chính là giết chết Yến Xích Hà. Chỉ nghe Yến Vô Lượng trầm giọng nói, Dương Nghị Vân tiểu tử uy hát yêu ta, ta đệ tử không coi là bản lĩnh, buông tha đệ tử Yến Nhân Nghĩa lại đây. Bổn tọa đáp ứng sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Ha ha, ở tiểu gia trong mắt một cái sơ phẩm kim tiên còn cấu không thành uy hát yêu ta, tiểu gia hôm nay muốn sát là ngươi, đến nỗi cái này kim tiên sao, muốn giết hắn tùy thời. Dương Nghị Vân híp mắt nói chuyện. Hảo, tính tiểu tử ngươi có điểm nam nhi khí khái. Yến Vô Lượng đối Dương Nghị Vân tán thưởng một câu, ngay sau đó liền đối với Yến Nhân Nghĩa nói, không tiền đồ đồ vật, còn chưa cút lại đây. Ở Yến Vô Lượng hiện tại xem ra, tất nhiên là cái này không tiền đồ đệ tử, đối Dương Nghị Vân xin tha quá, Dương Nghị Vân để lại hắn một cái mệnh, mà hiện tại mang theo tiến đến, chính là tới nhục nhã hắn. Nếu là phía trước nói, Yến Vô Lượng có lẽ sẽ không để ý tới Yến Nhân Nghĩa cái này đệ tử, nhưng hiện tại bất đồng, đương hắn nhìn đến Yến Nhân Nghĩa tu vi cư nhiên đột phá đến sơ phẩm kim tiên cảnh giới sau, liền động đem cái này không tiền đồ đệ tử đã cứu tới tâm. Bởi vì hắn Thượng Huyền Tiên Môn kim tiên cấp bậc chính là trưởng lão, chính là kim tiên trưởng lão bị Dương Nghị Vân chém giết hai ba cái, hiện tại Thượng Huyền Tiên Môn lại yêu cầu kim tiên cấp bậc trưởng lão. Vốn dĩ nghĩ Dương Nghị Vân sẽ không tha Yến Nhân Nghĩa lại đây, cố ý sắp một câu, không nghĩ tới Dương Nghị Vân thật đúng là phòng Yến Nhân Nghĩa. Yến Vô Lượng trong lòng cười thầm, quả nhiên là cái không đầu óc mao đầu tiểu tử, như vậy một chút liền bị lừa, cuồng vọng tự đại, ha ha, cũng hảo. Xem bổn tọa hôm nay như thế nào thu thập tiểu tử ngươi. Dương Nghị Vân vô pháp biết Yến Vô Lượng trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu biết đến lời nói, khả năng sẽ cười ra tới. Chỉ là nhìn bên người Yến Nhân Nghĩa, hai tròng mắt trung mạo tinh quang. Yến Nhân Nghĩa đâu, cảm nhận được Dương Nghị Vân hai mắt nhìn quét lại đây, lại là vội vàng trốn tránh mở ra, rồi sau đó bay về phía sư phụ Yến Vô Lượng bên người mà đi. Không có người nhìn đến giờ khắc này Yến Nhân Nghĩa hai tròng mắt người hiện lên sát ý chợt lóe rồi biến mất. Yến Nhân Nghĩa mang lên mềm yếu cùng sợ hãi chi sắc tới rồi Yến Vô Lượng trước người thấp giọng nói, sư phụ đệ tử cho ngài mất mặt. Đồ vô dụng đứng ở vi sư phía sau đi, đợi chút xiết Dương Nghị Vân kia tiểu tử, vi sư ở thu thập ngươi cái ngu xuẩn. Yến Vô Lượng trừng mắt nhìn Yến Nhân Nghĩa liếc mắt một cái. Là Yến Nhân Nghĩa lúc này đối Yến Vô Lượng bày biện ra tới chính là một loại vô cùng sợ hãi thần sắc, tới rồi Yến Vô Lượng phía sau lẳng lặng mà đứng. Chẳng qua đứng ở Yến Vô Lượng phía sau Yến Nhân Nghĩa lại là cúi đầu, nhìn Yến Vô Lượng quần áo hai tròng mắt đỏ bừng vô cùng. Lúc này chỉ nghe Yến Vô Lượng nói, nhị vị thượng tiên, kia tiểu tử chính là chém giết con ta hung thủ, còn thỉnh hai vị ra tay trước khoảnh khắc tiểu tử, lại diệt Thái Thanh Tiên Môn. Bên trái một cái cao gầy trung niên ha hả cười nói, Yến môn chủ chuyện bé xé ra to đi, kia tiểu tử chính là cái trung phẩm chân tiên mà thôi, ngược lại là kia tiểu tử bên người cái kia nha đầu hơi thở nhưng không giống bình thường a. Không tồi, ta cảm nhận được tiên thú hơi thở, tựa hồ hơi thở không thể so chúng ta hai cái nhược. Bên phải vóc dáng thấp túc mục mở miệng. Yến Vô Lượng nghe hai người kia nói chuyện, trong lòng tức khắc kinh hãi. Hắn bên người hai vị này chính là hắn cầu muội muội cá thần tiên hồng từ Man Vương Tiên Sơn phái ra tới đại la cao thủ, một cái là sơ phẩm đại la, một cái chính là trung phẩm đại la. Không nghĩ tới này hai người cư nhiên nói Dương Nghị Vân bên người cái kia tiểu nha đầu không giống bình thường, cũng là cái đại la trình tự. Cái này làm cho Yến Vô Lượng trong lòng có chút không bình tĩnh. Đừng lo lắng, hắn chẳng qua là một người mà thôi, nhiều nhất chính là cái sơ phẩm đại la, chúng ta đi trước xấu xa, ha ha. Yêu tộc đại la, lớn lên đến là rất non a,
lão phu thích. Vóc dáng thấp đại la cười hắc hắc, tiếp đón vóc dáng cao một tiếng, hai người trực tiếp đối với Tuyết Hương vọt qua đi. Mà lúc này Yến Vô Lượng trầm giọng hỏi Yến Nhân Nghĩa nói, Dương Nghị Vân bên người cái kia tiểu cô nương là cái gì địa vị, người có biết? Yến Nhân Nghĩa sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói, sư phụ đệ tử không rõ ràng lắm Dương Nghị Vân bên người cái kia nha đầu là cái gì địa vị nhìn không thấu, nhưng lại có một chút có thể xác định, cái kia nha đầu cùng Dương Nghị Vân một đạo là từ một sừng long hồ ra tới, cho nên đệ tử có một cái suy đoán không biết đúng hay không. Nói nơi này sao Yến Nhân Nghĩa không có nói thêm gì nữa. Yến Vô Lượng trầm giọng nói, cái gì suy đoán nói thẳng, đừng có rông dài. Lúc này Yến Nhân Nghĩa vẻ mặt ngưng trọng, rồi sau đó lần thứ hai đến gần rồi Yến Vô Lượng một ít mới chậm rãi mở miệng nói, sư phụ ta suy đoán Dương Nghị Vân bên người cái kia tiểu nha đầu chính là trong truyền thuyết trong hồ vị nào. Cái gì, ngươi có gì y, oanh, à ngươi cái này nghiệp chướng đánh lén vi sư. Yến Vô Lượng cuối cùng một cái căn cứ theo tự chưa nói xong, bỗng nhiên đã bị Yến Nhân Nghĩa oanh ở oanh ra một quyền, đánh vào nói nguyên vị trí, mồm to hộc máu. Ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi cũng xứng làm người sư. Ngươi cái lão bất tử lộng lẫy ta yêu thương sư muội, cầm thú không bằng, ta Yến Nhân Nghĩa phát quá thề, một ngày kia phải cho sư muội báo thù, còn có lão tử hiện tại kêu Yến Xích Hà, Dương Nghị Vân hắn là ta chủ. Yến Nhân Nghĩa giờ khắc này bộ mặt dữ tợn, vẻ mặt điên cuồng. Yến Nhân Nghĩa người thật to gan. Giờ phút này Thượng Huyền Tiên môn ba cái trưởng lão giận dữ, sát hướng về phía Yến Nhân Nghĩa. Bất quá một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém xuống, ngạnh sinh sinh chặn muốn bọn họ. Ngay sau đó lại là Dương Nghị Vân xuất hiện ở giữa sân. Nơi xa Đỗ Nhân Kiệt đối với bên người tứ đại trưởng lão nói, nên chúng ta lên sân khấu, giết Thượng Huyền Tiên môn ba cái kim tiên, giết Yến Vô Lượng, cơ hội tới. Giữa sân phía trước tình huống là đang đợi cơ hội cùng biến hóa ra tới. Dương Nghị Vân đang chờ đợi Yến Xích Hà, Đỗ Nhân Kiệt đang chờ đợi Dương Nghị Vân. Hiện tại cơ hội đều ra tới. Lại nói tiếp, Dương Nghị Vân kỳ thật là lựa chọn chính mình tâm, phía trước Yến Xích Hà phản bội qua đi Yến Vô Lượng bên người thời điểm, cũng không có cùng hắn cái này chủ nhân thương lượng quá cái gì. Hắn chỉ là cảm giác thượng hắn cảm thấy Yến Xích Hà cũng không phải cái loại này dễ dàng phản bội người. Hơn nữa phía trước hắn còn bắt giữ tới rồi Yến Xích Hà trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất khác thường. Cho nên Dương Nghị Vân cũng không có sốt ruột động thủ, mà là tưởng từ từ xem. Hiện tại xem ra chính mình cảm giác quả nhiên không sai. Đến nỗi Đỗ Nhân Kiệt còn lại là đang nhìn Dương Nghị Vân, năm đó Đỗ Nhân Kiệt ở Đại La Tiên Phủ ở ngoài gặp qua Dương Nghị Vân thủ đoạn, đối Dương Nghị Vân đánh giá rất cao. Chẳng qua Đỗ Nhân Kiệt không nghĩ tới chính là... Dương Nghị Vân sẽ xuất hiện giúp bọn hắn Thái Thanh Tiên Môn, hiện tại nghĩ đến là nhi tử Đỗ Kiệt Bân mặt mũi, Dương Nghị Vân nghe được Thượng Huyền Tiên Môn mới đến. Nghĩ đến nhi tử Đỗ Kiệt Bân, Đỗ Nhân Kiệt trong lòng liền có ẩn ẩn lo lắng, từ năm đó đi ra ngoài bái sư viện binh lúc sau, mãi cho đến hiện tại liền không có tin tức, cũng liên hệ không thượng. Thế cho nên hiện giờ Yến Vô Lượng sau lưng chỗ dựa tới trước. Hai cái đại la cao thủ xuất hiện, làm Đỗ Nhân Kiệt trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng Dương Nghị Vân xuất hiện lúc sau, lại làm Đỗ Nhân Kiệt thấy được hy vọng. Lúc này nhìn đến Yến Vô Lượng bên người tên đệ tử kia đột nhiên ra tay đánh lén Yến Vô Lượng lúc sau, Dương Nghị Vân nhanh chóng ra tay, Đỗ Nhân Kiệt liền biết cơ hội đến. Hôm nay làm hắn kinh hỉ có hai cái phương diện. Đệ nhất Đỗ Nhân Kiệt thấy được Dương Nghị Vân bên người cái kia tiểu nữ hài cư nhiên là cái cao thủ, lúc này đã cùng Yến Vô Lượng mời đến hai cái đại la chém giết ở cùng nhau, hơn nữa nhìn qua một đôi nhị dưới tình huống. Chiếm cứ thượng phong. Đệ nhị chính là Yến Vô Lượng đệ tử sẽ đánh lén Yến Vô Lượng, quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy rằng một kích không có giết Yến Vô Lượng, nhưng xem Yến Vô Lượng mồm to hộc máu bộ dáng, đánh lén dưới, Yến Vô Lượng tuyệt đối có hại. Thế cục tựa hồ biến hảo, Đỗ Nhân Kiệt biết nếu là cùng Dương Nghị Vân phối hợp hảo, hôm nay chém giết Yến Vô Lượng cùng hắn mang đến những người này đều là có khả năng. Đến nỗi hậu quả, Đỗ Nhân Kiệt căn bản liền không có đi suy xét. Cùng Yến Vô Lượng Thượng Huyền Tiên Môn đã là bế tắc, lại nói hôm nay Yến Vô Lượng đều phải giết hắn Thái Thanh Tiên Môn, thậm chí còn nói Thượng Huyền Tiên Môn vây công bọn họ vài thập niên, này khẩu ác khí mà khi thật là đủ nghẹn khuất. Hiện tại có thể giết Yến Vô Lượng, Đỗ Nhân Kiệt ước gì? Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, thấy được Yến Xích Hà ra tay, hắn trước tiên chém ra nhất kiếm, ngăn trở Thượng Huyền Tiên Môn Tam Đại Kim Tiên đi đối phó Yến Xích Hà. Lúc này hắn xuất hiện ở giữa sân chắn Yến Xích Hà bên người, đầu cũng sẽ không đối Yến Xích Hà nói,
làm không tồi, bất quá lần sau ngươi muốn làm gì tốt nhất cùng ta thông cái khí, nếu không đã chết cũng đừng trách ta. Đối Yến Xích Hà không khí đó là giả. Thứ này lá gan thực phì, cư nhiên liền hắn đều lừa. Nếu không phải hắn phía trước bắt giữ đến Yến Xích Hà khác thường ánh mắt, sớm đã có sở chuẩn bị, lúc này Yến Xích Hà sớm bị thượng huyền tiên môn kim tiên trưởng lão cấp chém giết. Chủ nhân chuộc tội, Yến vô lượng cái này lão bất tử thực tinh, thuộc hạ nếu là trước tiên cùng ngài thông khí, sợ là sẽ bị tới tặc phát hiện, đáng tiếc không có giết được cái này lão tặc. Yến Xích Hà vô cùng hận ý nói. Dương Nghị Vân nghe lại cũng kinh ngạc, nghe đi lên Yến Xích Hà thứ này đối Yến vô lượng không có chút nào thầy cho tình cảm, ngược lại tất cả đều là vô cùng hận ý, nơi này thoạt nhìn có chuyện xưa, nhưng là giờ phút này đại chiến đã khởi, hắn cũng không có thời gian đi hỏi cái này chút. Chỉ là đối Yến Xích Hà nói, đi giúp Thái Thanh Tiên Môn những người khác, thượng huyền tiên môn này đó kim tiên ngươi đừng dính nhiễm, ngươi còn không phải đối thủ. Là, thuộc hạ này liền đi, chủ nhân cẩn thận. Yến Xích Hà tự nhiên biết hắn mới vừa thành tựu sơ phẩm kim tiên chi cảnh, đối tiền nhiệm gì một vị kim tiên trưởng lão đều không phải là đối thủ. Nếu là lưu lại chỉ biết cấp chủ nhân thêm phiền, còn không bằng đi chém giết những cái đó chân tiên thiên tiên tới hảo. Trả lời một thân xoay người liền đi, hảo không thoát ly mang thủy, dù sao hắn có thể đánh lén một kích Yến vô lượng đã thực vừa lòng, cũng coi như là cấp sư muội báo thù. Kế tiếp Yến vô lượng sinh tử. Yến Xích Hà tất cả đều đặt ở Dương Nghị Vân cái này chủ nhân trên người. Hắn tin tưởng Dương Nghị Vân nhất định sẽ chém giết Yến vô lượng, cấp sư muội báo thù. Yến Xích Hà sở dĩ hận Yến vô lượng cái này sư phụ, thật sự là trong mắt hắn Yến vô lượng chính là cấp không có chút nào trưởng bối tôn vinh cầm thú. Bởi vì người khác có lẽ không biết, nhưng hắn cái này Yến vô lượng đại đệ tử lại là biết Yến vô lượng ám hắc một mặt. Cực nhỏ có người biết hắn sư phụ thượng huyền tiên môn môn chủ Yến vô lượng trong lén lút tu luyện một môn thải âm chi công, có rất nhiều môn trung nữ đệ đều trở thành hắn tu luyện đỉnh lô. Nơi này liền bao gồm hắn Yến Xích Hà sư muội, có thể nói là Yến Xích Hà yêu thầm đối tượng. Yến Xích Hà đi cầu xin quá Yến vô lượng, nhưng lại bị Yến vô lượng trừng phạt, kết quả còn lại là sư muội bị Yến vô lượng tu luyện tà công ép khô thành thây khô. Từ khi đó khởi, Yến Xích Hà sâu trong nội tâm liền nghĩ đến như thế nào giết Yến vô lượng. Chẳng qua hắn biết này cơ hồ là không có khả năng, bởi vì hắn cùng Yến vô lượng tu vi chênh lệch thiên hoàn toàn đừng, hơn nữa hắn vẫn luôn tạp ở chân tiên chi cảnh bình cảnh thượng, kim tiên đều thành tựu không được. Cho nên gần ngàn năm xuống dưới Yến Xích Hà đem này phân hận ý giấu ở sâu trong nội tâm. Biết gặp phải Dương Nghị Vân tu vi ngược lại đột phá tới rồi sơ phẩm kim tiên, Dương Nghị Vân không có giết hắn. Hắn cũng thấy được Dương Nghị Vân tiềm lực. Yến Xích Hà biết chính mình vận mệnh muốn chuyển biến, này chỉ một loại cảm giác, nhưng hắn tin tưởng chính mình cảm giác, thân là tu luyện giả, thường thường giác quan thứ 6 là phi thường cường. Cũng cho nên Yến Xích Hà đối mặt Dương Nghị Vân không giết tri ân, trọng hoạch tân sinh lúc sau, trực tiếp liền hạ quyết tâm, nói không chừng một ngày kia có thể báo thù, còn có chính là đi theo Dương Nghị Vân hắn có lẽ sẽ có lớn hơn nữa cơ duyên. Biết phía trước thấy được Yến vô lượng, Yến Xích Hà sinh ra đánh lén kế hoạch. Tuy rằng không biết có thể hay không thành công, nhưng hắn cảm giác ăn ảnh tin chính mình vận mệnh chuyển biến, hoàn toàn có thể thử xem. Quả nhiên hắn thành công. Cứ việc không có giết chết Yến vô lượng, nhưng hắn tin tưởng hắn đánh lén Yến vô lượng lấy một chút, cũng sẽ làm Yến vô lượng đại đại uống thượng một hồ. Thỏa mãn. Dương Nghị Vân giờ phút này không biết Yến Xích Hà trong lòng tưởng này đó. Chỉ là đem mục tiêu đặt ở Yến vô lượng cùng thượng huyền tiên môn ba cái kim tiên trưởng lão trên người, chuẩn bị chém giết. Bất quá lúc này, bên người vèo 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 vài tiếng, lại là Đỗ Nhân Kiệt xuất hiện nói, hiền chất Yến vô lượng giao cho ta xử lý, ngươi cùng bọn họ đi đối phó ba cái kim tiên. Đỗ Nhân Kiệt trong mắt Dương Nghị Vân tu vi lại tiến bộ, không lâu trước đây hắn trong mắt Dương Nghị Vân vẫn là sơ phẩm chân tiên chi cảnh, nhưng mà hiện tại đã đột phá tới rồi trung phẩm chân tiên chi cảnh, bực này tốc độ tu luyện. Thật sự có thể nói yêu nghiệt tư chất, hiện tại Đỗ Nhân Kiệt có thể lý giải vì cái gì nhi tử Đỗ Kiệt Bân sẽ đối Dương Nghị Vân phi thường tôn sùng. Chỉ cần này phân tu luyện thiên tư, kia cũng đáng đến mạnh mẽ đi kết giao. Lúc này Đỗ Kiệt Bân làm Dương Nghị Vân cùng môn chủ 4 trưởng lão đi chém giết thượng huyền tiên môn 3 cái trưởng lão, tương đương đã đem Dương Nghị Vân trở thành cùng cấp bậc đối đãi. Trên thực tế Đỗ Nhân Kiệt biết Dương Nghị Vân có chém giết kim tiên thực lực, cùng cấp bậc đối đãi chút nào không sai. Hảo. Dương Nghị Vân nghe được Đỗ Nhân Kiệt nói chuyện, không có chút nào nghi muộn, hắn biết Đỗ Nhân Kiệt đồng dạng là kim tiên đại viên mãn cường giả, đi đối phó bị Yến Xích Hà đánh lén bị thương Yến vô lượng không có vấn đề.
mà hắn cùng Thái Thanh Tiên Môn 4 cái Kim Tiên trưởng lão đi đối phó Thượng Huyền Tiên Môn 3 cái Kim Tiên trưởng lão, lại cũng là lựa chọn tốt nhất, có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, trái lại đi giúp Đỗ Nhân Kiệt chém giết Yến Vô Lượng, ở lúc sau bọn họ cùng đi vây công Yến Vô Lượng mời đến 2 cái đại la, như thế ổn thỏa nhất. Đến nỗi Tuyết Hương bên kia Dương Nghị Vân vẫn luôn ở lưu ý, thấy được Tuyết Hương một người đối phó 2 cái đại la, chút nào không rơi hạ phong, Dương Nghị Vân trong lòng lại là tạm thời yên tâm. Vèo. Trong tay Đồ Long kiếm xuất hiện một cái lắc mình, Dương Nghị Vân mục tiêu trực tiếp chăm chú vào Thượng Huyền Tiên Môn một người sơ phẩm kim tiên trên người, bỗng nhiên nhất kiếm chém giết qua đi. Tên này kim tiên giờ phút này kỳ thật đã bị Thái Thanh Tiên Môn kim tiên cấp bám trụ, đối mặt Dương Nghị Vân đánh lén nhất kiếm, lại là không có tránh né đường sống, chỉ có thể căng ra đầu đi ngạnh kháng. Kết quả lại là ở ầm vang chung kêu thảm thiết, bị Dương Nghị Vân nhất kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Đến tận đây Thượng Huyền Tiên Môn còn dư lại một người trung phẩm kim tiên cùng một người thượng phẩm kim tiên. Mà Dương Nghị Vân bên người còn lại là có Thái Thanh Tiên Môn 4 gã kim tiên, hơn nữa chính hắn suốt 5 người, vây công 2 cái. Kế tiếp chiến đấu không có bất luận cái gì trì hoãn, cơ hồ là ưu thế áp đảo, Dương Nghị Vân cùng 4 gã Thái Thanh Tiên Môn kim tiên, đem Thượng Huyền Tiên Môn 2 gã kim tiên chém giết. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, thẳng đến Yến Vô Lượng bên kia mà đi. Trong mắt hắn giờ phút này Yến Vô Lượng cư nhiên còn không có bị Đỗ Nhân Kiệt chém giết, đảo thật là có chút ra ngoài dự kiến. Đối Yến Vô Lượng hắn chính là đánh tâm nhãn căm hận, giờ phút này trực tiếp tiến lên, đối với Yến Vô Lượng chính là nhất kiếm. Nhưng mà bên tai lại nhớ tới, Đỗ Nhân Kiệt lớn tiếng nhắc nhở nói, hiền chất đừng tới gần Yến Vô Lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đỗ Nhân Kiệt lớn tiếng nhắc nhở chậm một bước. Dương Nghị Vân nhất kiếm đối với Yến Vô Lượng chém qua đi, kỳ thật phạm vi đã đến gần rồi Yến Vô Lượng 10 mét trong vòng. Bất quá đối này Dương Nghị Vân không cho là đúng, hiện tại Thượng Huyền Tiên Môn mấy cái kim tiên đều bị chém giết rớt, trong thành liền dư lại một cái Yến Vô Lượng cùng 2 cái đại la cao thủ. Người sau bị Tuyết Hương một người kiềm chế gắt gao, căn bản quá không tới. Dương Nghị Vân gia nhập Đỗ Nhân Kiệt bên này cùng nhau đối phó Yến Vô Lượng. Thái Thanh Tiên Môn mấy cái kim tiên đi trấn áp Thượng Huyền Tiên Môn những cái đó chân tiên thiên tiên chính là một bữa ăn sáng. Cục diện đã trong sáng, không có gì bất ngờ xảy ra Thượng Huyền Tiên Môn xong rồi. Nhưng mà giờ phút này nghe được Đỗ Nhân Kiệt lớn tiếng nhắc nhở, Dương Nghị Vân như cũ trong lòng đề cao cảnh giới. Nhưng là ở ngay lúc này, lại là nghe được Yến Vô Lượng trầm thấp giận dữ hét, thiên băng chi hàn, đóng băng thiên địa. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân thấy được Yến Vô Lượng vũ động đôi tay. Tức khắc trên người hắn xuất hiện vạn đạo ngân quang, bỗng nhiên bùng nổ khuếch tán. Ngân quang nơi đi qua đại địa đều bọc lên một tầng bạc trang. Bất quá giờ khắc này Dương Nghị Vân lại là trong lòng nhảy dựng, hắn cảm nhận được cực hạn hàn ý. Hiện tại đã biết rõ chúng ta Đỗ Nhân Kiệt đối hắn phát ra kêu to, cũng mới phát hiện Đỗ Nhân Kiệt cùng Yến Vô Lượng chiến đấu trước sau bảo trì ở 100 mét ở ngoài. Ngẫu nhiên sẽ có va chạm, nhưng lại sẽ ở trước tiên cùng Yến Vô Lượng bảo trì 100 mét ở ngoài khoảng cách. Càng nhiều thời điểm hai người chiến đấu là ở 100 mét ở ngoài. Đây là bởi vì Đỗ Nhân Kiệt kiêng kỵ Yến Vô Lượng. Kiêng kỵ Yến Vô Lượng bực này có thể đóng băng thiên địa thủ đoạn. 100 mét trong vòng trở thành Yến Vô Lượng cực hạn băng hàn lĩnh vực. Dương Nghị Vân đầu đương trong đó. Hắn không phải không nghĩ tới lui về phía sau tránh né, mà là phát hiện căn bản liền không có bất luận cái gì cơ hội. Yến Vô Lượng tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau đến hắn căn bản liền vô pháp né tránh. Bởi vì Yến Vô Lượng trên người bộc phát ra tới lực lượng chính là quang. Hơn nữa là toàn phương vị khuếch tán đi ra ngoài. Dương Nghị Vân khoảng cách Yến Vô Lượng quá mức tới gần, căn bản là vô pháp tránh đi Yến Vô Lượng bực này quang hàn lực lượng. Trong nháy mắt hắn toàn thân đã bị bực này quang hàn lực lượng cấp bao phủ, ngay lập tức chi gian hóa thành một tôn khắc băng. Đương nhiên Dương Nghị Vân vận chuyển công pháp dưới. Yến Vô Lượng băng hàn lực lượng cũng chỉ có thể đóng băng hắn bên ngoài thân, mà không phải trong cơ thể ngoại tất cả đều bị đông lạnh thành khắc băng. Bất quá, liền tính là như thế, Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được Yến Vô Lượng bực này lực lượng đáng sợ. Hắn phát hiện bực này băng hàn chi khí phi thường cường hãn bá đạo, trực tiếp từ hướng ngoại bên trong thẩm thấu, rất có không đem hắn hoàn toàn đông lạnh thành băng côn xu thế. Dương Nghị Vân cực lực vận chuyển công pháp điều động lực lượng đi chống cự. Lại là cảm thấy hắn lực lượng ở Yến Vô Lượng cực hàn chi lực trước mặt cũng ở kế tiếp bại lui. Hồn hậu, chí âm chí hàn, bá đạo, lực phá hoại cường đại từ từ,
này đó từ ngữ chính là Dương Nghị Vân đối Yến Vô Lượng lực lượng hình dung. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng khẩn trương lên, không nghĩ tới Yến Vô Lượng còn có như vậy thủ đoạn, hắn sơ suất quá. Ngay cả hắn toàn lực chém xuống nhất kiếm cường đại kiếm khí, cũng ở Yến Vô Lượng bực này đến hàn vô cùng lực lượng dưới, bị đóng băng lên, hóa với vô hình. Kim Tiên đại viên mãn thực lực đích xác cường đại, cũng vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên đây là Dương Nghị Vân ở cùng chính hắn tới làm tương đối. Dựa theo phía trước chiến đấu tới xem, hắn hiện giờ trung phẩm chân tiên thực lực, nếu mượn dùng hoa sen đen lực lượng, nhiều nhất cũng là có thể cùng thượng phẩm kim tiên đánh giá. Hiện tại đối thượng Yến Vô Lượng bực này kim tiên đại viên mãn cố gắng hết sức, thậm chí hoàn toàn ở vào hạ phong. Lúc này, như vậy làm. Dương Nghị Vân câu thông hoa sen đen hỗ trợ, nhưng lại phát hiện liên hệ không thượng hoa sen đen. Yến Vô Lượng này cổ đến hàn lực lượng không đơn giản là đóng băng đơn giản như vậy, cư nhiên có thể ngăn cách tiên hồn ý thức, liên quan tiên hồn lực lượng cũng đều ngăn cách, cái này Dương Nghị Vân là thực sự có chút sợ hãi. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới, chính mình trong cơ thể cũng có bực này thuộc tính lực lượng. Lại là không biết có thể hay không sử dụng. Đó chính là Thủy Chi Căn Nguyên Châu. Vẫn luôn dựng dưỡng ở trong cơ thể. Thủy Chi Căn Nguyên Châu bản chất tới nói, là hết thảy thủy thuộc tính tổ tông, Yến Vô Lượng bực này băng hàn chi lực, cũng có thể nói là thủy một loại. Dương Nghị Vân lại là không biết Thủy Chi Căn Nguyên Châu có thể hay không hấp thu. Lúc này Yến Vô Lượng cực hàn lực lượng đã làm thẩm thấu tới rồi trong thân thể hắn, Dương Nghị Vân không có thời gian đi nghĩ nhiều, chỉ có thể vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng thử xem. Lập tức đi thúc giục Thủy Chi Căn Nguyên Châu, hy vọng có thể đem Yến Vô Lượng bực này đến hàn lực lượng hấp thu. Kết quả làm Dương Nghị Vân chua xót chính là, hắn phát hiện lúc này đến hàn lực lượng phá hư quá nhiều, hắn cư nhiên không có thúc giục Thủy Chi Căn Nguyên Châu. Giờ phút này mà khi thật là sốt ruột. Bất quá đúng lúc này trong đầu vang lên Càn Khôn Chi Linh thanh âm nói, tiểu tử ngươi trong cơ thể Thanh Liên Tiên Hỏa không cần lưu trữ đương bài trí không thành. Liền như vậy một câu, làm Dương Nghị Vân trong lòng chấn động. Hắn là ở sốt ruột dưới, có chút tiếng lòng rối loạn. Đảo quên mất trong cơ thể còn có Thanh Liên Tiên Hỏa, trải qua tình huống Chi Linh nhắc nhở, Dương Nghị Vân một chút trong lòng đều trống trải. Đúng vậy, người Yến Vô Lượng đến hàn lực lượng ở Ngưu Bức có thể có Thanh Liên Tiên Hỏa Ngưu Bức. Thanh Liên Tiên Hỏa chính là tiên giới 10 đại tiên hỏa trung danh liệt tiền tam tiên hỏa, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Đều có thể cấp côn bằng chứng cung cấp lực lượng, này đã thuyết minh Thanh Liên Tiên Hỏa uy lực. Chủ yếu là Dương Nghị Vân từ lúc bắt đầu liền không có đem Thanh Liên Tiên Hỏa hướng về chiến đấu phương hướng suy nghĩ, trong tiềm thức chỉ nghĩ Thanh Liên Tiên Hỏa là luyện đan linh tinh sử dụng. Lại là quên mất cường đại tiên hỏa đồng dạng là có thể lấy tới chiến đấu. Cái này Dương Nghị Vân cuối cùng là trong lòng lửa nóng một chút. Vội vàng thúc giục Thanh Liên Tiên Hỏa. Từ trong ra ngoài làm Thanh Liên Tiên Hỏa ở trong cơ thể phát ra mở ra. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đại hỉ. Quả nhiên. Yến Vô Lượng đến hàn chi khí, ở đụng tới Thanh Liên Tiên Hỏa lúc sau, bắt đầu kế tiếp bại lui. Giây lát chi gian bao phủ ở hắn trong cơ thể ngoại đến hàn chi khí đã bị Thanh Liên Tiên đốt cháy không còn. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn về phía Yến Vô Lượng, lại thấy cái này lão Đông Tây đã tới rồi hắn trước người, huy trưởng đối với hắn bề mặt đánh lại đây. Kỳ thật trước nay bị Yến Vô Lượng đến hàn chi lực đóng băng lên, đến hắn dùng Thanh Liên Tiên Hỏa táng giải Yến Vô Lượng đến hàn chi lực. Thời gian cũng không phải quá dài, cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian. Bị đóng băng lúc sau, Yến Vô Lượng nhân cơ hội đối với hắn công kích đúng là bình thường. Hơn nữa cũng rất có thành cười, chỉ có thể Yến Vô Lượng không thể tưởng được trong thân thể hắn có Thanh Liên Tiên Hỏa tồn tại. Đối với Yến Vô Lượng tới nói cũng thật là thành công, hắn ở phía trước đối với Dương Nghị Vân thi triển ra hắn áp đáy hòm thủ đoạn lúc sau, thấy được Dương Nghị Vân toàn thân bị đóng băng. Trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Nghĩ rốt cuộc có thể cho nhi tử báo thù. Còn ở cười lạnh nói, tiểu tử ngươi vẫn luôn đều trốn tránh bổn tọa, lúc này nhưng thật ra lá gan đại, không nghĩ tới bổn tọa có bực này thủ đoạn đi. Cười ha ha, Yến Vô Lượng nhìn đến Dương Nghị Vân hóa thành tới một tôn khắc băng lúc sau, lập tức đối với Dương Nghị Vân chính là một trường đánh. Yến Vô Lượng một trường mà đi thời điểm, trong đầu đã tưởng tượng tới rồi Dương Nghị Vân sẽ ở hắn một trường này dưới, bị chụp thành vụn băng khối hình ảnh. Nhưng mà mắt thấy liền phải đắc thủ hết sức, trong giây lát Yến Vô Lượng lại là thấy được Dương Nghị Vân này tôn khắc băng phía trên tuôn ra xanh biếc quang mang. Oanh! Một tiếng nổ vang dưới, Dương Nghị Vân trên người lục quang lần thứ hai đại tác phẩm. Cái gì? Sao có thể?
Yến Vô Lượng đại kinh thất sắc, hắn đối chính mình băng hàn chi lực thực tự tin. Nếu nói không có bị đóng băng phía trước, còn có thể ứng phó nói, như vậy đóng băng lúc sau, liền hoàn toàn xong đời. Kim tiên dưới không có bất luận cái gì tiên nhân có thể từ hắn đóng băng lực lượng hạ phiên bàn. Nhưng lúc này Dương Nghị Vân cư nhiên một chút phiên bàn. Ở lục quang đại tác phẩm dưới, Yến Vô Lượng đồng thời cảm nhận được chính là không gì sánh kịp, làm hắn tim đập nhanh vô cùng cực nóng độ ấm. Mà giờ phút này hắn một trường đã chụp tới rồi Dương Nghị Vân trước người, cảm giác được không thích hợp, muốn thu hồi tới lại cũng kinh xong rồi. Trái lại Dương Nghị Vân, kỳ thật tại đây chờ nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn đối mặt áp lực cũng là không nhỏ. Bởi vì hắn biết chính mình cùng Yến Vô Lượng tu vi ăn ảnh kém chính là suốt một cái đại cảnh giới, này cũng không phải là đùa giỡn. Hắn có thể đối tranh tài phẩm kim tiên, nhưng lại không nhất định có thể kháng hạ kim tiên đại viên mãn lực lượng. Ở Thanh Liên Tiên Hỏa táng giải trên người băng hàn chi lực sau, hắn toàn thân khôi phục lại đây, nghênh diện liền thấy được Yến Vô Lượng một trưởng đánh lại đây. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng kỳ thật cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể hay không tiếp được Yến Vô Lượng một trưởng này. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể hy vọng Thanh Liên Tiên Hỏa có thể có tác dụng. Hấp tấp dưới Dương Nghị Vân toàn thân sở hữu lực lượng ở trong tay, đón nhận Yến Vô Lượng một trưởng. Thật xa nhìn lại, Dương Nghị Vân một trưởng mang theo xanh biếc ánh sáng, mà Yến Vô Lượng một trưởng tản ra chói mắt ngân quang. Một cái cực nóng, một cái đến hàn. Oanh! Hai bên trưởng đối trưởng đánh vào cùng nhau phát ra một tiếng nổ vang. Phốc! Dương Nghị Vân miệng phun máu bay ngược đi ra ngoài mười mấy mét xa, hắn trong lòng chua xót, luận trong cơ thể tiên lực hồn hậu, vẫn là cùng cái này lão bất tử kém một mảng lớn. Cùng Yến Vô Lượng một trưởng dưới. Dương Nghị Vân hoàn toàn là bị Yến Vô Lượng hồn hậu tiên lực đánh bay, hơn nữa đã chịu nội thương, bất quá cũng may còn ở thừa nhận trong vòng. Ha ha ha, tiểu tử không biết lượng sức, bổn tọa đương ngươi có cái gì thủ đoạn, nguyên lai liền như vậy điểm bản lĩnh, ha 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 cười chết bổn tọa. Giờ phút này Yến Vô Lượng lại là cười ha ha, hắn cùng Dương Nghị Vân đúng rồi một trường, xác thật là chuyện gì nhi cũng không có, như cũ đứng ở tại chỗ, một cái dấu chân cũng không có di động một chút. Mà Dương Nghị Vân lại là bị hắn hồn hậu lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra tới lục quang làm hắn tim đập nhanh, chính là kết quả là Yến Vô Lượng lại là phát hiện lúc sau tim đập nhanh mà thôi, cũng chả làm được cái mẹ gì. Chút nào đều không có cảm giác. Ngược lại là Dương Nghị Vân bị hắn hồn hậu lực lượng cường đại thương tới rồi. Nương tiểu tử ngươi có cái gì năng lực, nguyên lai chỉ là có thể phóng xuất ra một ít hù dọa người hơi thở mà thôi. Tiểu tử nếu ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh, ngoan ngoãn tự sát, miễn cho bổn tọa động thủ ô uế tay, ha ha ha. Yến Vô Lượng giờ phút này cười lớn châm chọc Dương Nghị Vân, trong lòng thực sảng. Tiểu tử này vẫn luôn đều do, làm hắn trước kia đều có chút sợ tay sợ chân, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều, thủ đoạn ở lợi hại, chung quy hắn chỉ là cái chân tiên chi cảnh mà thôi. Mà hắn Yến Vô Lượng còn lại là chính thức thật đánh thật kim tiên đại viên mãn. Kém một bước liền chính là đại la tồn tại. Dương Nghị Vân nghe Yến Vô Lượng không kiêng nể gì cười to, hắn lau khóe miệng vết máu, đột nhiên trên mặt hiện lên xấu xa ý cười, nhìn Yến Vô Lượng mở miệng nói, phải không? Người có phải hay không cao hứng quá sớm, ha ha, đánh tiểu gia một trưởng thực sảng đi, đợi chút tiểu gia làm ngươi cười cái đủ. Dương Nghị Vân dứt lời nâng lên tay búng tay một cái chậm rãi mở miệng nói, thanh liên đốt cháy. Mà nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện Yến Vô Lượng lại là có chút không rõ, tựa hồ có chút không thích hợp, nhìn Dương Nghị Vân hỏi, ngươi, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Yến Vô Lượng giờ phút này xem ra, Dương Nghị Vân biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh, theo lý thuyết này cũng không phải là một cái bị thương, một cái bị thua hẳn là có điểm biểu hiện. Dương Nghị Vân trên mặt quá mức bình tĩnh. Đây là không phù hợp lẽ thường. Cho nên đối với nghi thần nghi quỷ Yến Vô Lượng tới nói, cái này hắn trong lòng ngược lại cảm thấy không yên ổn, nghi hoặc hỏi Dương Nghị Vân sao lại thế này. Ha ha, lão bất tử chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được ngươi trong cơ thể có khác thường độ ấm sao? Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng. Cái gì? A a a a, ngươi, a a a. Ngay sau đó Yến Vô Lượng giết heo kêu thảm thiết lên, lúc này hắn mới phát hiện không thích hợp. Trong cơ thể cháy, chính là phía trước cùng Dương Nghị Vân một trưởng đối thượng là lúc cái loại này cực nóng cảm giác. Hiện tại lại là ở trong thân thể hắn đốt cháy lên, trong cơ thể đến hàn chi lực nha đều áp không được, nháy mắt hắn toàn thân đều toát ra màu xanh lục ngọn lửa.
Yến Vô Lượng hoảng sợ kêu thảm thiết lên, trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút ở màu xanh lục trong ngọn lửa đốt cháy tiêu tán, trong miệng phát ra giết heo kêu thảm thiết. "Không, không, muội muội, muội phu báo thù cho ta a a a a." Yến Vô Lượng ở cuối cùng hấp hối hết sức, lại là bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng không cam lòng gào giống. Giọng nói rơi xuống hết sức, Yến Vô Lượng thân thể hoàn toàn hóa thành màu xanh biếc, tiêu tán với vô hình. Hoàn toàn bị xanh biếc ngọn lửa từ trong tới ngoài bậc lửa. Này một tiếng vốn dĩ cũng không có gì, chính là một cổ không cam lòng chết giống giận mà thôi, chính là Dương Nghị Vân nghe lại là trong lòng mạc danh một trận bực bội, hắn cũng cảm nhận được ở Yến Vô Lượng tan thành mây khói chung vô hình chung có một cổ lực lượng tựa hồ xông lên cửu thiên. Cẩn thận đi cảm thụ lại cũng không có gì bất đồng. Dương Nghị Vân lắc đầu, đem chi vứt chi sau đầu, nghĩ đến là chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Yến Vô Lượng rốt cuộc bị hắn cấp xử lý, cái này đại địch diệt trừ, trong lòng ác khí cũng ra tới. Giờ phút này Dương Nghị Vân đối Thanh Liên Tiên Hỏa sử dụng cùng uy lực xem như có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Vừa rồi cùng Yến Vô Lượng đối đánh một trường, hắn hoàn toàn bị Yến Vô Lượng hồn hậu tiên lực áp chế đánh bay, ở tu vi thượng Dương Nghị Vân biết trước mắt hắn chỉ có thể đối với chiến đấu thượng phẩm kim tiên, gặp phải đại viên mãn cấp bậc kim tiên liền không phải đối thủ. Này vẫn là có hoa sen đen lực lượng hiệp trợ dưới tình huống, nếu là không có hoa sen đen lực lượng hiệp trợ cùng trên người tiên y, vừa rồi nào một trưởng đối đánh, Dương Nghị Vân biết liền không phải hộc máu bị thương, muốn mệnh đều là có khả năng. Cũng may hắn có Thanh Liên Tiên Hỏa trong người, này xem như một cái áp đáy hòm đòn sát thủ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Thanh Liên Tiên Hỏa cũng chỉ có thể làm đòn sát thủ tồn tại, xuất kỳ bất ý mới có thể hiệu quả, nếu là đối chiến chém giết, địch nhân có phòng bị dưới tình huống. Là có thể tránh né. Cùng Yến Vô Lượng đối đánh một trường, hoàn toàn là ở hấp tấp dưới, cũng là Yến Vô Lượng không có phòng bị mới có thể đắc thủ. Ở trường thượng tướng Thanh Liên Tiên Hỏa đánh vào Yến Vô Lượng trong cơ thể. Lúc sau sao, sự tình liền đơn giản nhiều. Hắn cùng Thanh Liên Tiên Hỏa tâm thần tương đồng, một niệm dưới là có thể dẫn động đánh vào Yến Vô Lượng trong cơ thể Thanh Liên Tiên Hỏa, trực tiếp thiêu chết Yến Vô Lượng. Hiện tại xem ra Thanh Liên Tiên Hỏa uy lực giống Yến Vô Lượng bực này kim tiên đại viên mãn tu vi là khiêng không được, cơ hồ ở trong nháy mắt liền thiêu chết hắn. Bất quá Dương Nghị Vân cũng phát hiện một cái khuyết điểm. Cái này khuyết điểm là hắn tách ra đi Thanh Liên Tiên Hỏa sử dụng rất lúc sau, đối hắn hao tổn kỳ thật rất lớn. Nhưng loại tình huống này cũng có thể thoải mái, rốt cuộc bực này tiên hỏa với hắn mà nói xem như đại sát khí, dùng chi trả giá một ít đại giới đều là có thể lý giải. Cũng may đều ở thừa nhận trong phạm vi. Về sau dù sao là có thể không thích hợp tận lực không cần hảo. Hắn thu vào trong cơ thể Thanh Liên Tiên Hỏa trước mắt tới nói chỉ là một đóa tiểu ngọn lửa, dựa theo trước kia tạp mao điểu cách nói, muốn cho Thanh Liên Tiên Hỏa cường đại, đồng dạng là yêu cầu chính mình đi dùng trong cơ thể lực lượng tầm bổ, thứ này có linh tính, là có thể trưởng thành. Theo tu vi tăng cường trạng đại, đây là Thanh Liên Tiên Hỏa lợi và hại chỗ. Có linh có tính ngọn lửa, yêu cầu đi tầm bổ. Dùng chi liền phải trả giá đại giới, đồng dạng uy lực tự nhiên sẽ không làm người thất vọng. Nhưng làm Thanh Liên Tiên Hỏa lớn nhất công hiệu không phải đi giết người chiến đấu, mà là đi rèn luyện. Luyện đan luyện khí từ từ, đây mới là căn bản. Dương Nghị Vân biết hắn dùng Thanh Liên Tiên Hỏa đi giết địch, này bản thân chính là bạo khiển thiên vật. Này chiến hắn minh xác chính mình tu luyện rất nhiều phương hướng. Thực lực tu vi như cũ không đủ. Ít nhất Dương Nghị Vân biết hắn nếu là muốn chạy ra Đại Thanh Tiên Sơn thế giới, đi trước lớn hơn nữa địa phương, tu vi ít nhất hẳn là đột phá đến Kim Tiên mới được. Chân Tiên chi cảnh thật sự vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Đại Thanh Tiên Sơn thế giới gần mới là một cái nhị phẩm Tiên Sơn thế giới, ở Tiên giới chính là rất nhỏ tiểu địa phương, là tân thủ thôn cái loại này cấp bậc. Dựa theo Yến Xích Hà cách nói, Tiên giới Tiên Sơn cửu phẩm, nhất phẩm cao hơn nhất phẩm. Nghĩ đến trong đó cư trú tiên nhân cao thủ cũng là càng ngày càng cường đại, không có thực lực là không thành. Huống chi còn có cửu phẩm phía trên phong hào tiên sơn thế giới, thậm chí còn đứng đầu tiên sơn thế giới, cường giả sân khấu ở chỗ cao. Nghĩ vậy chút Dương Nghị Vân trong lòng đều có áp lực. Ầm ầm ầm, liền ở Dương Nghị Vân phát ngốc thời điểm, bên tai vang lên ầm vang thanh. Hắn vừa quay đầu lại là Tuyết Hương cùng Yến Vô Lượng mời đến hai cái đại la cao thủ chiến đấu tiến vào gai cấn. Đem tạp niệm thu hồi, Dương Nghị Vân đối với Yến Vô Lượng thân chết địa phương một chảo, một cái tinh xảo vô cùng đai lưng xuất hiện nơi tay, hắn biết đây là không gian chứa đựng tiên khí, không có khách khí trực tiếp thu vào càn khôn hồ không gian chung.
giết địch cuối cùng trọng điểm chính là thu đi địch nhân không gian pháp khí, đạt được bên trong tu luyện tài nguyên. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Theo sau hắn nhìn thoáng qua bên cạnh người Đỗ Nhân Kiệt nói, tiền bối còn thỉnh hỗ trợ chém giết hai cái đại la. Nga, hảo hảo hảo. Đỗ Nhân Kiệt đến bây giờ còn ở vào khiếp sợ giữa, hắn chính là chính mắt thấy, Yến Vô Lượng trong cơ thể toát ra màu xanh lục ngọn lửa, quỷ dị tiêu vong trường hợp. Xử lý Yến Vô Lượng chính là Dương Nghị Vân người trẻ tuổi, hồi tưởng phía trước, Đỗ Nhân Kiệt thật sự chấn động. Một cái trung phẩm chân tiên xử lý một cái kim tiên đại viên mãn, cái này vượt cấp chiến đấu thực sự khó có thể tưởng tượng. Nghe Dương Nghị Vân ra tiếng, Đỗ Nhân Kiệt hoàn hồn sau, vội vàng đáp ứng. Nói trắng ra là hôm nay Dương Nghị Vân xuất hiện, tuy rằng là cùng Yến Vô Lượng có thù oán, nhưng lại là ở giúp bọn hắn Thái Thanh Tiên Môn, nơi này có nhi tử Đỗ Kiệt Bân công lao, Dương Nghị Vân có thể tiến đến tương trợ, đây là xem ở nhi tử Đỗ Kiệt Bân mặt mũi. Bên kia hai cái đại la còn ở cùng Dương Nghị Vân mang đến cái kia tiểu cô nương chém giết, hiện giờ Thượng Huyền Tiên Môn tất cả mọi người đã giải quyết, kế tiếp tự nhiên là phải đối phó hai cái đại la, đây mới là lớn nhất địch nhân. Dương Nghị Vân nheo lại mắt tiếp đón Đỗ Nhân Kiệt một tiếng, trong tay đồ long kiếm nơi tay, thúc giục toàn thân lực lượng, cũng đem một sợi thanh liên tiên hỏa thúc giục mà ra, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến Tuyết Hương cùng hai cái đại la nơi chiến trường. Đối mặt này hai cái đại la, Dương Nghị Vân tự nhiên không nắm chắc, nhưng hắn biết Tuyết Hương có rất nhiều thủ đoạn thu thập bọn họ, hắn cùng Đỗ Nhân Kiệt qua đi, chỉ cần quấy rầy một phen liền có thể cấp Tuyết Hương sáng tạo cơ hội. Sở dĩ như thế tự tin, là bởi vì Dương Nghị Vân nhìn đến, cho tới bây giờ Tuyết Hương như cũ không được biến thân ra bản thể tới, này thuyết minh, nàng còn không có xuất toàn lực, hoặc là nói hai cái đại la còn không đáng nàng hóa hình bản tôn chiến đấu. Dương Nghị Vân so bất luận kẻ nào rõ ràng Tuyết Hương thực lực, lúc trước ở đáy hồ lĩnh giáo qua nàng kia khủng bố hơi thở. Mà hai cái đại la cảnh giới tu vi, Dương Nghị Vân hiện tại cảnh giới thực lực là nhìn không thấu, nhưng là từ khí thế thượng có thể cảm giác được cùng Tuyết Hương kém một mảng lớn. Hắn chỉ cần qua đi có thể đối hai cái đại la trong đó một cái có kiềm chế, như vậy đủ rồi. Cho nên hắn kêu to Đỗ Nhân Kiệt. Đỗ Nhân Kiệt đã đưa bọn họ Thái Thanh Tiên Môn tứ đại kim tiên hô lại đây, dù sao Thượng Huyền Tiên Môn những cái đó đệ tử đều đã bị thanh trừ, cho nên địch nhân liền dư lại hai cái đại la, đại gia tập trung tinh lực đối phó đó là. Có Dương Nghị Vân mang đến cái kia tiểu cô nương ở, Đỗ Nhân Kiệt tin tưởng, chém giết Yến Vô Lượng mời đến hai cái đại la không thành vấn đề. Chỉ chớp mắt Đỗ Nhân Kiệt mang theo bốn cái kim tiên trưởng lão cũng tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Cách đó không xa Yến Xích Hà cái này sơ phẩm kim tiên đồng dạng bay lại đây. Người đều đến đông đủ, đại chiến sắp tới Dương Nghị Vân lúc này cũng không có khách khí, trực tiếp đối Đỗ Nhân Kiệt nói, tiền bối chúng ta mấy cái thêm lên kiềm chế trong đó một cái đại la, dư lại một cái Tuyết Hương có thể đối phó. Đối với Dương Nghị Vân an bài Đỗ Nhân Kiệt không có chút nào vấn đề, hắn cũng biết cái này an bài là hợp lý nhất. Gật gật đầu nói, không có vấn đề, liền ấn hiền chất nói làm, chúng ta mấy cái liền đi hạn chế cái kia cao gầy đại la, hắn là cái sơ phẩm đại la tương đối tới nói đúng chúng ta tới nói tốt ứng phó một ít, bất quá nên cẩn thận đều vẫn là phải cẩn thận, đại la cao thủ hạng người không tầm thường. Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn cảnh giới thấp một ít nhìn không thấu đại la chi cảnh, nhưng là thân là kim tiên đại viên mãn Đỗ Nhân Kiệt lại là có thể nhìn thấu đại la chi cảnh giới. Lẫn nhau chi gian cảnh giới cấp bậc cũng chỉ là một cái đại cảnh giới mới có thể nhìn thấu, kém quá nhiều liền nhìn không thấu. Cho nên Đỗ Nhân Kiệt nói cao gầy đại la là sơ phẩm, đại gia đi kiềm chế cái này đại la, Dương Nghị Vân là đồng ý. Hảo, ra tay. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, dẫn đầu tiến công, cách thật xa đối với vóc dáng cao đại la bổ ra nhất kiếm. Oanh! Nhất kiếm mà ra, hóa ra mấy chục trượng kiếm khí, đối với cao gầy đại la chém xuống. Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, trở tay một chưởng mạnh mẽ chụp ở Dương Nghị Vân kiếm khí thượng. Ngay lập tức chi gian đem Dương Nghị Vân kiếm khí chụp tán. Nhưng tại hạ một khắc lại là bàn tay phát run lên, trong tay mạo khói trắng. Giờ phút này cao gầy đại la, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nghị Vân. Đường đường đại la cao thủ bị một cái trung phẩm chân tiên cấp thương tới rồi, truyền ra đi phỏng chừng cũng chưa người sẽ tin. Nhưng trên thực tế thật là bị thương tới rồi. Cao gầy tiên nhân giờ phút này trong lòng ở kinh ngạc đồng thời, dư lại chính là vô biên phẫn nộ, hắn lòng bàn tay giờ phút này cực nóng đau đớn, liền biết nơi xa cái kia đầu bạc cười chân tiên kiếm khí chung có cao giai tiên hỏa tồn tại. Nếu không căn bản đừng nghĩ lay động hắn mảy may. Sát!
lúc này Đỗ Nhân Kiệt mang theo 4 gã kim tiên cũng vọt đi lên. Tìm chết! Cao thủ kim tiên hừ lạnh một tiếng, sát khí đại tác phẩm. Hôm nay đụng tới một cái yêu tộc đại la tiểu cô nương, bọn họ hai cái đại la liên thủ cũng chưa bắt lấy, ngược lại nơi trốn bị tiểu cô nương áp chế, chém giết thực nghẹn khuất, hơn nữa chỉ chớp mắt Yến Vô Lượng bọn người bị giết hết, cái này làm cho cao gầy đại la hai người cảm giác phi thường nén giận. Đương nhiên chết một cái Yến Vô Lượng không sao cả, bọn họ căn bản không để bụng, chỉ không có kết quả cố tình Yến Vô Lượng thân phận bất đồng, bọn họ chủ thượng có cái tiểu thiếp chính là Yến Vô Lượng muội muội. Bọn họ hai cái rời núi, cũng là phụng chủ thượng tiền bước man chi mệnh tiến đến cấp Yến Vô Lượng chống lưng, hiện tại Yến Vô Lượng đã chết, bọn họ hai cái còn bị một cái yêu tộc tiểu cô nương chèn ép thở hồng hộc. Lúc này lại bị một cái nho nhỏ chân tiên thương đến, chỉ chớp mắt mấy cái kim tiên hỗn trướng đều đi lên đối phó hắn. Thật sự là làm cao gầy tiên nhân trong lòng hỏa lớn, lập tức đối với cùng Tuyết Hương chém giết ục ịch đồng bạn nói, mập mạp ngươi trước đỉnh, ta đi giải quyết này mấy cái vật nhỏ. Người gầy ngươi mẹ nó lúc này đừng động kia mấy cái tiểu tạp cá, trước cùng ta một đạo giải quyết cái này tiểu nha đầu lại nói. Ục ịch đại la trong lòng khẩn trương nói, hắn biết cái này tiểu nha đầu khủng bố, nếu là người gầy rời đi chiến trường, hắn đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Chính là, ngay sau đó heo đồng đội liền xuất hiện, người gầy tựa hồ bị Dương Nghị Vân mấy cái chọc đỏ mắt giống nhau, không để ý tới tên lùn mập, trực tiếp xoay người nhằm phía Dương Nghị Vân đám người. Hỗn đản trở về tên lùn mập khẩn trương mắng. Nhưng mà giờ phút này người gầy lại là nghĩa vô phản cố rời đi hắn bên người, nhằm phía Dương Nghị Vân mấy cái. Giờ khắc này tên lùn mập muốn khóc, yêu tộc tiểu nha đầu có bao nhiêu khủng bố, hắn là càng đánh càng kinh hãi, hiện tại người gầy đã rời đi, hắn áp lực gia tăng mãnh liệt, bắt đầu kế tiếp bại lui. Dương Nghị Vân nhìn đến cao gầy đại la bay khỏi Tuyết Hương bên kia, trong lòng đó là vui vẻ, hắn muốn hiệu quả đạt tới. Mục đích không vì còn chém giết tên này đại la, chỉ vì cấp Tuyết Hương giảm bớt áp lực, đảo thời điểm chờ Tuyết Hương chém giết béo lùn đại la, trái lại ở cùng bọn họ cùng nhau xử lý cao gầy tử tiên nhân liền dễ như trở bàn tay. Ầm ầm ầm. Đỗ Nhân Kiệt mấy cái công kích đồng dạng cách thật xa bùng nổ, dù sao mọi người đều không chuẩn bị tới gần chiến đấu, chỉ cần có thể dây dưa kiềm chế liền có thể. Mấy tiểu bối tìm chết. Cao gầy đại la trở tay chi gian song trưởng phía trên bộc phát ra cường đại vô cùng tiên lực. Nháy mắt hóa giải Đỗ Nhân Kiệt cùng hắn 4 cái kim tiên trưởng lão công kích. Giờ phút này Dương Nghị Vân bên người Yến Xích Hà liền phải ra tay, bất quá lại bị Dương Nghị Vân hô, Yến Xích Hà một bên đi, ngươi chạm vào không được hắn. Dương Mỗ Nhân là có tư tâm, Yến Xích Hà hiện tại là hắn tôi tớ, vừa mới tấn chức sơ phẩm kim tiên, đối mặt đại la cấp bậc cao thủ chính là tìm chết, cho nên Dương Nghị Vân nhưng không nghĩ làm Yến Xích Hà quải rớt. Cho chính mình làm tôi tớ còn không có bao lâu. Cũng không thể quải rớt. Ở hắn nói xong lúc sau, nắm lấy cơ hội đối với cao gầy đại la lại là nhất kiếm chém xuống. Oanh! Hỗn trướng tiểu tử, lão phu giết người cao gầy đại la hóa giải Đỗ Nhân Kiệt mấy cái công kích, vừa muốn sát hướng Đỗ Nhân Kiệt mấy cái, lại là bên kia bị Dương Nghị Vân nhất kiếm bức bách hắn dừng lại. Tức khắc giận dữ lại muốn nhằm phía Dương Nghị Vân, nhưng lúc này Đỗ Nhân Kiệt mấy cái lại cách thật xa công kích. Cái này làm cho cao gầy đại la vô cùng phẫn nộ. Bất quá Dương Nghị Vân cùng Đỗ Nhân Kiệt mấy cái đã sớm thương lượng hảo, hai bên chính là một chữ tránh né, dù sao mọi nơi quấy rầy chính là bất hòa cao gầy tiên nhân chính diện đối kháng. Mấy người hơn nữa Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà xem như 6 cái kim tiên thực lực, tuy rằng giết không được cao gầy sơ phẩm đại la, nhưng chỉ cần bất chính đối mặt kháng, kiềm chế một chút trong khoảng thời gian ngắn cao gầy đại la cũng kia bọn họ mấy cái không có biện pháp. Bên kia Tuyết Hương đối phó béo lùn đại la cũng triển khai triển áp. Đã không có cao gầy đại la tồn tại, Tuyết Hương đối phó một cái ục ịch đại la, càng thêm công kích sắc bén, làm ục ịch đại la không ngừng có hại, từng ngụm hộc máu, đã mất đi chiến đấu ý thức, liền phải chạy trốn. Nhưng lại bị Tuyết Hương bỗng nhiên nắm lấy cơ hội, xuất trưởng thành chảo, ngân quang đại tác phẩm chung, hóa thành một con lợi chảo, chảo bạo đầu, chảm ục ịch đại la. Bên này ục ịch đại la vừa chết, bên kia cao gầy đại la, như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Một trưởng mở ra Đỗ Nhân Kiệt bên người hai gã kim tiên trưởng lão, làm này hai gã kim tiên trưởng lão chung trong đó một cái sơ phẩm kim tiên đương trường tử vong, một cái khác trung phẩm kim tiên hộc máu trọng thương. Ngay sau đó cao gầy đại la vèo một chút bay vọt dựng lên, đầu cũng sẽ không xoay người bỏ chạy, chút nào không ham chiến. Ở cao gầy đại la trong lòng nghĩ đến, kỳ thật đã sớm cảm giác ra tới, cái kia tiểu nha đầu khó đối phó,
cho nên thừa dịp Dương Nghị Vân nhất kiếm phách lại đây thời điểm thừa cơ sẽ đi ra, chính là không muốn cùng tiểu nha đầu đối cầm. Hiện tại Tuyết Hương giết ục ịch đại la, cao gầy cái này không chút do dự liền chạy, nàng chính là cố ý thoát ly ục ịch đại la bên người. Bởi vì Tuyết Hương cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Lúc này cũng bất hòa Dương Nghị Vân Đỗ Nhân Kiệt dây dưa, trực tiếp liền chạy, ở không chạy liền mất mạng. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân mới xem ra tới, không phải bọn họ mấy cái rời đi có thể bám trụ cao gầy đại la, mà là nhân gia căn bản liền không muốn cùng bọn họ liều mạng. Tuyết Hương không thể nhiên hắn đào tẩu. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng đối Tuyết Hương hô to, lúc này Dương Nghị Vân biết cũng chỉ có Tuyết Hương có thể lưu lại đào tẩu cao gầy tiên nhân. Biết, nơi xa Tuyết Hương đáp ứng một tiếng, ngay sau đó toàn thân ngân quang lấp lánh dựng lên. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Lại là Tuyết Hương hóa ra bản thể, 100 mét dài hơn côn long chi thân, ngay lập tức xa độn mà đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Đỗ Nhân Kiệt đám người nghe được nơi xa hét thảm một tiếng, đúng là cao gầy tiên nhân tiếng kêu. Dương Nghị Vân biết Tuyết Hương đắc thủ. Dương Nghị Vân đối Tuyết Hương đắc thủ chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì phía trước Tuyết Hương một người một đôi nhị, ở không có hóa ra bản thể thời điểm đều bộ lạc hạ phong. Hiện tại hóa ra bản thể lúc sau, gần đối phó một trong số đó, tự nhiên không nói chơi. Béo lùn đại la kêu thảm thiết tiếng động vang vọng phía chân trời, tuy rằng không có nhìn đến trường hợp, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối bị Tuyết Hương cấp giết. Quả nhiên, không trong chốc lát Tuyết Hương từ nơi xa phía chân trời mà đến, huyền phù ở Dương Nghị Vân trước người miệng phun nhân ngôn nói, bị ta giết. Dương Nghị Vân biết nàng nói chính là béo lùn đại la tiên nhân. Lúc này Tuyết Hương trên người ngân quang đại tác phẩm, Dương Nghị Vân nhìn đến nơi này liền biết Tuyết Hương muốn hóa thành hình người, lập tức vội vàng nói, Tuyết Hương trước không nên gấp gáp hóa hình. Tuyết Hương thân thể cao lớn quang mang tan đi, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, Tuyết Hương ngừng lại, không có ở hóa hình. Nhưng cũng không có dò hỏi vì cái gì. Dù sao đối Dương mẫu nhân Tuyết Hương là 100% tín nhiệm, hắn nói cái gì chính là cái gì, thực nghe lời. Đến nỗi Dương mẫu nhân vì cái gì không cho Tuyết Hương hóa thành hình người. Tự nhiên là lo lắng Tuyết Hương hóa hình lúc sau xấu hổ cục diện. Tuyết Hương trên người hiện tại không có tiên y tồn tại, mặc ở trên người bình thường quần áo, ở mỗi một lần hóa hình bản thể lúc sau, liền dập nát. Bực này thời điểm tự nhiên là không thể làm Tuyết Hương hóa hình xích quả quả, nói cách khác chẳng phải là bị những người khác xem hết. Muốn xem cũng là hắn Dương mẫu nhân mới có thể xem. Nhìn đến Tuyết Hương dừng lại lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật nga. Liền ở chiều cao hai gã đại la trước sau thân chết hết sức. Ở vô tận tiên giới mây mù chỗ sâu trong, mỗ làm tiên sơn chung. Nơi này có một tòa cung điện gọi là Man Vương Cung Điện. Lúc này, Man Vương bên trong đại điện thủ tọa, một nam một nữ trần truồng ở thật lớn giường. Mỗ một khắc nam tử bỗng nhiên đứng dậy, bộc phát ra cường đại vô cùng khí thế. Ngay sau đó nữ tử cũng ngồi dậy. Hai người trước sau đi xuống giường. Nam tử thân cao 2 mét, chân trụi nửa người trên, lộ ra kim sắc da thịt, từng khối cơ bắp nhô lên, nhìn qua tràn ngập nổ mạnh lực lượng. Làm càn. Tiếng sấm giống nhau thanh âm từ trần chuồng đầu chọc giống nhau nam tử trong miệng phát ra, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Người này nhìn qua chính là cái 40 xuất đầu trung niên, chân trụi đầu bộ dáng rất giống là cùng đại hòa thượng. Nhưng lại cùng hòa thượng không dính biên. Hắn đó là Man Vương Tiên Sơn chủ nhân Tiền Bước Man. Cũng là Yến Vô Lượng sau lưng chỗ dựa. Một người sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên cường giả. Man Vương chuyện gì tức giận. Nũng nịu thanh âm vang lên, lại là nữ tử cũng đi xuống giường, trên người tùy ý khoác một cái sa khăn, như cũ có thể nhìn đến tuyết trắng mãnh liệt. Nữ tử này đó là Yến Vô Lượng muội muội cá thần tiên hồng, Man Vương Tiền Bước Man tiểu thiếp, càng là một người đại la cấp bậc cao thủ. Người cái kia ngu xuẩn ca ca Yến Vô Lượng cùng ta bên người bồi đi hai gã đại la thị vệ đã chết. Tiền Bước Man nói chuyện chung vung tay lên, tức khắc trống trải bên trong đại điện hiện lên một bức hình ảnh. Kỳ thật chính là pháp lực hình thành một cái lốc xoáy hình ảnh, bên trong xuất hiện hình ảnh đúng là Thái Thanh Tiên Môn Sơn Môn chỗ, Dương Nghị Vân đám người hình ảnh đều ở. Hóa trang lúc sau Man Vương tiểu thiếp cá thần tiên hồng khóc lên nói, Man Vương ngươi cần phải cho ta ca ca làm chủ a. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, bọn họ giết ta ca ca, sát Man Vương hai đại hộ vệ, đây là không đem Man Vương ngươi để vào mắt a, ô ô. Ca ca ngươi chết hảo thảm a, Man Vương ngươi phải cho nô gia làm chủ a.
hảo ta tiểu mỹ nhân, đừng khóc, bổn vương lần này phân thân tiến đến, từng cái đưa bọn họ sát cái sạch sẽ, cấp mỹ nhân ca ca báo thù. Man vương tiền bước man đối ca thần tiên hồng cái này tiểu thiếp là rất thương yêu, thấy tiểu mỹ nhân vừa khóc nháo tức khắc liền chịu không nổi. Lập tức quyết định tự mình ra tay. Ca thần tiên hồng hồng mắt, lại cũng có chút sai biệt nói, man vương phái vài tên đứng đầu đại la đi trước không phải được rồi, không cần thiết ngài tự mình rời núi đi. Tiểu mỹ nhân ta phân thân tiến đến tức khắc liền đến, hiện tại phái người đi trước thời gian trường, đi lúc sau người đã sớm chạy, bổn vương phân thân một niệm tức khắc đạt tới. Mặt khác có cái yêu tộc tiểu cô nương thoạt nhìn có chút không giống bình thường, bổn vương phân thân đi trước, chân áp tức khắc, thả chờ xem đó là. Man vương tiền bước man nói lời này, trên người kim quang chợt lóe, tức khắc xuất hiện một người mặc kim sắc chiến giáp người, cùng chính hắn diện mạo giống nhau như đúc, đúng là hắn hỗn nguyên phân thân, hóa thành lưu quang bay vọt ra man vương điện biến mất không thấy. Giờ phút này Dương Nghị Vân còn không biết ở xa xôi ở ngoài man vương đại điện. Bọn họ nhất cử nhất động đã bị man vương tiền bước man thông qua bí pháp thấy được trong mắt. Càng là phái ra một tôn hỗn nguyên phân thân tiến đến. Càng cường đại địch nhân sắp đã đến, bọn họ lại là không biết. Lúc này Dương Nghị Vân trong đầu lại nghĩ đến, có phải hay không hẳn là cấp Tuyết Hương tìm Đỗ Nhân Kiệt muốn một kiện thiên y. Nghĩ đến yêu cầu này Đỗ Nhân Kiệt sẽ thỏa mãn hắn. Tốt xấu hôm nay hắn cùng Tuyết Hương chính là trợ giúp bọn họ Thái Thanh Thiên Môn. Xem như hắn Thái Thanh Tiên Môn ân nhân. Yêu cầu này không quá phận. Bằng không chờ Hạ Tuyết Hương hóa thành người lúc sau chẳng phải là lại muốn xích quả quả hiện ra ở mọi người trước mặt. Còn không có nói ra, vừa mới chuẩn bị cùng Đỗ Nhân Kiệt đưa ra yêu cầu này hết sức, một bên huyền phù ở giữa không trung Tuyết Hương lại là phát ra một tiếng thét dài tiếng động. Ngao! Ngay sau đó lại thấy Tuyết Hương bơi lội trăm mét lớn lên thân hình bắt đầu hướng tới một bên khác giống giận. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rút lại. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là phía chân trời phía trên xuất hiện một cái kim sắc tiểu thái dương, vô cùng chói mắt. Nhưng Dương Nghị Vân biết này không phải thái dương, đây là cái đại nguy hiểm, nếu không Tuyết Hương sẽ không gầm rú cảnh báo. Trọng điểm là Dương Nghị Vân cảm nhận được, cái này tiểu thái dương dường như kim quang trung, phát ra cường đại hơi thở. Cùng lúc trước lần đầu tiên cảm thụ Tuyết Hương trên người phát ra kia chờ hơi thở tương tự, rất cường đại. Không đơn thuần chỉ là Dương Nghị Vân cảm nhận được, Đỗ Nhân Kiệt cùng những người khác đều cảm nhận được vô cùng cường đại uy áp bao phủ ở toàn trường. Mọi người sắc mặt ở thời điểm này thay đổi. Mọi người đều là tiên nhân, tự nhiên cảm nhận được cái này tiểu thái dương tản mát ra uy áp ý nghĩa cái gì. Này không phải tiểu thái dương mà là cường đại vô cùng cao thủ trình diện chúng. Đỗ Nhân Kiệt sắc mặt xoát một chút biến vô cùng khó coi lên, hắn trong đầu nghĩ tới cái gì. Giờ phút này có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tản mát ra như thế cường đại hơi thở giả, đoán đều có thể đoán được sẽ là người nào. Hơi thở uy áp là tràn ngập sát ý, cho nên ở Đỗ Nhân Kiệt nghĩ đến cũng chỉ có một người. Đó chính là Yến Vô Lượng sau lưng chỗ dựa man vương tiền bước man. Cũng chỉ có tiền bước man mới có lý do tiến đến nơi này, bởi vì bọn họ cùng Dương Nghị Vân mấy cái thêm lên, chém giết Yến Vô Lượng, giết hai cái đại la. Giết sạch rồi thượng huyền tiên môn trung tầng cao tầng tiên nhân. Muốn nói lên làm man vương tức giận, cũng đúng là bình thường. Chẳng qua Đỗ Nhân Kiệt không nghĩ tới, đối phương sẽ đến nhanh chóng như vậy. Đương nhiên hiện tại còn không biết, tiến đến vị này cường giả rốt cuộc có phải hay không man vương tiền bước man. Dương Nghị Vân đồng dạng biết hỗn nguyên cường giả tiền bước man tồn tại, chính là Yến Vô Lượng sau lưng chỗ dựa, giờ phút này hắn cũng nghĩ đến tiền bước man trên người. Nếu thật là lời nói, kia sự tình sợ là liền phiền toái lớn. Tuy rằng hắn bên người có Tuyết Hương tồn tại, chính là Tuyết Hương tu vi dựa theo Càn Khôn Chi Linh nói, chính là Đại La Đại Viên Mãn, còn không phải hỗn nguyên chi cảnh cường giả. Mà man vương tiền bước man còn lại là chân chính hỗn nguyên cường giả. Nếu là đi tiền bước man tiến đến lúc đó sự tình liền đại điều. Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ ngàn vạn không phải tiền bước man tiến đến. Đáng tiếc, có đôi khi sự tình phát triển liền sẽ là ngươi không nghĩ cái gì, nó liền cố tình tới cái gì. Trời cao phía trên, kim sắc quang đoàn dần dần tan đi, một người đầu chọc đại hán trung niên đi ra. Phổ biến uy áp bao phủ áp bách càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó tiếng sấm thanh âm vang vọng phía chân trời bốn phương tám hướng. Sát bổn vương thị vệ, trảm bổn vương ở Đại Thanh Tiên Sơn thế giới người phát ngôn Yến Vô Lượng, người trở thật to gan, nhìn thấy bổn vương còn không dưới quỳ. Cuối cùng một cái quỳ tự lạc bế,
như là mang theo ma lực giống nhau, cường đại uy áp bỗng nhiên tăng nhiều. Phía dưới Thái Thanh Tiên Môn tiên nhân một đám thình thịch quỳ xuống, một đám đều sụi lơ, không có đứng vững này cổ vô cùng cường đại uy áp khí thế. Ngay cả Đỗ Nhân Kiệt chờ mấy cái kim tiên cũng không ngoại lệ quỳ rạp xuống đất, không có thể đứng vững này cổ cường đại uy áp. Dương Nghị Vân đều cả người đều ở phát run, nhưng là hắn thúc dục càn khôn tạo hóa công lúc sau, này cổ uy áp đối hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Lại nói đỉnh ở hắn phía trước còn có Tuyết Hương. Lúc này Tuyết Hương lại là đối với đầu chọc giống giật, nhìn qua không hề có đã chịu đối phương uy áp ảnh hưởng. Lúc này nghe đầu chọc nói chuyện, mọi người đều xác định, người tới chính là Yến Vô Lượng sau lưng chỗ dựa Man Vương Tiền Bước Man. Chỉ là không nghĩ tới đường đường Hỗn Nguyên nói tiên sẽ tự mình xuất hiện ở đây chung. Quỳ xuống đối Dương Nghị Vân tới nói đó là không có khả năng, hắn có thần đạo công pháp càn khôn tạo hóa công, hoàn toàn là có thể đỉnh được áp lực. Hơn nữa có Tuyết Hương ở giữa không trung chống đỡ, muốn cho hắn quỳ xuống không có khả năng. Chỉ là đi, giờ phút này muốn đối mặt một người Hỗn Nguyên cường giả, hắn trong lòng là không có tự tin. Chính là Tuyết Hương lại là xoay quanh ở trời cao phía trên, trực diện Tiền Bước Man, cái này làm cho hắn phi thường lo lắng. Vội vàng truyền âm cấp Tuyết Hương nói, Tuyết Hương không được chúng ta trước triệt đi. Không sao, hắn chỉ là một cái Hỗn Nguyên phân thân, ta nuốt hắn đó là. Đây là Tuyết Hương đối Dương Nghị Vân nghiêm túc trả lời. Dương Nghị Vân, ách. Lão nửa ngày Dương Nghị Vân đều là không lời nói. Hắn không biết Tuyết Hương nói có phải hay không thật sự, nếu nói là nói thật, kia Tuyết Hương chính là thật bưu hãn. Nếu là giả đâu? Đây chính là sẽ muốn mệnh. Bất quá Dương Nghị Vân biết Tuyết Hương không cần thiết nói dối, nàng nếu dám nói như vậy, đó chính là thật sự không thể nghi ngờ. Tuyết Hương trả lời phi thường bình tĩnh. Một chút đều không có khẩn trương. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại lúc sau, nghe được một cái trọng điểm từ ngữ. Đó chính là Hỗn Nguyên phân thân. Là phân thân nói tựa hồ cũng liền không như vậy đáng sợ. Bất luận cái gì phân thân tự nhiên là so không được bản tôn. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân hỏi Tuyết Hương nói, Tuyết Hương có nắm chắc sao? Không nắm chắc chúng ta không đáng hiểm trực tiếp triệt. Yên tâm đi, ta sẽ một ngụm nuốt hắn, một cái Hỗn Nguyên phân thân mà thôi. Ta so với hắn lợi hại. Tuyết Hương vô cùng bình tĩnh truyền âm. Hảo đi, người cẩn thận một chút. Dương Nghị Vân lúc này tự nhiên là lựa chọn tin Tuyết Hương. Mà chính hắn cũng ở điều động toàn thân lực lượng, chuẩn bị tùy thời mà động, nếu là nhìn đến Tuyết Hương không đối phó được, hắn chính là đánh bạc mệnh đi cũng muốn thượng. Liền ở Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương truyền âm nói chuyện với nhau hết sức, phía chân trời phía trên Tiền Bước Man phân thân đem ánh mắt dừng ở hắn cùng Tuyết Hương trên người. Cuối cùng chăm chú vào Tuyết Hương trên người nói, nghiệt xúc giết ta thị vệ, thật to gan, bổn vương cho ngươi một cái lựa chọn, thần phục bổn vương, từ nay về sau làm bổn vương tọa kỵ, bổn vương hôm nay nhưng tha cho ngươi một mạng. Dương Nghị Vân nghe được Tiền Bước Man cư nhiên bắt đầu đánh Tuyết Hương chủ ý, tức khắc liền phát hỏa, nhảy dựng lên, tới rồi giữa không trung dừng ở Tuyết Hương trên lưng, nhìn chằm chằm Tiền Bước Man chửi ầm lên, người hói đầu hảo không biết xấu hổ, nhà ta Tuyết Hương kiểu gì thân phận, cho ngươi đương tọa kỵ. Ngươi tính thứ gì, ta phi. Tiền Bước Man phía trước ở hắn Man Vương Đại Điện liền thông qua bí pháp cảnh trong gương thấy được Dương Nghị Vân, hiểu biết cái này tóc bạc tiểu tử, là chém giết Yến Vô Lượng hung thủ. Kỳ thật đối Dương Nghị Vân Tiền Bước Man từ lúc bắt đầu liền theo dõi, một cái chân tiên có thể sát kim tiên, này bản thân chính là cái chói mắt người, hơn nữa uy áp dưới, toàn bộ trên chiến trường, cũng chính là cái này tóc bạc tiểu tử cùng yêu tiên một sừng hai cánh long không có bị hắn uy áp ảnh hưởng. Tưởng không bị chú ý đều khó. Đương nhiên ở Tiền Bước Man trong mắt, cùng Dương Nghị Vân so sánh với, một sừng hai cánh long Tuyết Hương mới là trọng điểm, cho nên căn bản không đi để ý tới Dương Nghị Vân. Lại là không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như thế gan phì. Dám đối với hắn Tiền Bước Man chửi ầm lên. Cái này làm cho Tiền Bước Man trong lòng khí tạc. Nhìn chằm chằm đứng ở Tuyết Hương trên lưng Dương Nghị Vân, Tiền Bước Man lạnh giọng nói, ha ha. Tiểu tử có lẽ ngươi còn không quen biết bổn vương, hiện tại bổn vương có thể nói cho ngươi, bổn vương chính là Man Vương Tiên Sơn chi chủ, Tiền Bước Man, càng là Yến Vô Lượng chỗ dựa, là Hỗn Nguyên nói tiên. Ngươi là ở tìm chết, vốn dĩ ở bổn vương trong mắt ngươi căn bản liền không có tư cách làm bổn vương con mắt xem một cái, nhưng ngươi nếu cứ như vậy cấp tìm chết, bổn vương liền trước chụp chết ngươi đang nói. Lời này ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai thiếu chút nữa bị khí cười. Tiên nhân hắn chẳng lẽ chưa thấy qua sao? Kết bái huynh đệ lục nhĩ mi hầu như thế nào?
đó là tiên vương cấp bậc. Ông tiên như thế nào, cũng là tiên vương cấp bậc, cùng hắn chi gian tỷ đệ tương xứng. Lại nói nhà mình lão nhân trời cao tà, 12 kiếp tán tiên chí tôn, tiên tôn cấp bậc tồn tại, ở tiên giới đều là đứng đầu nhân vật. Nhân gia cũng cuồng ngạo, nhưng còn không có đụng tới tiền không man như thế cuồng ngạo. Vừa nói xé trời chính là cái hỗn nguyên nói tiên mà thôi, hơn nữa vẫn là cái phân thân, không nghĩ tới như thế cuồng ngạo. Lão đông tây người còn không phải là một cái hỗn nguyên phân thân mà thôi, còn có mặt mũi tự xưng vương. Khinh thường tiểu gia có thể muốn mạng ngươi. Dương Nghị Vân mắng chung đối Tuyết Hương nói, Tuyết Hương sát. Ngao. Tuyết Hương phát ra một tiếng long minh, ngay sau đó mở ra bồn máu mồm to, toàn thân lân giáp phát ra màu bạc quang mang chói mắt. Dương Nghị Vân mơ hồ từ Tuyết Hương trên người thấy được mỗi một mảnh lân giáp thượng cư nhiên có ẩn ẩn phù văn tồn tại, trăm mét dài hơn thân hình phía trên lân giáp vô số, ở lập lòe chung thật sự là phi thường chấn động vô cùng. Cùng lúc đó Dương Nghị Vân lại một lần cảm nhận được hắn lần đầu tiên ở bao gồm mật thất cùng Tuyết Hương chạm mặt tình huống, lúc ấy cái loại này cường đại đến làm hắn tim đập nhanh hơi thở có một lần từ Tuyết Hương trên người phát ra tới. Đồng dạng hơi thở uy áp, Dương Nghị Vân cảm thụ chung. Tiền bước man hơi thở uy áp ở Tuyết Hương trước mặt quả thực chính là 3 tuổi tiểu hài tử gặp phải tráng hán chênh lệch. Cũng biết trước khi rời đi Tuyết Hương căn bản liền vô dụng ra chân chính thực lực tới, nói cách khác phía trước Tuyết Hương cùng hai cái đại la chiến đấu kỳ thật liền ở chơi giống nhau. Lúc này Dương Nghị Vân tin tưởng Tuyết Hương nói có thể một ngụm nuốt tiền bước man hỗn nguyên phân thân hẳn là không lầm. Bởi vì hai người hơi thở chênh lệch rất lớn. Hơi thở chênh lệch chính là thực lực chênh lệch. Cho nên nói Dương Nghị Vân tin tưởng Tuyết Hương thật đúng là có thể một ngụm cắn nuốt tiền bước man phân thân. Đến nỗi giờ phút này tiền bước man, thấy được Tuyết Hương toàn thân hơi thở bùng nổ, nghe Tuyết Hương cùng Dương Nghị Vân nói chuyện, hắn trong lòng còn đây là buồn bực. Sự tình phát triển hoàn toàn không có dựa theo hắn dự đoán phát triển, vượt quá tưởng tượng, thậm chí còn muốn hỏng mất. Đối với Dương Nghị Vân cùng một sừng hai cánh long liền hoàn toàn bị liền hù dọa trụ. Một người một yêu. Một cái so một cái lá gan đại, càng là đối hắn cái này hỗn nguyên nói tiên nói năng lỗ mãng, chút nào không khách khí, ẩn ẩn chung tiền bước man thậm chí nghe xong khinh thường ý tứ. Tuy rằng hắn là hỗn nguyên phân thân, nhưng kia cũng là hỗn nguyên A. Toàn bộ tiên giới có thể tới đạt hỗn nguyên nói tiên chi cảnh tiên nhân, cũng tuyệt đối không phải đa số. Như thế nào nghe vào hắn trong tai, Dương Nghị Vân cùng yêu tiên hai cái căn bản chính là đang xem tiểu yêu tiểu tiên giống nhau đối đãi hắn. Cái này làm cho tiền bước man lòng tràn đầy đều là phẫn nộ. Chính là chỉ chớp mắt cảm nhận được một sừng hai cánh long thân thượng phát ra khí thế lúc sau, tiền bước man sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Đương tiền bước man này tôn phân thân thấy được một sừng hai cánh long toàn thân mỗi một mảnh lân giáp thượng hiện lên phù văn lưu chuyển lúc sau, hắn thậm chí là trong lòng sinh ra một cái muốn chạy trốn ý niệm. Đây là phi thường hoang đường ý niệm. Đương nhiên lúc này liền tính là hắn muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì đối diện một sừng hai cánh long đã đối với hắn một ngụm cắn xé mà đến. Giờ này khắc này tiền bước man không kịp nghĩ nhiều cái gì, toàn lực ứng đối một sừng hai cánh long công kích mới là chính sự. Giống, cho ta chết tới. Tiền bước man giống giận ra tiếng, song trưởng chung có đại như cối xay tiên lực lốc xoáy hình thành, rồi sau đó hắn bỗng nhiên song trưởng hợp ở bên nhau, đối với Tuyết Hương đẩy qua đi, hỗn nguyên một hơi, không gian xé rách. Theo tiền bước man những lời này lạc bế. Ở hắn đôi tay bùng nổ mà ra, hai cái lốc xoáy hình thành một cái trực tiếp 8-9 mễ lớn hơn nữa lốc xoáy, ngay lập tức chi gian như là hắc động giống nhau đối với Tuyết Hương mà đi. Hơn nữa xoay tròn càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn. Cái này thật lớn lốc xoáy đương tới rồi Tuyết Hương 3 mét khoảng cách thời điểm, đã hóa thành một cái đường kính có 100 mét thật lớn lốc xoáy hắc động. Bên trong đen nhánh vô cùng. Này kỳ thật chính là hư không, vô biên vô hạn hắc động. Này nhất chiêu cũng là tiền bước man sở tu pháp tác thần thông hỗn nguyên không gian. Là có thể đem hết thảy cắn nuốt đi vào không gian lốc xoáy. Ở cấp tốc lốc xoáy chung đều có thể đem bất luận cái gì sinh linh xé nát, liền tính là xé rách không được, cũng muốn đem chi hoàn toàn hút xả tiến vào vô biên trong hư không, tương đương chính là một loại lưu đày. Một loại tử vong, bởi vì ở trên hư không chung là không có bất luận cái gì linh khí lực lượng năng lượng tồn tại, càng là tràn ngập nguy hiểm. Hư không gió lốc chính là lớn nhất sát thủ. Tiền bước man đối Tuyết Hương không dám đại ý, cảm nhận được Tuyết Hương nguy hiểm lúc sau, hắn vừa ra tay chính là cường đại thủ đoạn công kích. Thề muốn một kích đem một sừng hai cánh long chém giết. Nhưng mà Tuyết Hương một con đều phi thường bình tĩnh,
bằng không cũng sẽ không đối Dương Nghị Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói có thể một ngụm nuốt tiền bước man. Chính là đối mặt tiền bước man khủng bố vô cùng thật lớn lốc xoáy, Dương Nghị Vân đứng ở tuyết hương trên lưng, cũng là toàn thân bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm. Lúc này hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không biết đối mặt tiền bước man như thế cường đại lốc xoáy công kích, nàng có thể hay không kháng đến xuống dưới. Dù sao Dương Nghị Vân trong lòng cũng hoảng loạn. Bất quá đây là thời điểm đã là tên đã trên dây không thể không phát trạng thái. Không có thời gian đi nghĩ nhiều, có thể làm chính là xuất toàn lực vật lộn một phen. Bất quá liền ở hắn vô cùng lo lắng, vận chuyển trong cơ thể lực lượng thời điểm, nghe được tới tuyết hương thét dài. Ngao! Long minh lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện tuyết hương toàn thân lân giáp bùng nổ vô số phù văn đại tác phẩm, hiện lên với lân giáp phía trên, tức khắc tuyết hương bên ngoài cơ thể lại hóa hình mà ra một cái côn long. Mùi thơm của cơ thể một chút dài quá gấp 10 lần không ngừng, hóa thành tới có mấy ngàn mễ bộ dáng càng thêm khổng lồ. Đây là nàng tuyết hương, cũng là thần thông. Bỗng nhiên một ngụm nuốt hướng về phía tiền bước man trăm mét đường kính lốc xoáy. Cùng thời gian Dương Nghị Vân cũng liền nhìn tuyết hương trên đầu lấy một cây màu bạc một sừng, càng thêm lộng lẫy, chói mắt thật sự như thái dương, đều làm hắn nước mắt giàn giụa. Không tự chủ được nhắm lại, nhưng ở nhắm mắt phía trước, Dương Nghị Vân mơ hồ thấy được tuyết hương một sừng thượng bộc phát ra một đạo nướng bạch như tia chớp giống nhau thô tráng vô cùng cột sáng ngay lập tức đánh về phía tiền bước man lốc xoáy. Ầm ầm ầm, liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Dương Nghị Vân nghe đều chấn lỗ tai sinh đau. Lúc này hắn mạnh mẽ trợn mắt nhìn lại. Xác thật thấy được làm hắn vui sướng một màn. Lại thấy ở tuyết hương đỉnh đầu một sừng lực lượng bùng nổ lúc sau, tiền bước man huyền lốc xoáy đang ở tan vỡ chung. Cơ hội tốt. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm một tiếng, toàn lực chuẩn bị nhất kiếm tức khắc bổ ra tới, thẳng đến lốc xoáy. Tuy rằng tiền bước man lốc xoáy ở hỏng mất chung, chính là còn không có nhanh như vậy. Dương Nghị Vân này nhất kiếm chính là cấp bổ dao nhỏ ra tốc. Hắn này nhất kiếm chính là mượn dùng hoa sen đen lực lượng, cũng điều động trong cơ thể thủy chi căn nguyên châu lực lượng, càn khôn nói nguyên bên trong thần lực, cùng với cắn răng thúc dục thanh liên tiên hỏa chi lực mà ra nhất kiếm. Kiếm khí bùng nổ lúc sau, hóa thành một đạo trăm mét kiếm khí trực tiếp chém qua đi. Chẳng qua lúc này tuyết hương so với hắn càng mau, đã một ngụm đối với tiền bước man lốc xoáy cắn hạ. Chạm vào. Một tiếng nặng nề lúc sau, tiền bước man lốc xoáy hoàn toàn dập nát. Phốc. Giờ phút này lốc xoáy chi lực bị mạnh mẽ bạo lực dập nát, tiền bước man đang ở lốc xoáy lúc sau, bị bạo lực phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên cũng là bị tuyết hương lực lượng cường đại lan đến kết quả. Dương Nghị Vân vốn dĩ cho rằng chính mình nhất kiếm sẽ thất bại. Nào biết ngay sau đó hắn trong lòng chính là vui vẻ. Nhất kiếm chém xuống lúc sau, lốc xoáy không đuổi kịp, nhưng lại vừa lúc đánh rớt ở tiền bước man trên người. Không. Tiền bước man căn bản ở Dương Nghị Vân cùng tuyết hương liên tiếp công kích hạ, tránh né không khai. Bị Dương Nghị Vân nhất kiếm chém xuống, ở một tiếng không cam lòng chung thân thể hóa thành vô hình. Hoặc là nói ở Dương Nghị Vân thủy chi căn nguyên cùng thanh liên tiên hỏa này hai loại cực đoan chi lực dưới, trực tiếp cực hạn băng động cùng cực hạn đốt cháy, đương trường liền xong đời. Bất quá ở hắn hoàn toàn biến mất cuối cùng một khắc, lại là nhớ tới một tiếng nồng đậm uy hát yêu ta. Tiểu tử ngươi chờ bổn vương bản tôn sẽ tự mình tới tìm các ngươi tính sổ, có thể hủy diệt bổn vương một tôn hỗn nguyên phân thân, không đại biểu các ngươi có thể hủy diệt bổn vương bản tôn, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Như là nguyền rủa giống nhau âm ngoan tiếng động, vang vọng ở phía chân trời, cuối cùng tiêu tán vô hình. Hô rốt cuộc xử lý. Dương Nghị Vân nhìn tiền bước man phân thân tiêu tán địa phương tự nói. Hắn trong lòng cũng có vài phần ngưng trọng, biết tiền bước man chưa nói mạnh miệng. Hôm nay hắn cùng tuyết hương chém giết chỉ là tiền bước man một tôn hỗn nguyên phân thân. Nếu là một ngày nào đó tiền bước man bản tôn tiến đến, hắn cùng tuyết hương còn có thể ứng phó sao? Bị một cái hỗn nguyên nói tiên nhớ thương, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ha. Một hồi hữu kinh vô hiểm chém giết kết thúc. Dương Nghị Vân trong lòng lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một cái trung phẩm chân tiên mà thôi, lại là bị một cái hỗn nguyên nói tiên cấp nhớ thương thượng. Này đối với trước mắt Dương Nghị Vân tới nói, là rất nguy hiểm sự. Một cái hỗn nguyên phân thân đều không phải hắn có thể đối phó. Huống chi là hỗn nguyên bản tôn. Tuyết hương tuy rằng cường đại nhưng trung quy là đại la chi cảnh, căng chết là đại la đại viên mãn đỉnh. Có thể đối phó tiền bước man hỗn nguyên phân thân, không đại biểu có thể đối phó tiền bước man bản tôn.
nha đầu này cũng đơn thuần, tổng không thể chuyện gì đều dựa vào nàng, này không phải hắn Dương Nghị Vân phong cách. Cho nên vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Đỗ Nhân Kiệt mời Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương tiến vào Thái Thanh Tiên Môn. Dương Nghị Vân vừa lúc có việc yêu cầu Đỗ Nhân Kiệt, cũng không khách khí đi theo Đỗ Nhân Kiệt tiến vào Thái Thanh Tiên Môn. Đương nhiên tiến vào Thái Thanh Huyền Môn phía trước, Dương Nghị Vân tìm Đỗ Nhân Kiệt cấp Tuyết Hương thảo muốn tiên y. Đối này Đỗ Nhân Kiệt thực khẳng khái, trực tiếp lấy ra 10 bộ tiên y đưa tặng cấp Tuyết Hương, tuy rằng đều là hạ phẩm tiên y, chính là cuối cùng so bình thường quần áo mạnh hơn nhiều. Không cần ở lo lắng Tuyết Hương mỗi lần biến hóa lúc sau xích quả quả xấu hổ vấn đề, rốt cuộc tiên y là có thể theo ý niệm thu vào trong cơ thể. Đương nhiên cấp Tuyết Hương mặc quần áo là tìm cái không ai yên lặng nơi tiến hành. Lúc sau Dương Nghị Vân mới mang theo Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà cái này tôi tớ tiến vào Thái Thanh Tiên Môn. Thái Thanh Đại Điện, Đỗ Nhân Kiệt cùng Thái Thanh Tiên Môn vài vị trưởng lão đầu tiên đối Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương biểu đạt cảm tạ. Lần này cần không phải Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương tiến đến tương trợ, Thái Thanh Tiên Môn tuyệt đối sẽ bị Yến Vô Lượng xóa tên. Một hồi mạo hiểm đại chiến, toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn cũng chỉ là mất đi hai cái kim tiên trưởng lão, này đã là nhỏ nhất đại giới. So sánh với tới Thượng Huyền Tiên Môn xem nhưng ngược lại từ trên xuống dưới hoàn toàn xong đời, từ môn chủ Yến Vô Lượng đến trưởng lão cùng chân tiên đệ tử chờ, tiến đến tấn công Thái Thanh Tiên Môn Thượng Huyền Tiên Môn người tất cả đều hủy diệt. Đương nhiên còn có Yến Vô Lượng mời đến hai cái đại la thượng tiên, thậm chí còn tiền bước Man Hỗn Nguyên phân thân đều chiết ở Thái Thanh Tiên Môn. Tình hình chiến đấu có thể nói huy hoàng. Chẳng qua đồng dạng nguy hiểm cũng trở thành có quan hệ trực tiếp. Tuy rằng ở Đại Thanh thế giới đã không có nguy hiểm, đã không có Yến Vô Lượng cùng Thượng Huyền Tiên Môn bực này địch nhân. Nhưng lần này đối Đỗ Nhân Kiệt tới nói, cũng đồng dạng trêu chọc một cái cường đại vô cùng địch nhân, Man Vương Tiên Sơn Hỗn Nguyên nói tiên tiền bước Man. Không hề nghi ngờ tiền bước Man không chỉ có sẽ nhớ thương Thượng Dương Nghị Vân, toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn cũng đều sẽ bị tiền bước Man ghi hận thượng. Nếu kế tiếp không có cường giả che chở, Thái Thanh Tiên Môn từ trên xuống dưới cũng khó thoát bị tan rã vận mệnh. Đến nỗi Dương Nghị Vân đảo còn hảo thuyết, hắn có thể vỗ vỗ mông rời đi Đại Thanh Tiên Sơn thế giới tránh né tiền bước Man đuổi giết. Nhưng Thái Thanh Tiên Môn căn cơ ở chỗ này chạy không được, lại nói như vậy nhiều người cũng không hảo trốn, trừ phi Đỗ Nhân Kiệt đem Thái Thanh Tiên Môn phân phát.